Trên thực tế, Tam Tỉnh cũng không phải là một tập đoàn như vẻ ngoài. Trên thực tế, nó là một thế lực siêu mạnh. Mặt kinh dị và bí ẩn đã được che giấu. Mãi cho đến khi ước hẹn chúng thần bị xé bỏ, chúng mới dần lộ diện. Nhưng tập đoàn Tam Tỉnh tôi chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Khi thời điểm đến, giao Diệp Lâm Quân cho tôi. Đây là yêu cầu của tập đoàn Tam Tinh. Người đó nghe xong liền cảm thấy bừa ồn cười, chính xác thì Diệp Lâm Quân đã làm gì vậy? Có rất nhiều người nhắm vào anh ta. Yêu cầu của mọi người đều nhất quán một cách đáng kinh ngạc, chỉ cần Diệp Lâm Quân. Mọi người trong tập đoàn Tam Tỉnh đều sửng sốt, không khỏi nói, cái gì? Còn có ai muốn Diệp Lâm Quân nữa sao? Rất nhiều, theo thống kê chưa đầy đủ, trong quân liên minh có không dưới 30 thế lực muốn Diệp Lâm Quân chết, và có ít nhất hàng trăm người muốn mạng Diệp Lâm Quân. Đúng vậy, phải biết mọi người đều là còng giả cấp chí tôn, tôi thật không biết Diệp Lâm Quân đã đắc tội với mọi người như thế nào. Người đàn ông rất ngạc nhiên. Sắc mặt của mọi người trong tập đoàn Tam Tỉnh liền thay đổi. Bởi vì Diệp Lâm Quân đã đuổi chúng tôi ra khỏi Lạc Việt và phá vỡ bố cục của chúng tôi. Anh ta còn chém chết người thừa kế tương lai của tập đoàn Tam Tinh. Làm sao tôi có thể chịu được? Vậy thì nên bị giết. Đến lúc đó, gia đình của Diệp Lâm Quân đều cho các người. Muốn hành hạ thế nào tùy thích, người đàn ông mỉm cười. Tôi nghe nói rằng khoa học công nghệ và công nghệ gen sinh học của tập đoàn Tam Tỉnh rất tiên tiến, các người đã bí mật tạo ra nhiều tồn tại có thể so sánh với cường giả cấp chí tôn. Chúng tôi cần các người đưa ra những con số rõ ràng. Chúng tôi cần vạch ra một kế hoạch tác chiến chi tiết. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tam Tỉnh nhìn nhau, cuối cùng nói ra số liệu chung. Người kia nghe xong thì vội hít vào một hơi lạnh. Cái này, thật quá kinh người. Hiệu quả chiến đấu của tập đoàn Tam Tinh còn mạnh hơn chúng ta tưởng gấp 5 lần. Người đàn ông một mặt vui mừng. Đoán chừng cái này chưa tính tới các cường giả cấp chí tôn mà các người chiêu mộ gần đây, nếu cộng lại toàn bộ, còn mạnh hơn chúng tôi mong muốn gấp 8 lần. Người đàn ông mỉm cười. Các thành viên của tập đoàn Tam Tỉnh không có phản bác. Bởi vì sau khi ước hẹn chúng thần bị xé bỏ, họ đã chiêu mộ rất nhiều cường giả cấp chí tôn dưới danh nghĩa tập đoàn Tam Tỉnh. Nhiều công ty hợp tác với tập đoàn Tam Tỉnh. Miễn là đối phó với Lạc Việt, chúng tôi sẵn sàng đóng góp tất cả lực lượng của mình ban đầu, chúng tôi muốn giữ bí mật này. Nhưng nếu quân đội liên minh sẽ đối phó với Lạc Việt, chúng tôi có nói ra cũng không thành vấn đề. Tập đoàn Tam Tỉnh đột nhiên muốn nói ra một bí mật. Điều này khiến người kia không khỏi choáng váng. Bí mật gì? Bây giờ mọi người đều biết cường giả cấp chí tôn đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Ngay cả pháo kích cũng vô dụng, nhưng anh có biết không, có một loại vũ khí đặc biệt chuyên dùng để nhắm vào cường giả cấp chí tôn. Cái gì? Sau khi nghe xong, sắc mặt người đàn ông thay đổi rõ rệt. Vẻ mặt không thể tin nổi. Còn có loại vũ khí này? Đúng vậy, chúng ta tận mắt chứng kiến, một cường giả cấp chí tôn bị thứ vũ khí này bắn trúng mà biến mất. Ngay cả thi thể cũng không để lại. Thậm chí có thể nói cả linh hồn cũng bay. Kỹ sư trưởng thiết kế vũ khí này nói, vũ khí này dựa trên một điểm đột phá, không có cường giả cấp chí tôn nào có thể ngăn cản, trừ phi đạt cảnh giới rất cao. Một khi nó được đưa vào sử dụng, nó sẽ là một đòn hủy diệt đối với cường giả cấp chí tôn. Nghe xong người càng cảm thấy bàng hoàng. Một khi nó được sử dụng trong trận chiến chống lại Lạc Việt, liệu tất cả các cường giả cấp chí tôn có thể bị bắn phá đến chết không? Người đàn ông vội hỏi. Đúng vậy. Đây là kết quả cho việc chúng tôi hao tổn cường giả cấp chí tôn. Nếu sử dụng với số lượng lớn, các cường giả cấp chí tôn của Lạc Việt sẽ trở nên vô dụng, chúng ta sẽ giết từng người mộ mấy người từ tập đoàn Tam Tinh cười nói. Thật tuyệt, vũ khí này ở đâu vậy? Là các người đã chế tạo ra nó sao? Chúng ta sẽ lấy được nó bằng mọi giá. Người liên lạc của quân đội liên minh bắt đầu hào hứng. Đó không phải là chúng tôi, nó được sản xuất bởi một công ty ở Lạc Việt. Nhưng người điều hành công ty này chính là người mà chúng tôi một tay nâng đỡ lên, Hứa Chính Kiệt. Tuy nhiên, chúng tôi đã cung cấp cho họ rất nhiều công nghệ và tiền bạc. Không chỉ đạt được, thậm chí là sản xuất hàng loạt cũng không phải không thể. Được rồi, chuyện này cứ giao cho các người. Nhất định phải lấy được, nếu có, yêu cầu gì cứ nói. Được, vậy chúng ta rất vui vẻ hợp tác. Một âm mưu đã đạt thành. Lạc Việt lại phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Sự là Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm làm thế nào cũng không ngờ được.
Con mọt sách trong mắt họ, nhà khoa học điên vậy mà có thể nghiên cứu ra một loại vũ khí có khả năng giết chết một cường giả cấp chí tôn. Chuyện này làm sao có thể? Cường giả cấp chí tôn luôn được cất giấu trong hồ sơ thân bí nhất của vệ binh Viêm Long. Làm thế nào mà một người bình thường như Hứa Chính Kiệt có thể chế tạo ra loại vũ khí giết được cường giả cấp chí tôn? Nhưng mà thế giới này đúng là ngông cuồng như vậy đấy. Một thiên tài như thế, bạn nghĩ rằng chuyện đó là không thể, nhưng lại có người thật sự làm được. Trong cuộc sống hiện thực lại càng như thế, có rất nhiều người có thể làm được những chuyện mà bạn không thể nào tưởng tượng được. Đặc biệt là khi một người bình thường lại đưa ngôn nói cường giả cấp chí tôn chẳng là cái thá gì, thế chứng tỏ anh ta thật sự có át chủ bài. Nhưng Diệp Lâm Quân sẽ không nghĩ về phương diện này. Cơ sở thí nghiệm Đế Vương thành phố Hải Phòng. Nhìn bề ngoài, nó giống như một phòng thí nghiệm bình thường với quy mô nhỏ. Nhưng chỉ cần đi qua một cánh cửa bí mật, sẽ thấy được một điều đặc biệt. Bộ phận cốt lõi của phòng thí nghiệm Đế Vương nằm ở dưới lòng đất. Các phòng ban liên quan của thành phố Hải Phòng chưa từng phát hiện ra. Phòng thí nghiệm Đế Vương chính là căn cứ Hứa Chính Kiệt dùng để nghiên cứu vũ khí siêu cấp. Lúc này, Hứa Chính Kiệt đang tức giận, trước đây tôi cái gì cũng không bằng anh ta. Em không thích tôi hiểu. Nhưng bây giờ, anh ta trở nên sa sút, còn tôi thì đứng ở vị trí cao, vậy mà em vẫn cự tuyệt tôi. Bây giờ thời thế thay đổi rồi, chỉ có anh mới xứng đáng với em. Diệp Lâm Quân là cái thá gì mà em lại bảo vệ cho anh ta như vậy? Hứa Chính Kiệt thực sự không hiểu tại sao Lý Tử Nhiệm lại từ chối mình. Trong mắt anh ta, ngay cả một cường giả cấp chí tôn anh ta cũng chẳng thèm để tâm. Diệp Lâm Quân chỉ là một người bình thường, thậm chí còn không có tư cách làm đối thủ của anh ta. Không sai. Với địa vị bây giờ của Hứa Chính Kiệt, chỉ cần anh vừa nói một tiếng, tất cả các nước đều sẵn lòng chào đón. Vô số cường giả cấp chí tôn đều sẽ tiên hô hậu ứng. Ngay cả khi anh ta chỉ là một người bình thường. Sếp Hứa, ngài đừng tức giận, bên ngoài có tổ trưởng của tập đoàn Tam Tinh đến tìm ngài. Trợ lý thông báo. Sắc mặt của Hứa Chính Kiệt thay đổi, được rồi, cho anh ta vào đi. Không lâu sau, tổ trưởng Lý Long Ân và mấy lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tam Tinh bước vào phòng thí nghiệm. Có gì nói thẳng đi. Sức mạnh quyết định giọng điệu khi nói chuyện, Hứa Chính Kiệt đối diện với tập đoàn Tam Tinh. Cũng ra vẻ cao cao tại thượng. Tập đoàn Tam Tinh muốn mua vũ khí siêu cấp mà anh vừa sản xuất ra. Có bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu, còn nhân viên kỹ thuật và nghiên cứu viên cũng sẽ mua hết. Lý Long Ân vừa dứt lời, sắc mặt của Hứa Chính Kiệt liền thay đổi. Lý Long Ân nói thêm, chỉ cần anh đồng ý, tập đoàn Tam Tinh sẽ sẵn sàng bỏ ra mọi giá đáp ứng điều kiện mà anh muốn. Ý này rất đơn giản, chỉ cần Hứa Chính Kiệt đồng ý bán ra vũ khí. Anh ta muốn cái gì, tập đoàn Tam Tinh cũng có thể cho anh ta. Bất cứ điều kiện nào anh ta đề ra, họ cũng đều đáp ứng. Không không không, nói thế nào cũng sẽ không bán kỹ thuật cốt lõi và nhân viên. Đây là nền tảng của cuộc đời tôi. Hứa Chính Kiệt từ chối. Lý Long Ân thấy vậy bèn nói tiếp, anh Hứa, chúng tôi sẵn lòng bỏ ra tất cả, chỉ cần anh có yêu cầu, chúng tôi đều đáp ứng. Anh suy nghĩ lại xem. Hứa Chính Kiệt vẫn muốn từ chối. Nhưng khi nghĩ đến chuyện của Lý Tử Nhiệm anh ta đột nhiên im lặng. Chuyện này thật ra cũng có thể xem xét lại, cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Không nhất định phải bán cho các người, chúng ta có thể hợp tác, các người đóng góp nguồn lực tài chính cho việc này, tôi sẽ phụ trách kỹ thuật và sản xuất, các người muốn bao nhiêu, tôi sẽ sản xuất bấy nhiêu. Hứa Chính Kiệt nói. Lý Long Ân đảo mắt. Chuyện này tất nhiên là được. Vẫn mong anh Hứa mau chóng cho chúng tôi câu trả lời. Sau khi Lý Long Ân rời đi, anh ta liền gọi ngay đến trụ sở của tập đoàn Tam Tinh. Xã trưởng, sợ là sẽ có thay đổi, tôi thấy Hứa Chính Kiệt có ý kiến khác, anh ta là người thông minh sao có thể không biết giá trị của chính mình. Lý Long Ân có chút lo lắng. Vẫn mong Tổng Bộ lập tức đề ra phương án giải quyết chuyện này, nếu đống vũ khí đó rơi vào tay người khác, đặc biệt là Lạc Việt, thì sẽ phiền phức cho chúng ta. Lý Long Ân nói vô cùng khẩn cấp. Được, lập tức mở cuộc họp. Trong phòng thí nghiệm Đế Vương, sếp Hứa, ngài không trực tiếp đồng ý, có phải là có suy nghĩ khác rồi chăng? Người trợ lý hỏi. Hứa Chính Kiệt cười khẩy, đương nhiên, tôi hiểu rõ giá trị bây giờ của mình hơn ai hết. Cho nên, lựa chọn của tôi không chỉ có tập đoàn Tam Tỉnh. Trợ lý lập tức nói, đúng là như vậy. Nếu như tin tức vũ khí của chúng ta truyền ra ngoài, phỏng chừng cả thế giới đều sẽ kích động,
đến lúc đó ngài sẽ trở thành người được cả thế giới này tranh giành phải, cho nên tôi có thể có nhiều lựa chọn. Ai cho điều kiện tốt hơn thì hợp tác với người đói. Hơn nữa, tôi càng mong có thể hợp tác với Lạc Việt. Tôi hy vọng Lạc Việt có thể đáp ứng được mọi điều kiện của tôi, khiến tôi có thể trở thành người có giá trị nhất Lạc Việt. Tôi không tin người phụ nữ đó sẽ không xem trọng tôi. Hứa Chính Kiệt trông có vẻ mong đợi. Trợ lý nói, với thân phận của sếp Hứa, muốn có phụ nữ gì mà chẳng được, sao nhất thiết phải là cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng đã có con rồi. Hứa Chính Kiệt trừng mắt nhìn người trợ lý và nói, từ lúc đi học bọn họ đã gọi tôi là kẻ lập dị, chuyện tôi muốn làm nếu không hoàn thành được sẽ không thể quay lại. Trong những năm qua, duy chỉ có Lý Tử Nhiệm là khiến tôi thất bại, tôi cứ luôn canh cánh trong lòng cho đến tận bây giờ. Tôi vốn không muốn cưới hay thích cô ta, tôi chỉ là muốn hoàn thành chấp niệm của mình. Trợ lý kinh ngạc một phen. Loại chấp niệm hoang tưởng này là đáng sợ nhất. Nếu không có chấp niệm, Hứa Chính Kiệt sao có thể nghiên cứu ra loại vũ khí này chứ? Chính kiểu mất trí cực độ này mới có thể tạo ra một loại trí sáng tạo đáng sợ đến như vậy. Lý Tử Nhiệm bái sư ở thành Vô Song, tôi muốn để cô ta chính mắt nhìn thấy cảnh thành Vô Song thần phục dưới chân tôi. Để cô ta hiểu, một người bình thường như tôi cũng có thể nổi tiếng cả thế giới. Hứa Chính Kiệt không phải đang nói điêu. Với khả năng của anh ta, chỉ cần một câu, cường giả cấp chí tôn cũng phải tiền hô hậu ứng, thành Vô Song căn bản chẳng là gì cả. Phó Phong Thu chỉ có thể đi theo sau anh ta tâng bốc. Suy cho cùng, anh ta là thứ có thể đảo ngược tình thế trong trận đại chiến sắp tới. Hai ngày sau, Bé Quân và Lý Tử Nhiệm trở lại thành Vô Song. Diệp Lâm Quân ra sân bay đón Tiêu Thấm. Thời gian dài không gặp, Tiêu Thấm càng lúc càng xinh đẹp, nhưng cũng càng lạnh lùng, trên người có một loại cảm giác khiến người ta muốn lánh xa. Nhưng Diệp Lâm Quân luôn cảm thấy cô có chút gì đó khác lạ, còn cụ thể khác lạ ở chỗ nào thì nhất thời không thể nói ra được. Anh rể, ảnh đến rồi. Mặc dù Tiêu Thấm nhìn thấy Diệp Lâm Quân tỏ ra rất bất ngờ và vui mừng, nhưng cố tình đè nén cảm xúc lại, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Chị và cháu em đã quay về thành Vô Song rồi, ngày mai anh dẫn em đi một chuyến. Sau khi lên xe, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Hai năm qua thế nào? Diệp Lâm Quân hỏi. Cũng không tệ, nhưng mà nghe nói anh rể hình như cũng nhiều fan chéo ngoe. Bây giờ đã trở thành người bình thường rồi. Diệp Lâm Quân mỉm cười nói, làm người bình thường cũng tốt mà. Có mẹ, vợ, và con gái bên cạnh, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc thật. Tiêu Thấm như nghĩ ra điều gì, cười nói, anh rể, em cũng sắp kết hôn rồi. Hửm, Diệp Lâm Quân sửng sốt, vội vàng dừng xe, tiếng thắng xe vang lên thật chói tai. Diệp Lâm Quân có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thấm. Trong ấn tượng của anh, Tiêu Thấm vẫn là một cô em gái nhỏ. Sao lại sắp kết hôn rồi? Nhưng Diệp Lâm Quân không hỏi thêm, tiếp tục lái xe. Tiêu Thấm có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình nên anh cũng không tiện hỏi nhiều. Ngày hôm sau, Diệp Lâm Quân đưa Tiêu Thấm đến thành Vô Song. Khi hai chị em gặp nhau, tự nhiên có rất nhiều điều để nói. Diệp Lâm Quân lại không nhìn thấy Bé Quân, chỉ đành ở một bên đợi. Đột nhiên, anh nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc, Hứa Chính Kiệt. Mọi người đều xúm lại xung quanh anh ta. Rõ ràng bọn họ đều là cường giả cấp chí tôn. Vậy mà lại vây quanh một, người bình thường như Hứa Chính Kiệt. Ngay cả thành chủ thành Vô Song Phó Phong Thu cũng phải cúi lưng đứng một bên. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Diệp Lâm Quân cũng không thể giải thích được chuyện đang diễn ra trước mắt anh. Anh biết rõ ra thế bối cảnh của Hứa Chính Kiệt. Làm sao anh ta có thể làm được chuyện này? Vừa hay Hứa Chính Kiệt cũng nhìn thấy Diệp Lâm Quân. Anh ta đưa một nhóm người tới đây. Mấy người Lý Tử Nhiệm nghe thấy động tĩnh cũng lập tức đến gần. Hứa Chính Kiệt sao lại là anh? Anh đến thành Vô Song sao? Lý Tử Nhiệm giống như bị sét đánh. Cô không thể tưởng tượng được một người bình thường như Hứa Chính Kiệt dựa vào đâu mà có thể đến thành Vô Song. Tôi đến xem thử. Sau đó, Hứa Chính Kiệt cười khẩy, Phó Phong Thu. Anh Hứa có chuyện gì cứ căn dặn. Một cảnh tượng khiến tất cả mọi người ở thành Vô Song đều phải kinh ngạc đã xảy ra. Phó Phong Thu đang cung kính cúi đầu, sắc mặt tươi cười đến trước mặt Hứa Chính Kiệt giống như một con chó mặt sệ, Lý Tử Nhiệm là bạn tốt của tôi, biết làm thế nào rồi chứ? Hứa Chính Kiệt nói. Phó Phong Thu vội vàng nói, hiểu chứ, là bạn của anh Hứa, cũng chính là thượng khách của thành Vô Song.
Sốc thật. Mọi người dường như có cảm giác như sắp điên lên vậy. Phó Phong Thu vậy mà lại, cư xử như thế với một người bình thường. Nhưng người kinh ngạc hơn ai hết vẫn chính là Lý Tử Nhiệm. Đây có còn là con mọt sách năm xưa không, rốt cuộc thân phận của anh ta là gì, mà lại khiến Phó Phong Thu phục tùng giống như một con chó thế kia. Bản thân Phó Phong Thu cũng không muốn mất mặt trước nhiều người, nhưng Hứa Chính Kiệt thật sự quá đáng sợ. Bây giờ bên cạnh anh ta có 8 vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ 5, những cường giả khác càng nhiều hơn. Anh ta cũng nghe nói có mấy vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 cũng đi theo người bình thường này. Cho dù lão thành chủ có ra, cũng không làm được gì. Chọc giận người ta, chỉ sợ sẽ hủy diệt thành vô song. Hứa Chính Kiệt đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Lý Tử Nhiệm run rẩy hỏi. Hứa Chính Kiệt vẻ mặt đầy tự hào nói, tôi muốn cho em biết. Hôm đó trong bữa tiệc tôi nói tôi không hề sợ cường giả cấp chí tôn gì đó là thật, cho dù là thành vô song tôi cũng có thể tùy tiện đặt chân tới bất cứ lúc nào. Anh ta liếc nhìn sang Phó Phong Thu. Người sau lập tức, với năng lực của anh Hứa, bất cứ lúc nào cũng có thể đạp thành vô song dưới chân. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. Người bình thường này có sức mạnh như vậy sao? Đi với tôi một chút. Hứa Chính Kiệt nói với Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm bất giác nhìn Diệp Lâm Quân. Hứa Chính Kiệt mỉm cười, để bọn họ cùng đi theo. Diệp Lâm Quân cũng muốn biết Hứa Chính Kiệt muốn làm gì. Mấy người đi theo Hứa Chính Kiệt đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Lý Tử Nhiệm, em có biết bây giờ thân phận của tôi là gì không? Hứa Chính Kiệt mỉm cười. Cái gì? Diệp Lâm Quân mỉm cười. Chỉ cần tôi nói một lời. Tôi lập tức có thể trở thành hộ quốc chi thân cho Lạc Việt. Bọn họ phải cung phụng tôi. Không chỉ như thế, cả thế giới không có quốc gia nào dám không cung phụng anh. Chỉ cần anh muốn, anh có thể phong tước xưng vương ở bất cứ quốc gia nào. Chỉ cần anh hô một tiếng, cường giả cấp chí tôn sẽ lần lượt đi theo, lục trùng thiên cũng không ít. Hôm nay ngài chính là đang tỏa sáng khắp thế giới, trở thành vương giả đỉnh phong. Mấy cường giả cấp chí tôn đi theo Hứa Chính Kiệt nói. Chấn động. Quá chấn động. Nếu như là trước đây mấy người Lý Tử Nhiệm nghe Hứa Chính Kiệt nói như thế nhất định sẽ nghĩ anh ta là tên ngốc. Nhưng bây giờ nghe những lời nhận xét như vậy, bọn họ không thể không tin. Ngay cả thành vô song anh ta cũng có thể đạp ở dưới chân, bên cạnh lại có 8 vị cường giả cấp chí tôn ngũ trùng thiện. Đây tuyệt đối không phải là đang diễn. Thân phận này so với lúc Diệp Lâm Quân còn ở đỉnh phong trước đây phải nói là mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tôi biết em sẽ không xem trọng một kẻ tâm thường, bây giờ tôi so với lúc Diệp Lâm Quân còn ở đỉnh phong mạnh hơn gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Bây giờ tôi hoàn toàn có sức mạnh xoay chuyển thế cục của thế giới. Một người bình thường như Hứa Chính Kiệt tôi có thể đứng trên đỉnh của thế giới. Tôi có tư cách không? Hứa Chính Kiệt bày tỏ ý nghĩ của mình mà không hề do dự. Càng không coi Diệp Lâm Quân và những người khác ra gì. Càng nói càng kích động trong mắt Hứa Chính Kiệt toát ra một sự cuồng nhiệt. Cả người như phát điên. Theo anh ta thấy, Lý Tử Nhiệm không thể từ chối được. Không có người phụ nữ nào sẽ bỏ qua một người đàn ông đang đứng ở đỉnh cao. Lý Tử Nhiệm nghe xong lời này mới hiểu ra. Thì ra là mục đích của anh là như thế. Vậy tôi cũng muốn nói rõ ràng cho anh biết. Không thể nào, cả đời này tôi chỉ yêu một mình Hạo Quân, bất kể anh ấy có nghèo hèn hay giàu có. Dù anh ấy là võ giả cao cạo tại thượng, hay là một người bình thường. Điều này nằm ngoài dự đoán của Hứa Chính Kiệt. Anh ta cho rằng Lý Tử Nhiệm chọn Diệp Lâm Quân vì Diệp Lâm Quân đã từng là chiến thần. Anh ta bây giờ mạnh hơn Diệp Lâm Quân gấp ngàn lần. Lý Tử Nhiệm vậy mà vẫn không chịu chọn anh ta. Một người cố chấp như anh ta rất khó có thể hiểu được thế nào là tình yêu. Lẽ nào thân phận và địa vị của tôi bây giờ vẫn chưa được sao? Hay là tôi vẫn chưa thể hiện ra hết? Hứa Chính Kiệt hỏi, Lý Tử Nhiệm mỉm cười bất lực, anh không hiểu ý tôi, chuyện của tôi, và Hạo Quân chỉ có liên quan đến hai chúng tôi, không liên quan gì đến người khác. Cô, còn nữa, Diệp Lâm Quân từng bảo vệ đất nước, được mọi người yêu mến, anh ấy là đại anh hùng tuyệt thế vô song. Anh lấy cái gì mà so với anh ấy? Lý Tử Nhiệm tiếp tục nói. Ha ha ha, Hứa Chính Kiệt cười lớn. Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên, coi như tôi cũng nhìn ra rồi, anh muốn ở trước mặt tôi, leo tường nhà tôi. Tôi hỏi anh chưa? Bốp,
Diệp Lâm Quân lạnh lùng tát vào mặt Hứa Chính Kiệt. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Ngay cả tám cường giả cấp chí tôn ngũ trùng thiên đứng cạnh Hứa Chính Kiệt cũng phải sửng sốt. Bọn họ đều không phản ứng kịp. Diệp Lâm Quân tát quá nhanh. Giết hắn. Dám động vào chủ nhân. Các cường giả cấp chí tôn nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân đầy sát khí, như muốn giết anh. Nhưng không ngờ Hứa Chính Kiệt lại ôm mặt, mỉm cười xuồng xã, khoan đã, đừng giết anh ta. Diệp Lâm Quân cái tát này anh nhớ kỹ cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ còn quay lại. Lúc này, Hứa Chính Kiệt trông giống như một tên ác ma. Anh ta cười một cách kỳ lạ, Lý Tử Nhiệm, ý cô là tôi chưa từng làm mấy chuyện kinh thiên động địa sao? Ha ha ha, được, không lâu sau tên tôi sẽ vang dội khắp thế giới cho mà xem. Hứa Chính Kiệt cùng đám người huynh hoang bỏ đi. Lập tức liên lạc với tập đoàn Tam Tỉnh, nói là tôi đồng ý, bảo ông chủ của bọn họ đến tìm tôi bàn điều kiện. Hứa Chính Kiệt tức giận nói. Tiếp theo, anh ta sẽ làm một số chuyện kinh thiên động địa cho Lý Tử Nhiệm và những người bạn thân của mình thấy. Để những kẻ cứ luôn cho rằng anh ta chỉ là một con mọt sách, xem thử anh ta làm sao trở thành chúa tể của thế giới. Cách duy nhất chính là bán vũ khí cho tập đoàn Tam Tỉnh. Đến lúc đó, đối chiến một trận với Lạc Việt, tên tuổi của anh ta sẽ tỏa sáng khắp thế giới. Ngay sau đó, Hứa Chính Kiệt đã liên lạc được với trụ sở chính của tập đoàn Tam Tỉnh. Trong cuộc họp thảo luận, các lãnh đạo chủ yếu của Đại quân Liên minh đã tụ tập đủ. Trong đó cũng bao gồm người đàn ông mặc áo gió. Hứa Chính Kiệt đưa ra rất nhiều điều kiện. Thậm chí anh ta còn muốn làm chủ nhân của Lạc Việt. Anh ta muốn cho mấy người Lý Tử Nhiệm thấy mình làm được những chuyện kinh thiên động địa. Liên minh đồng ý tất cả các điều kiện của anh ta. Qua một đêm, vũ khí của phòng thí nghiệm đế vương lặng lẽ được chuyển ra ngoài. Phòng thí nghiệm đế vương cũng chuyển khỏi Lạc Việt trong đêm, và sau khi nhận được tài nguyên và tiền, bắt đầu đẩy nhanh quá trình sản xuất vũ khí. Hứa Chính Kiệt cũng rời Lạc Việt. Tên điên, anh ta đúng là tên điên. Lý Tử Nhiệm nói Diệp Lâm Quân đang nghĩ tại sao Hứa Chính Kiệt lại trở nên khủng khiếp như vậy. Tiêu Phong cậu đi tra xem thử. Diệp Lâm Quân lập tức bảo Tiêu Phong đi điều tra. Nhưng mà đối phương không hề để lại bất kỳ manh mối nào. Giống như báo cáo, công ty của Hứa Chính Kiệt là công nghệ di chuyên sinh học, không có gì bất thường. Đúng là kỳ quái, một người bình thường sao lại có sức mạnh như vậy? Có thể khiến các cường giả cấp chí tôn trước hô sau ứng. Chẳng lẽ anh ta có thứ mà cường giả cấp chí tôn không thể cự tuyệt được? Diệp Lâm Quân cảm thấy rất khó hiểu. Trước mắt vẫn chưa tìm được gì, chỉ có thể đợi Tiêu Phong tiếp tục điều tra. Có Hứa Chính Kiệt và phòng thí nghiệm đế vương gia nhập, đại quân liên minh như hổ mọc thêm cánh. Họ chính thức lấy tên là Liên minh Chúa Tể. Chủ nhân của liên minh chính là bốn chúa tế, thân phận cụ thể của bọn họ là gì thì không ai biết được. Họ đẩy nhanh quá trình hình thành liên minh chúa tể. Tiếp theo, Liên minh Chúa Tể bắt đầu lôi kéo Lạc Việt và các thế lực cường giả cấp chí tôn ở các khu vực xung quanh, tộc Thác Bạt là tộc đầu tiên được tìm đến. Sau khi Liên minh Chúa Tể bày tỏ ý định, tộc Thác Bạt liền đồng ý ngay. Trong mắt họ không có khái niệm về đất nước, mà chỉ biết có trả thù. Tiếp theo sau đó, các thế lực ở Lạc Việt được tìm đến đều là tà môn ngoại đạo. Ở Lạc Việt bọn họ bị người khác khinh thường, đặc biệt là trong giới võ giả, danh tiếng cực kỳ thấp. Giống như chuột qua đường, ai ai cũng muốn xua đuổi. Cho nên khi Liên minh Chúa Tể tìm đến họ, đám người này mới lập tức phối hợp. Cho dù là lợi ích hay là thù oán tích lũy lâu dài, cũng đều khiến những tà môn ngoại đạo này hứng thú. Toàn thể bá đạo môn gia nhập Liên minh Chúa Tể, bá đạo điện chủ cường giả cấp chí tôn lục trùng thiên. Toàn thể hổ sát điện gia nhập Liên minh Chúa Tể, hổ vương điện chủ cường giả cấp chí tôn lục trùng thiên. Toàn thể băng hỏa điện gia nhập Liên minh Chúa Tể, hai vị điện chủ băng tôn và hỏa tôn đều là cường giả cấp chí tôn lục trùng thiên. Huyết Ma Điện, Tà Nguyệt Thành, Hoàng Tuyền Điện, các thế lực tà môn ngoại đạo đều lần lượt đồng ý gia nhập Liên minh Chúa Tể. Trong đó thủ lĩnh của rất nhiều thế lực đều là cường giả cấp chí tôn lục trùng thiên. Các thế lực này cũng rất mạnh, vượt hơn cả sức tưởng tượng của Liên minh Chúa Tể. Khi thời cơ đến, sẽ xảy ra một trận chiến kinh hoàng. Chỉ những thế lực tà môn ngoại đạo này cũng đủ để Lạc Việt một phen hú vía. Càng khiến bọn họ không ngờ hơn là có một nhóm thế lực thần bí chủ động tìm đến muốn gia nhập vào đại quân liên minh. Bọn họ tự xưng là thế lực đằng sau Bắc Ma bị Lạc Việt trừ khử.
Sau đó, Liên minh Chúa Tế đã liên lạc với các khu vực chính xung quanh Lạc Việt, chủ yếu là ở những nơi như đảo Đông Ca. Các thế lực cổ xưa trên đảo Đông Ca cũng lần lượt xuất hiện. Từ xưa đến nay, đảo Đông Ca và Lạc Việt bất hòa, đặc biệt là mối thù chuyên kiếp giữa các võ giả. Nghe thấy đối phó là Lạc Việt, các thế lực này lần lượt xin gia nhập. Xích Quân Phủ, Hắc Long Đạo, Quỷ Tà Đạo, toàn bộ đều gia nhập. Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Cho đến nay, đại quân Liên minh Chúa Tể cơ bản đã được tập kết đủ. Tất cả công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Bốn vị Chúa Tế lần đầu tiên chính thức gặp mặt, xác định thời gian tiến công. Bầu không khí náo nhiệt đang đến gần. Vô số cường giả mong chờ thời khắc diễn ra một trận chiến kích liệt. Sau khi cả đám Diệp Lâm Quân trở về Giang Bắc, Tiêu Thấm tập hợp mọi người trong nhà họ Mai lại tuyên bố rằng cô sẽ kết hôn. Ngay cả đám người Lý Hồng Thái cũng đến. Mai Ngọc Lan và Trịnh Văn Thành nghe xong cũng rất là kinh ngạc. Con muốn kết hôn với ai? Nhà họ Mai cũng rất háo hức muốn biết. Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm cũng muốn biết. Thật ra mấy năm nay tôi đi theo Tân Bắc Minh học y, lại quen biết được rất nhiều lão sư khác, học được không ít y thuật cổ xưa. Nghe đến đây, Diệp Lâm Quân đã hiểu. Khó trách tại sao khi đón Tiêu Thấm ở sân bay, đã cảm thấy cô ấy có gì đó kỳ lạ. Hóa ra là học y thuật, còn là y thuật cổ, khí chất cả người cũng khác hẳn. Cách đây không lâu, tôi đã tiếp xúc với người thừa kế tương lai của thế gia Y Vương Vương Thừa Vũ. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Không biết là chuyện gì, nhưng Diệp Lâm Quân lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc trong Tiêu Thấm, ngược lại cảm thấy rất bất lực và buồn bã. Thế gia Y Vương gì? Thế gia Y Vương được Lạc Việt phong là Vương Y Trấn Quốc mấy ngày trước à? Lợi hại hơn Thành Vô Song rất nhiều. Châu Anh này cũng thật không chịu thua kém gì cả. Mai Ngọc Lan gần như bật khóc vì sung sướng. Nhờ sự giúp đỡ của bé Quân và Lý Tử Nhiệm mà hai nhà Lý Trịnh ngày càng phát triển, nhà họ Mai vô cùng ghen tị. Bây giờ Tiêu Thấm muốn gả vào thế gia Y Vương, nhà họ Mai lại sắp phất lên rồi. Hôn lễ sẽ cử hành vào 7 ngày sau. Ba mẹ, mọi người cũng chuẩn bị đi. Tiêu Thấm mặt không cảm xúc nói. Euro ó điều lúc nói, cô ta lại nhìn sang Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cảm thấy có điều gì đó không ổn. Được, 7 ngày sau cử hành hôn lễ, phải để con được nở mặt nở mày mà gả đi. Nhà họ Mai vô cùng phấn khích, lập tức thông cáo chuyện này khắp toàn thành. Họ muốn hôn lễ trọng đại này được khắp Lạc Việt biết đến. Phía thế gia Y Vương cũng truyền tin ra ngoài, hô ứng cùng với nhà họ Mai. Nhất thời, cả Giang Bắc đầu đầu cũng là thông tin con gái nhà họ Mai sắp gả cho thế gia Y Vương. Sau khi chuyện xong, Diệp Lâm Quân liên lạc với lão Tân Bắc Minh hỏi về chuyện giữa Tiêu Thấm và Vương Thừa Vũ. Thế lực thoát khỏi thế tục như thế gia Y Vương tuyệt đối sẽ không phải là loại thấy bạn xinh đẹp là muốn cưới bạn liền. Cũng là một thế lực cường đại như vậy, hệ thống phân cấp càng nghiêm khắc. Họ nghĩ rằng dòng máu của họ là cao quý, sinh ra đã đứng ở đỉnh cao. Cho nên Diệp Lâm Quân cảm thấy, thế gia Y Vương để ý Tiêu Thấm không hề đơn giản như vậy. Sở dĩ thế gia Y Vương để ý đến Tiêu Thấm và muốn cưới cô ấy, nguyên nhân rất đơn giản, Mai Ngọc Anh là một thiên tài y học. Từ khi cô ấy theo tôi học y, tôi đã phát hiện ra tài năng của cô ấy. Giới thiệu cho cô ấy mấy người bạn già, bọn họ cũng nhận xét như thế. Trong thời gian ngắn mà Tiêu Thấm có thể học được y thuật cổ đến trình độ được thế gia Y Vương chấp nhận, cũng đủ thấy tài năng của cô ấy rồi. Tần Bắc Minh giải thích mọi chuyện cho Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mỉm cười, nói, thế cũng chỗ dựa tốt nhất cho cô ấy. Ai, cô ấy là vì cậu cả. Tân Bắc Minh cúp máy thở dài một hơi. Hóa ra là Tiêu Thấm đã căn dặn Tân Bắc Minh không được nói sự thật cho Diệp Lâm Quân biết. Tiêu Thấm là một thiên tài y học, nổi tiếng trong giới y học cổ đại gây chấn động một thời. Thế gia Y Vương đã chú ý đến Tiêu Thấm. Vương Thừa Vũ thậm chí còn phải lòng Tiêu Thấm và tìm mọi cách để có được cô. Tiêu Thấm không đồng ý. Nhưng sau đó nghe nói đại sư Vương Không của thế gia Y Vương muốn nhắm vào Diệp Lâm Quân, thậm chí muốn giết anh, Tiêu Thấm đã cầu xin Vương Thừa Vũ. Vương Thừa Vũ đồng ý chuyện này, nhưng yêu cầu Tiêu Thấm phải kết hôn với anh ta. Đây cũng chính là lý do tại sao sau này thế gia Y Vương không đi tìm Diệp Lâm Quân. Bạn cũ à, sợ là cậu không biết, cô ấy học y cũng là vì cậu, cậu chém giết trên chiến trường, cô ấy học y muốn trở thành một quân y giỏi. Cô ấy đang muốn đồng hành cùng cậu.
Diệp Lâm Quân trước giờ luôn coi Tiêu Thấm như em gái của mình, cho nên anh cũng không mấy quan tâm đến chuyện này, sự chú ý của anh bây giờ hoàn toàn đặt trên người Hứa Chính Kiệt. Vài ngày sau, thầy tra được một điểm, mấy năm nay tập đoàn Tam Tinh ở đằng sau ủng hộ Hứa Chính Kiệt. Hơn nữa, dòng vốn công ty của Hứa Chính Kiệt lại hoàn toàn không phù hợp với quy mô công ty của anh ta. Khối tài sản mà anh ta có lẽ sánh ngang với người giàu nhất. Sắc mặt Diệp Lâm Quân thay đổi, tập đoàn Tam Tinh. Mọi chuyện không hay rồi, Tiêu Phong cậu lập tức thông báo cho vệ binh Viêm Long đi điều tra. Tôi sợ là sắp có chuyện lớn xảy ra. Diệp Lâm Quân lúc này mới thở dài. Nếu như Trấn Thiên Điện ở trong tay anh thì tốt rồi. Với khả năng tình báo của Trấn Thiên Điện, chắc chắn có thể tra ra. Đáng tiếc, anh đã giao nó ra rồi. Tiêu Phong bất lực thở dài, bây giờ lực lượng có thể sử dụng trong tay tôi có hạn, phía vệ binh Viêm Long dường như vô dụng. Bởi vì bọn họ đã tận dụng hết mọi lực lượng tập trung gia tăng sức mạnh, không ngừng tìm kiếm cường giả cấp chí tôn. Nhưng mà tội vẫn sẽ thông báo với họ. Tiêu Phong làm theo lời dặn của Diệp Lâm Quân, thông báo tất cả cho vệ binh Viêm Long biết. Bây giờ vệ binh Viêm Long không đủ nhân lực, rất khó. Bây giờ vệ binh Viêm Long thực sự rất thiếu người, ngay cả Trấn Thiên Điện cũng phái ra. Đúng rồi, không phải Vương Thừa Vũ của thế gia Y Vương rất thần thông quảng đại sao? Chúng ta có thể nhờ anh ta điều tra. Đúng, được. Hóa ra Vương Thừa Vũ được mệnh danh là một trong tứ đại thần tôn hộ mệnh của đất nước. Bốn người này đều là cường giả cấp chí tôn của các thế lực lớn. Là Lạc Việt muốn củng cố địa vị của các cường giả cấp chí tôn, nên đã đặc biệt phong hiệu cho họ, cho bọn họ có được vị trí tối cao. Ở một mức độ nhất định, bọn họ có thể ra lệnh cho chiến sĩ của Lạc Việt. Trước mắt chỉ có bọn họ rảnh rỗi. Họ cũng đang phàn nàn vệ binh Viêm Long không giao việc cho họ làm. Vệ binh Viêm Long lập tức ra lệnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ vệ binh Viêm Long, Vương Thừa Vũ cười lạnh, cút sang một bên, còn muốn ra lệnh cho tôi. Tưởng tôi là thuộc hạ của các người thật sao? Bảo tôi đích thân đi điều tra một người bình thường, các người điên thật rồi sao? Bảo tôi làm việc cũng được, nhưng có thể nào làm chuyện kinh thiên động địa một chút được không? Tốt xấu gì tôi cũng là người thừa kế của thế gia Y Vương, cường giả cấp chí tôn ngũ trùng thiên. Vương Thừa Vũ vốn chẳng thèm để tâm, nhưng nào ngờ lần khinh miệt này, lại mang đến khó khăn rất lớn cho Lạc Việt sau này. Anh ta không hề nhận ra rằng sự khinh thường này đã mang lại khó khăn lớn cho Lạc Việt trong tương lai. Cậu chủ, chúng ta không quản thật sao? Người hầu hỏi. Vương Thừa Vũ mất kiên nhẫn nói, không quản nữa. Thế đến lúc đó vệ binh Viêm Long truy hỏi thì phải làm sao? Thì nói không tra ra được. Vương Thừa Vũ bực bội nói. Mau đi chuẩn bị lễ cưới, tôi đã gấp đến mức muốn có được Tiêu Thấm rồi. Cô ta là mồi nổ tuyệt vời để giúp tôi đạt đến trình độ chí tôn tầng thứ 6. Chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua, cả Giang Bắc ngập trong bầu không khí vui mừng, đám cưới của Tiêu Thấm và Vương Thừa Vũ chính là ngày hôm nay. Vương Thừa Vũ là một trong 4 thần tôn hộ quốc, cho nên cả Lạc Việt dường như đều biết chuyện này. Mọi người đều gửi lời chúc phúc đến đám cưới của họ. Nhưng không ai ngờ rằng, Liên minh Chúa Tế đã quyết định tấn công Lạc Việt vào ngày hôm nay. 7 giờ sáng, chính là thời điểm phát động cuộc tổng tiến công. 4 vị Chúa Tế dẫn dắt đại quân mai phục chờ đợi xung quanh Lạc Việt, chỉ đợi một câu ra lệnh, toàn thể sẽ tấn công. Hơn nữa những tà môn ngoại đạo ở Lạc Việt cũng tập hợp đủ, cùng nhau nội ứng ngoại hợp, đánh cho Lạc Việt không kịp trở tay. Liên minh Chúa để chuẩn bị cho một cuộc chiến chớp nhoáng, trong vòng 7 ngày phải thâu tóm được Lạc Việt. Hứa Chính Kiệt cũng nằm trong số đó. Mặt anh ta cũng đầy mong đợi. Chẳng bao lâu nữa Lý Tử Nhiệm cô sẽ biết Hứa Chính Kiệt tôi lợi hại thế nào. Hôm nay là lễ cưới của Tiêu Thấm, ngay cả mấy người Tần Bắc Minh cũng lần lượt đến tham dự. Theo tập tục của Lạc Việt, mọi người đều đã dậy từ sớm để chuẩn bị, có người còn cả đêm không ngủ. Diệp Lâm Quân cũng nằm trong số đó. Nhìn bầu trời buổi sáng sớm, Diệp Lâm Quân bất giác cau mày. Bầu trời hôm nay trông có vẻ không giống như một ngày tốt lành. Lão giả trong tù từng dạy anh cách quan sát thiên tượng, vì vậy vào lúc này, Diệp Lâm Quân đánh giá hôm nay không phải là một ngày tốt, thậm chí phải nói là vô cùng tồi tệ. Vì để an toàn, tôi cảm thấy hôm nay vẫn là không nên tổ chức hôn lễ. Bảo thế gia Y Vương lùi ngày đi, hôm nay không lành. Diệp Lâm Quân trực tiếp tiếp cận Tiêu Thấm nói ra cách nghĩ của mình đồng thời, Diệp Lâm Quân cũng nói mọi chuyện cho Tiêu Phong biết.
bảo anh ta nhắc nhở vệ binh Viêm Long chuẩn bị phòng ngự đề phòng có biến hóa. Chuyện của Hứa Chính Kiệt vẫn luôn là một nút thắt trong đầu anh. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng hỏi kết quả điều tra của Tiêu Phong. Chỉ là bên phía Vương Thừa Vũ không chịu điều tra. Tiêu Thấm vốn dĩ không muốn kết hôn, nghe xong lời này của Diệp Lâm Quân liền lập tức gật đầu, anh rể, em nghe theo lời anh. Không được, Diệp Lâm Quân anh điên rồi sao? Anh nói kéo dài hôn lễ là có thể kéo dài được à? Anh nói hôm nay không phải ngày tốt thì không phải sao? Anh có ý đồ gì? Mọi người hỏi. Ngay cả ánh mắt Lý Tử Nhiệm nhìn Diệp Lâm Quân cũng có chút kỹ lạ. Lễ nào Diệp Lâm Quân không muốn Tiêu Thấm kết hôn sao? Không phải Diệp Lâm Quân muốn Tiêu Thấm kết hôn sao? Diệp Lâm Quân nghiêm túc nói, tôi nghĩ thiên tượng có chút không đúng, hôm nay không phải ngày lành, không thích hợp để kết hôn. Xì, hôm nay là ngày tốt thích hợp nhất để kết hôn đấy được chưa? Diệp Lâm Quân cậu đừng có giật tít mọi người vào lúc này chứ. Mau cút sang một bên đi. Sao, bây giờ đổi ý rồi. Không ai hiểu cho Diệp Lâm Quân, mọi người chỉ xem anh như một trò hề. Tiêu Thấm cũng không có cách nào, đành phải trang điểm và thay lễ phục. Khoảng 6 giờ, Vương Thừa Vũ đến nhà họ Mai cùng với đội đón dâu để đón Tiêu Thấm. Tiêu Thấm, anh tới đón Y Mồ đi thôi. Vương Thừa Vũ hô lên. Chỉ là Tiêu Thấm đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiêu Thấm đi thôi, em đang làm gì thế? Vương Thừa Vũ đột ngột nâng cao giọng mình, như có như không liếc nhìn Diệp Lâm Quân một cái. Anh là đang đe dọa Mai Gâu anh. Phùi. Tiêu Thấm hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Điều này khiến Diệp Lâm Quân cảm thấy có hơi kỳ lạ. Tại sao hai người này lại nhìn anh như thế? Đi. Tiêu Thấm kiên quyết lên xe cưới. Sau đó Vương Thừa Vũ mới nở nụ cười hài lòng. Chốc chốc trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng, chiếc xe hoa từ từ rời khỏi tầm mắt của mọi người. Thời gian chớp mắt đã tới 7 giờ sáng. Chíu. Bùm bùm bùm. Đột nhiên, một pháo hiệu từ biên giới Lạc Việt bay lên không rồi phát nổ. Ranh giới bỏ biển phía nam Lạc Việt. Mặt biển mênh mông lặng sóng, bầu trời một màu xám xịt. Các binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới đang tuần tra. Hình như có gì đó không ổn. Nhìn phía trước kìa, ồ, một binh sĩ đột nhiên kêu lên. Mặt biển phía trước xuất hiện một làn sóng rất lớn, bao quanh trên diện rộng. Nó như thể có một cái gì đó đang trượt nhanh trên biển. Nguy hiểm, nguy hiểm, có nguy hiểm đang tiếp cận. Một binh sĩ hét lên. Bùm. Ngay sau đó, chiếc tàu tuần tra của bọn họ bị lật hoàn toàn. Tiếp đến là màu máu loang lổ trên mặt biển. Bùm bùm bùm. Không lâu sau, một pháo hiệu phát nổ trên không trung. Liên minh trên biển do người lãnh đạo phía Nam dẫn đầu bắt đầu tấn công vào. Trong đó Hải Vương Điện mạnh nhất làm tiên phong, tấn công vào bờ biển phía Nhầm của Lạc Việt. Thế tấn công không gì cản nổi của bọn họ đã một hơi quét sạch nhưng võ giả đang canh giữ trên vùng biển. Đặc biệt là điện chủ Hải Vương Điện ra tay chấn động, càng không có ai có thể ngăn được. Sức mạnh của cường giả cấp chí tôn Lục Trùng Thiên thật là đáng sợ. Vùng biển biên giới phía nam của Lạc Việt chìm trong biển lửa chiến tranh. Không chỉ có vậy, đại quân của Liên minh Chúa Tể còn tiến hành tấn công các nơi khác ở phía nam. Cường giả rất nhiều tấn công đánh lùi võ giả của Lạc Việt dễ như trở bàn tay. Chủ yếu, họ bất ngờ phát động tấn công khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Vì vậy, tuyến phòng thủ đầu tiên của biên giới phía nam đã thất thủ nhanh chóng phần cực bắc của biên giới phía bắc đầy những ngọn núi phủ tuyết trắng vô tận. Gió lạnh gào thét, trời rét buốt, mặt đất lạnh cóng. Nhất là chỗ cao nhất còn kinh khủng hơn, gió lạnh buốt thấu xương, ngay cả võ giả cũng chịu không nổi. Vệ binh Viêm Long vẫn rất cảnh giác, một thời gian trước, đã gia tăng phòng ngự cho mỗi tuyến phòng thủ. Nhiều võ giả được phái đến nơi này canh gác. Những ngọn núi phủ tuyết trắng vô tận ở phía bắc như là một rào cản tự nhiên, vốn dĩ dễ thủ khó công. Đặc biệt là bảo vệ cửa ải Tuyết Long. Chỉ cần nắm giữ ở đây tương đương với việc nắm giữ toàn bộ tuyến phòng thủ của núi tuyết. Bùm bùm. Đột nhiên một quả bom tín hiệu phát nổ trên bầu trời. Vốn dĩ một màu tuyết trắng xóa, giờ đây lại đột nhiên xuất hiện từng thân ảnh đen xì. Kẻ thù, có kẻ thù. Nguy hiểm, nguy hiểm. Võ giả phát hiện ra nguy hiểm hô lên. Âm. Chốc lát sau, núi tuyết hai bên ải Tuyết Long bất ngờ xảy ra một trận tuyết lở kinh thiên động địa. Lớp tuyết dày tích tụ trong nhiều năm đã bất ngờ sụp xuống,
lao cuồn cuộn về phía ải tuyết long. Chẳng bao lâu, ải tuyết long bị trận tuyết lở ấy nhấn chìm. Các võ giả cạnh giữ ải tuyết long bị tử thương vô số. Giết! Ải tuyết long thất thủ, đại quân của liên minh chúa tể tấn công dồn dập. Đồng thời, một số căn cứ lớn ở sa mạc phía bắc cũng hứng chịu những đợt tấn công chưa từng có. Những thứ này còn đáng sợ hơn cuộc tấn công của Bắc Ma gấp nhiều lần, trong số đó có rất nhiều người đều là cường giả cấp chí tôn, ai ai cũng đều mạnh hơn Bắc Ma. Họ lao vào một cách điên cuồng, các võ giả của Lạc Việt căn bản không thể chống lại được. Tuyến phòng thủ đầu tiên ở sa mạc phía Bắc nhanh chóng bị đánh bại, nhiều cứ điểm thất thủ ở phía Đông, các thế lực của đảo Đông Ca cũng ập đến tấn công. Tuyến phòng thủ đầu tiên đã bị thất thủ mà chẳng thể kiên trì được nửa giờ. Phía đông chính là đại quân liên minh chúa tể tương đối hùng mạnh. Do chúa tể của phương đông thống lĩnh, và các thế lực ở đảo Đông Ca và Tinh Cuộc. Ngay cả vũ khí của Hứa Chính Kiệt cũng được đội ngũ này mang theo, hiệu quả chiến đấu của họ mạnh chưa từng có. Tấn công phía tây chính là các thế lực mạnh nhất ở đây. Thế lực phương tây mà những người đàn ông mặc áo gió liên lạc được đều tập trung thành một đội. Họ tấn công tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía tây bằng một đà nhanh như sấm, dường như tứ phía Lạc Việt đều bị lửa chiến bủa vây. Tiến công, mau chóng tiến công, không cho Lạc Việt có thời gian phản ứng. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Trước và sau khi tuyến phòng thủ đầu tiên bị đánh chiếm vẫn chưa trôi qua một tiếng đồng hồ. Không hố là đòn đánh chóp nhoáng. Họ quá mạnh, quá nhanh và quá áp chế. Căn bản không hề cho các võ giả của Lạc Việt thời gian để kịp thở. Cũng gần như không cho bên này có cơ hội để gửi tin tức có kẻ địch đánh chiếm về nước. Cho đến nửa giờ sau khi liên minh chúa tể tấn công, tin nhắn cầu cứu đầu tiên đã được gửi đi. Trong kinh thành, căn cứ của vệ binh Viêm Long, bỗng nhiên tiếng còi báo động vang lên. Ái tuyết long phía bắc cầu cứu, có kẻ địch tấn công, có kẻ địch tấn công, căn cứ số 8 phía bắc cầu cứu, nguy hiểm, có địch tấn công, vùng biển số 7 phía nam cầu cứu, kẻ địch rất mạnh. Kẻ địch rất mạnh, phía tây cầu cứu, tuyến phòng thủ đầu tiên của 8 khu vực lón đã bị thất thủ. Phía đông cầu cứu, phòng tuyến đầu tiên bị đánh bại và toàn bộ quân đội bị quét sạch. Đối thủ đều là cường giả cấp chí tôn, có cường giả lục trùng thiên xuất hiện, đối phương còn đang áp chế, bọn họ quá nhanh. Yêu cầu hỗ trợ, Lạc Việt đang gặp nguy hiểm, yêu cầu hỗ trợ, yêu cầu hỗ trợ. Bỗng chốc căn cứ vệ binh Viêm Long như đang ngồi trên đầu sôi lửa bỏng. Trong một phút, họ đã nhận được hơn 1.000 tin nhắn kêu cứu. Hơn nữa mỗi lúc một tăng. Trên màn hình lớn nhất trong phòng điều khiển chính, vô số chấm đỏ bao quanh bản đồ của Lạc Việt, đang tiến vào một cách nhanh chóng. Ngoài ra còn có một số đường màu đỏ, cho thấy đường tấn công của họ. Các chấm đen và chấm xanh trên bản đồ đang dần biến mất và chuyển sang màu đỏ. Cho thấy các căn cứ đó đang bị chiếm giữ. Chấn động, đúng là quá chấn động. Những chấm đỏ ngày càng dày đặc, bao quanh bản đồ Lạc Việt thành một vòng tròn, chứng minh kẻ thù có rất nhiều người. Chúng đang thu hẹp lại nhanh chóng và muốn một hơi nuốt chửng Lạc Việt. Sốc, hoàn toàn sốc rồi, vệ binh Viêm Long, thậm chí cả Lạc Việt chưa từng trải qua một cảnh tượng như vậy. Trước đây, các cuộc chiến tranh lón nhỏ đều dựa vào máy bay và pháo binh, dựa vào cách đánh hiện đại. Nhưng thời thế bây giờ đã khác. Những võ giả ẩn trốn đố đều đã ra tay. Đặc biệt là cường giả cấp chí tôn có đủ khả năng hủy thiên diệt địa. Máy bay và đại pháp chưa chắc có thể cản được họ. Lạc Việt chưa bao giờ thê thảm như thế này. Bíp bíp bíp, còi báo động đã vang lên, và vô số tín hiệu cấp cứu đã được gửi tới. Cứu trợ, tuyến phòng thủ thứ hai ở sa mạc phía bắc đang kháng cự trong tuyệt vọng. Rất có thể sẽ thất thủ, yêu cầu chỉ viện. Cứu trợ. 7 căn cứ ở phía bắc đều đã bị tấn công, cứu trợ. 1/3 tuyến phòng thủ thứ hai ở phía đông đã thất thủ, 2/3 còn lại cũng sắp thất thủ, xin hãy giúp đỡ. Tuyến phòng thủ thứ hai ở biên giới phía nam đã bị địch ép, vùng biển đã bị thất thủ một nửa. Cầu cứu. Tuyến phòng thủ thứ hai ở phía tây đã hoàn toàn thất thủ, và kẻ thù sắp sửa đến tuyến phòng thủ thứ ba. Cứu trợ, phía tây sắp không giữ được. Không đợi vệ binh Viêm Long phản hồi lại, lần lượt từng dòng tin nhắn cầu cứu gửi đến liên hồi. Tốc độ của kẻ địch nhanh hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều. Đánh chớp nhoáng chính là muốn bạn trở tay không kịp. Điên rồi, điên thật rồi. Chúng ta thậm chí không biết kẻ thù là ai. Tuyến phòng thủ thứ hai sắp thất thủ. Đáng sợ thật.
lập tức triệu tập mọi người mở cuộc họp. Sắp xếp việc triển khai càng nhanh càng tốt, thời khắc nguy hiểm nhất của Lạc Việt đã đến. Nhanh lên! Không lâu sau, các lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long đã tụ tập lại. Họ chuẩn bị gửi toàn bộ lực lượng của mình để chống lại kẻ thù. Nhanh lên, nhanh lên, tập trung toàn lực hỗ trợ. Nhanh lên, nhanh lên. Trước mắt kẻ địch phía Tây là mạnh nhất, kế tiếp phương Đông Nam Bắc tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng vô cùng cường đại. Kẻ thù ở vùng biển phía Nam dường như có thể kiểm soát biển, kẻ thù ở vùng núi tuyết phía Bắc dường như có thể kiểm soát băng tuyết, bọn họ có quá nhiều cường giả cấp chí tôn. Đều ùn ùn kéo đến, căn bản không thể ngăn lại được. Bọn họ không cùng màu đa, họ không đến từ một quốc gia nhất định, mà đến từ khắp nơi trên thế giới. Dường như là liên quân do các cường giả cấp chí tôn hợp thành. Động tác của vệ binh Viêm Long cũng rất nhanh, không lâu sau đại khái đã tra được thông tin của kẻ địch. Mọi người hãy nghe đây, Lạc Việt đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Thậm chí có thể nói là một thảm họa kinh thiên động địa. Sức mạnh của đối phương quá lớn. Chênh lệch quá lớn. Chúng ta còn không biết đối phương là yêu, nhưng bây giờ kẻ thù đã ở gần thành phối phòng tuyến thứ hai sắp bị phá vỡ, tuyến phòng thủ thứ ba cũng đang gặp nguy hiểm. Nhưng Lạc Việt không bao giờ thừa nhận thất bại. Dù kẻ thù có mạnh đến mấy, chúng ta cũng phải chiến đấu. Chúng ta phải dùng hết sức lực để ngăn chặn kẻ thù. Đừng để Lạc Việt rơi vào cảnh khốn cùng. Mọi người có mặt đều bị kích động. Chúng tôi nhất định làm hết sức mình để bảo vệ Lạc Việt, một truyền lệnh. Tiếu Phong và 100 người kế hoạch Tiêm Long cùng Trấn Thiên Điện, còn có Cửu Đại Thiên Vương và các đại quân lập tức tiến về phía đông. Đúng rồi, phái thêm một hộ quốc thần tôn qua đó. Lệnh cho Thế Gia Y Vương lãnh đạo một nửa cường giả cấp chí tôn thuộc vệ binh Viêm Long tiến đến. Những người còn lại chia thành hai đạo quân, do hai đại hộ quốc thần tôn dẫn dắt tiên vào Nam Bắc chỉ viện. Sau đó phái toàn bộ vũ khí trang bị trong tay đến hỗ trợ chỉ viện bốn chiến khu lớn. Phút chốc. Tất cả lực lượng do vệ binh Viêm Long chủ bị đã được phái đi chỉ viện. Một trận đại chiến trước giờ chưa từng có sắp diễn ra. Hôm nay là hôn lễ của cậu cả Thế Gia Y Vương, có được không? Bây giờ tình hình nguy cấp, còn cưới hỏi cái gì nữa? Mau bảo Thế Gia Y Vương tham chiến. Trong xe hoa, Vương Thừa Vũ nở một nụ cười. Cuối cùng anh ta cũng đã có được Tiêu Thấm. Tiêu Thấm đáp ứng được mọi yêu cầu của anh. Mấu chốt là cô ấy cũng có thể giúp anh ta nâng cao sức mạnh. Tiêu Thấm cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Vương Thừa Vũ, khiến cô ta cảm thấy rất phiền hà và chán ghét. Nhưng nghĩ đến an nguy của Diệp Lâm Quân, Tiêu Thấm vẫn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay chịu đựng. Tiêu Thấm, từ này về sau em sẽ là mợ cả của Thế Gia Y Vương. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Một tia tham lam lóe lên trong mắt Vương Thừa Vũ. Ngay sau đó, mọi người đã đến nơi tổ chức lễ cưới. Tất cả các thành viên cao cấp của Thế Gia Y Vương đã tập hợp lại với nhau, trong đó có rất nhiều cường giả chí tôn đến tham dự. Địa vị của Thế Gia Y Vương rất cao, hiện trường vô cùng náo nhiệt. Mấy người Diệp Lâm Quân cũng lấy thân phận nhà mẹ của cô đến tham gia hôn lễ. Hôn lễ của Thế Gia Y Vương được tiến hành theo phong cách cổ xưa. Tiêu Thấm và Vương Thừa Vũ phải bái thiên địa bái cao đường các kiểu. Mặc dù Tiêu Thấm không nguyện ý, nhưng vì sự an toàn của Diệp Lâm Quân, cô ta chỉ đành bái thiên địa với Vương Thừa Vũ. Đám cưới diễn ra. Nhất bái thiên địa. Thời điểm Tiêu Thấm và Vương Thừa Vũ chuẩn bị quỳ xuống. Trong lòng Tiêu Thấm như chết lặng, chỉ cần cô ấy quỳ xuống, thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Cô sẽ cùng Vương Thừa Vũ kết hôn, trở thành vợ chồng vì anh rể bái thôi. Tiêu Thấm từ từ cúi người quỳ xuống am. Ngay tại thời điểm này, có một tiếng âm vang lớn đột ngột vang lên. Không hay rồi, mọi chuyện không lành. Lạc Việt đang khủng hoảng và bị tấn công từ tứ phía. Lạc Việt lâm vào thảm họa lớn nhé trời. Một người vội vàng chạy đến, gào lên nói thông tin cho mọi người biết. Câu nói vừa dứt, sắc mặt của mọi người liền thay đổi. Cạch, xoảng, chén trà trong tay chủ nhân Y Vương rơi xuống đất. Tiêu Thấm và Vương Thừa Vũ cũng bất ngờ khựng lại. Cái gì? Diệp Lâm Quân rất kinh ngạc. Dù đã liệu được trước nhưng không ngờ lại chính là ngày hôm nay. Bọn họ phát động công kích ngay vào ngày cưới của Tiêu Thấm. Lý Tử Nhiệm và những người bên nhà mẹ cũng nhìn Diệp Lâm Quân đầy kinh ngạc. Vậy mà bị anh nói chúng rồi, hôm nay quả thực không phải là một ngày tốt lành. Chuyện lớn như vậy đã xảy ra, Lạc Việt bị tấn công. Bị mắc kẹt trong tình cảnh khó giải quyết nhất, cái này.
Rốt cuộc là chuyện gì? Ai lại to gan như thế, dám tấn công Lạc Việt? Mọi người có phần tức giận tỏi. Trước mắt chưa biết kẻ thù là ai. Chỉ biết chúng tấn công ta từ tứ phía, còn rất mạnh, không ít cường giả cấp chí tôn đã chết trong cuộc tấn công này. Sự là không lâu sau toàn Lạc Việt và cả thế giới biết chuyện. Người báo tin bất lực nói. Lúc này, bên ngoài có một chiếc trực thăng, là của mấy người vệ binh Viêm Long. Y Vương mọi chuyện không hay rồi. Bây giờ kẻ địch ngoại quốc đang điên cuồng tấn công. Cầu xin thế gia Y Vương và các tiên bối chủ trì đại cục. Vệ binh Viêm Long đã chuẩn bị bố trí, thế gia và các tiên bối cùng một số cường giả cấp chí tôn của vệ binh Viêm Long cùng nhau tiến về chiến khu phía Tây chỉ viện. Lệnh này khẩn cấp, mong Y Vương hãy lập tức khởi hành. Chầm một giây, Lạc Việt sẽ nguy hiểm hơn một phút. Vệ binh Viêm Long không dám trực tiếp ra lệnh cho thế gia Y Vương, thay vào đó là dùng giọng điệu thương lượng. Sau khi vệ binh Viêm Long truyền đạt mệnh lệnh, thì lập tức rời đây, do bọn họ còn có nhiệm vụ khác. Cảnh đám cưới chìm trong bầu không khí im lặng như tờ. Đặc biệt là Vương Thừa Vũ. Không ngờ chuyện này lại xảy ra ngay ngày cưới của anh ta. Ông ơi, chúng ta khoan hãy quan tâm chuyện đói. Mau tiến hành hôn lễ trước đi. Vương Thừa Vũ cầu xin. Hầu hết những người trong thế gia Y Vương cũng nghĩ như thế. Dù sao thì họ và vệ binh Viêm Long là quan hệ hợp tác, những chuyện liều mạng đi chết thế này bọn họ không muốn làm. Suy nghĩ một chút, Y Vương lắc đầu, không được. Thế gia Y Vương cùng thế lực có liên quan nhất định phải tham chiến. Chuyện này có liên quan đến an nguy của Lạc Việt, cũng liên quan đến thế gia của chúng ta. Giờ đây thế gia Y Vương và vệ binh Viêm Long là một thể cùng chung lợi ích. Nếu Lạc Việt gặp nạn, địa vị và tài nguyên hiện tại của thế gia Y Vương sẽ không còn. Nếu họ muốn giữ những gì họ có bây giờ, họ bắt buộc phải ra trận. Ai, chuyện này. Mặc dù Vương Thừa Vũ và những người khác cảm thấy không vui, nhưng họ chỉ có thể tham gia vào cuộc chiến. Hôn lễ khoan hãy kết, đợi chúng tôi trở về mới tính. Tôi là một tứ đại hộ quốc thần tôn do Lạc Việt phong cho, tôi phải đích thân dẫn người đi. Thế gia Y Vương lập tức chuẩn bị, làm theo chỉ thị của vệ binh Viêm Long. Rời khỏi hôn lễ, trực tiếp xông vào chiến trường. Tiêu Thấm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng mà sau khi cô ta nhìn Diệp Lâm Quân, thì quay, Sarit hỏi Tân Bắc Minh, thầy, con cũng muốn đến chiến trường. Ước mơ của con là trở thành một quân y. Đi đi, Tân Bắc Minh nở nụ cười. Nếu không phải tuổi tác ông ta đã lớn, thì ông ta cũng rất muốn đi. Khoảng vài giờ sau, tin tức về việc Lạc Việt bị kẻ thù nước ngoài tấn công lan rộng khắp đường cùng ngõ hẻm. Đầu đầu cũng là thông tin Lạc Việt bị quân địch vây đánh. Lạc Việt đã phải chịu một thảm họa chưa từng thấy trong hàng trăm năm. Đương đầu quốc nạn, cần mọi người đoàn kết cùng nhau chống lại quân địch. Lạc Việt tất thăng. Khắp nơi ở Lạc Việt, hoảng loạn có, điềm tĩnh có, kích động có. Một số đang kêu gọi ra nước ngoài tị nạn, một số từ bỏ quốc tịch Lạc Việt và gia nhập một quốc gia khác. Đặc biệt sau khi nhận được hung tin, nhiều người nổi tiếng và những người giàu có đã rời Lạc Việt và tìm cách lánh nạn ở nước ngoài. Có tiêu cực, có mặt trái, đương nhiên cũng có những mặt tích cực. Hơn nữa còn chiếm số đông. Có những thanh niên hăng hái xông pha ra chiến trường, cũng có những cựu binh lại được cầm nắm kiếm đao mà chiến đấu. Có những thiên thần áo trắng vội vàng xông pha trận mạc, cũng có những đội xe tự phát vận chuyển vật tư. Bỗng chốc cả Lạc Việt đều trở nên hăng hái. Mọi người đang vì Lạc Việt mà nỗ lực, cho dù công sức đóng góp của mọi người rất nhỏ, nhưng khi những sức mạnh này tập hợp lại với nhau, sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Một quốc gia hùng mạnh, một dân tộc bất khuất, trước giờ không phải vì một người mà lớn mạnh. Sức mạnh đoàn kết của tất cả mọi người mới là sự cổ vũ mạnh nhất. Thời điểm thảm họa xảy đến, các chiến sĩ Lạc Việt không gục ngã, thì bách tính của Lạc Việt càng không gục ngã. Ý chí ngoan cường và tinh thần làm việc chăm chỉ của Lạc Việt được thể hiện một cách sinh động vào thời điểm này. Lạc Việt không thể bị đánh bại, ngay cả khi địch ta khác nhau. Nhưng sau cùng, chiến thắng sẽ là của Lạc Việt. Dù có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại được dân tộc ngoan cường này. Cho dù có đánh gãy xương cũng quyết xông lên. Chắc chắn tinh thần này không nơi nào có. Chỉ có thể là Lạc Việt. Một đất nước anh hùng. Bây giờ khắp nơi trong Lạc Việt đều đã bùng giang bắc cũng vậy. Ở nhà họ Trịnh, bây giờ quốc nạn lâm đầu, chúng ta không thể làm ngơi, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức.
Mặc dù trước đó Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng có tìm đủ cách gây khó dễ cho Diệp Lâm Quân, nhưng vào thời khắc Lạc Việt nguy nan, mọi người vẫn thể hiện mặt chính nghĩa của mình. Tôi tự nguyện tham gia chiến trường, tôi sẽ cố gắng hết sức vì Lạc Việt. Trịnh Nguyên là người đầu tiên đứng lên. Được, sau đó nhà họ Trịnh ta sẽ bỏ tiền bỏ vật tư, dốc toàn sức chỉ viện. So với sự nhiệt tình của Trịnh, phía nhà họ Lý lại im lặng như tờ. Khi nguy hiểm ập đến, bọn họ chỉ nghĩ cách bảo vệ mình, suy nghĩ đường lui sau này. Ngay cả mấy người Lý Hồng Thắng, Trương Phúc Long cũng đều là cường giả cấp thần. Có rất nhiều chiến kỹ và thần dược tu luyện. Nhưng họ lại ẩn náu như những người bình thường. Năng lực mà tôi có được không thể lãng phí một cách vô ích. Tôi cũng muốn ra trận. Chị dâu tính cho tôi nữa. Tôi cũng muốn đi. Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yên cũng sẽ tham chiến. Ba mẹ không đồng ý cho con đi. Con đi rồi, đứa nhỏ phải làm sao? Bé Quân vẫn còn nhỏ như vậy. Đúng đấy, lỡ như con có xảy ra chuyện gì, chúng tôi phải làm sao? Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên kiên quyết không đồng ý. Ba mẹ, quốc nạn đã đến. Nước mất rồi, còn có nhà được sao? Nếu mọi người ai cũng đều nghĩ như vậy, Lạc Việt còn có thể giữ nổi sao? Nếu không phải bé Quân còn nhỏ, con cũng muốn đưa con bé cùng ra chiến trường. Lý Tử Nhiệm phân biệt. Ai, nhiều người thở dài. Đây là một cuộc chiến tàn khốc. Đôi khi người già và trẻ em cũng bị buộc vào chiến trường. Hết cách rồi. Diệp Lâm Quân đang làm gì vậy? Vợ cậu sắp lên chiến trường rồi, con gái mấy tuổi của cậu cũng sắp đi. Một người đàn ông như cậu sao lại điềm tĩnh như thế? Đúng vậy, cũng may, cậu từng là chiến thần Côn Luân, cái gì mà đánh trăm nước, trở nên vô địch. Cậu chính là sinh vào thời đại tốt này đấy. Ngay lúc đất nước nguy nan, cậu chẳng làm được gì cả. Đúng, thời đại võ giả thịnh thế như bây giờ, cậu có thể làm được cái gì? Cậu lấy cái gì bảo vệ vợ cậu? Lấy cái gì bảo vệ quốc gia? Mọi người đều chỉ tay về phía Diệp Lâm Quân. Ngay cả Lý Hồng Thắng đang lẩn trốn cũng lên tiếng tố cáo Diệp Lâm Quân. Mọi người ai ai cũng nói đạo đức như nhau. Diệp Lâm Quân vào thời khắc này ngay cả cái giám cậu còn không dám đánh. Cậu đáng mặt đàn ông sao? Là chiến sĩ của Lạc Việt sao? Cậu lấy cái gì mà bảo vệ? Đột nhiên hai mắt Diệp Lâm Quân bật ra tia sáng lạnh lẽo, bảo vệ bằng nắm đấm. Ha ha ha! Mọi người trước hết sửng sốt, sau đó là phá lên cười. Một người bình thường dùng nắm đấm bảo vệ đất nước. Thật là nực cười. Lê Nguyên, em gái, các người tu luyện vẫn chưa đến nơi, các người không cần đi, anh đi là được rồi. Diệp Lâm Quân nói, hả? Anh muốn đi? Vậy sao giờ cậu không đi đi? Mọi người chất vấn. Diệp Lâm Quân cười khẩy, tôi đang đợi một người. Ha ha ha, không dám đi thì nói không dám đi, tìm cớ đơn giản như vậy sao? Lý Tử Nhiệm mặc kệ những người khác kiên quyết nói, Hạo Quân, bây giờ để cho em đi, anh trông chừng con là được rồi. Chí Nam Yên cũng hùa theo, đúng đấy, anh yên tâm đi, bọn em không sao. Thầy đừng dạy bọn em cách chạy thoát thân. Không ai có thể ngăn cản được khí phách của hai người này. Đúng lúc này, người của Thành Vô Song đã đến. Tam trưởng lão sư phụ của Lý Tử Nhiệm, trực tiếp nói, Thành Vô Song có lệnh, bất cứ người nào cũng không được tham gia vào trận chiến của Lạc Việt. Đi, hai người cùng tôi trở về đi. Thành Vô Song vừa nhận được tin báo, các thế lực tà đạo bị Liên Minh Chúa Tể lôi kéo đã đưa ra lời cảnh báo cho giới võ đạo. Nếu thế lực hoặc võ giả nào tham gia vào cuộc tranh chấp giữa Lạc Việt và Liên Minh Chúa Tể, họ sẽ bị tập thể truy lùng. Những tà môn ngoại đạo này còn mạnh hơn cả Hắc Thần giáo. Hầu hết các thế lực này đều có cường giả cấp Chí Tôn Lục Trùng Thiên trấn giữ. Cộng thêm hơn hàng chục thế lực tà đạo bọn chúng liên hợp lại, võ giả của Lạc Việt ai mà không sợ chứ? Thành Vô Song còn sợ hơn. Nếu kích động những băng nhóm xấu xa này, không chừng sẽ bị chúng xóa sổ. Vì vậy, Thành Vô Song đã cố tình đưa ra mệnh lệnh này, để Tam trưởng lão đưa Lý Tử Nhiệm và Chí Nam Yến đi. Họ có một thiên tài như bé Quân, cho nên phải ẩn náu để bảo tồn thực lực mới đúng. Tại sao phải tham gia? Thế là, hai người Lý Tử Nhiệm bị ép dẫn đi. Lúc này, tin tức liên tục truyền đến. Tất cả tuyến phòng thủ thứ hai đã bị chọc thủng. Tuyến phòng thủ thứ ba cũng đã bị đập tan tành. Tuyến phòng thủ thứ tư cũng đang bị đe dọa. Quân tiếp viện do vệ binh Viêm Long gửi cuối cùng đã đến và chiến đấu chống lại kẻ thù. Vệ binh Viêm Long cũng không nhàn rỗi.
tiếp tục lôi kéo cường giả cấp chí tôn và các thế lực cho Lạc Việt. Tích cực thuyết phục họ gia nhập Lạc Việt và cùng nhau chống lại kẻ thù ngoại bang. Nhưng bọn tà môn ngoại đạo đã cảnh cáo hộ từ trước, rất ít người có thể đồng ý gia nhập. Trong tổ trạch nhà họ Lý, Diệp Lâm Quân vẫn đang đợi. Những lời chế giễu xung quanh cũng ngày càng nhiều hơn. Diệp Lâm Quân, cậu giống một người đàn ông được không? Trương Phúc Long bức xúc. Diệp Lâm Quân vui vẻ nói, các người ngày nào cũng nói tôi, còn bản thân các người thì sao? Sao các người không ra chiến trường đi? Chúng ta không giống cậu. Có gì không giống, không phải đều là con dân của Lạc Việt sao? Diệp Lâm Quân phản vấn. Đúng vậy, chúng tôi là công dân của Lạc Việt, Lạc nên bảo vệ chúng tôi. Nhưng cậu từng là chiến thần của Lạc Việt, và một cựu chiến binh như anh nên có mặt trên chiến trường vào lúc này. Ha ha ha, đúng là một tiêu chuẩn kép. Miệng cứ luôn nói người khác, đến lượt bản thân thì lại mượn cớ khước từ. Diệp Lâm Quân cười nhạo. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ầm. Mời Nhất Phú Kiên Vương xuống núi. Lực xuyên thấu của âm thanh này rất mạnh, phân bố mọi ngóc ngách nhà họ Lý. Tất cả mọi người đều bị chấn động bởi âm thanh to lớn này, mọi người đều chạy ra bên ngoài. Xoẹt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy cũng đều há hốc mồm. Bởi vì bên ngoài nhà họ Lý, có rất đông quân lính. Không biết đếm sao cho xuể. Nhìn những lá cờ tung bay, mọi người đều nhận ra đây là 10 vạn đội quân Côn Luân. Bên cạnh là đội quân Tu La của Chân Hữu Đạo và đội quân Trường Thành của Phàn Thẳng Nam. Thanh Long, Kỳ Long, Bạch Hổ, Thiên Kiếp Thập Bát Kỳ, Long Kỳ Cấm Quân, U Linh Quân, Thiên Tự Quân, Địa Tự Quân, Huyền Tự Quân, Hoàng Tự Quân, đều là những gương mặt thân quen, người nào người nấy tràn đầy nhiệt huyết. Bọn họ từng đi theo chiến thần Côn Luân ra chiến trường giết địch. Nhưng thời thế thay đổi, thời đại của võ giả đến, những đội quân hiện đại này đều bị bỏ rơi, và chẳng còn mấy ai có thể nhớ được nữa. Họ gần như biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Đây đều là những đội quân chưa từng thất bại, nhưng bây giờ quốc gia lâm nạn, họ lại đứng lên, cho dù đối diện với võ giả mạnh thế nào, bọn họ cũng kiên quyết chiến đấu. Mọi người đều có chung lý tưởng. Vì Lạc Việt mà đổ máu hy sinh. Tất cả mọi người ở Giang Bắc đều bị đại quân trước mặt làm cho kinh ngạc. 30 vạn đại quân mời Nhất Phú Kiên Vương xuống núi bảo vệ Lạc Việt, đánh lùi kẻ địch. 30 vạn đại quân quỳ xuống đất và cùng nhau hô lớn. Lực lượng chính ngày nay đều là các võ giả, đặc biệt những người đi đầu là cường giả cấp chí tôn tứ trùng ngũ trùng thiên. Cho nên bọn họ đều bị thọ ơi ý nghĩa sự tồn tại của họ có thể là chiến thuật biển người. Nhưng họ vẫn phải chiến đấu. 30 vạn đại quân phải có một người dẫn dắt. Và họ đã chọn Diệp Lâm Quân. Trong tâm trí của họ, anh sẽ luôn là chiến thần bất bại. Nghe thấy âm thanh như sấm rền chớp giật mọi người trong nhà họ Lý gần như chết lặng. Cái này. Lúc này, Diệp Lâm Quân mới chậm rãi bước ra ngoài. 30 vạn đại quân đồng loạt gieo hò. Lý Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên cũng nhìn đến ngây ngốc. Lúc này, trên người Diệp Lâm Quân như phát ra hào quang. Người bình thường này thật sự quá tỏa sáng. Diệp Lâm Quân nhìn mọi người rồi chế nhạo, ai nói Diệp Lâm Quân không dám tham chiến. Đây là giây phút mà tôi đang chờ đợi. Nghe lệnh của ta, tất cả đứng nghiêm. Diệp Lâm Quân hô lên. Cách, 3 vạn quân cùng đứng nghiêm. Mọi người đều nhìn Diệp Lâm Quân với ánh mắt rực lửa. Một số binh sĩ nhớ lại cảnh đẫm máu năm đó và không kìm được nước mắt. Cuối cùng cũng có một ngày, họ lại có thể sát cánh chiến đấu cùng Diệp Lâm Quân. Từ bây giờ, khôi phục thân phận Nhất Phú Kiên Vượng của đồng chí Diệp Lâm Quân. Dân đầu đoàn quân Côn Luân nhanh chóng chỉ viện cho tiền tuyến. Vệ binh Viêm Long cũng ra lệnh. Ngay cả khi Diệp Lâm Quân có là một người bình thường, anh là chủ soái và có khả năng chỉ huy các cuộc chiến, toàn Lạc Việt này thật không tìm ra được người thứ hai. Vì vậy, vệ binh Viêm Long vội vàng yêu cầu Diệp Lâm Quân dẫn quân đi chống lại các võ giả siêu cấp bằng phương pháp tác chiến hiện đại. Cố gắng oanh tạc một mảnh đất trời. Các anh em, kẻ thù của chúng ta mạnh hơn bao giờ hết, các người có sợ không? Diệp Lâm Quân hỏi. Không sợ y. Câu trả lời đáp lại anh vô cùng chắc nịch. Tất cả chiến sĩ đều xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Kể từ bây giờ, chúng ta không còn là ba của ai đó, không còn là con của ai đó. Chúng ta là chiến sĩ của Lạc Việt, chúng ta phải đánh đuổi quân xâm lược. Diệp Lâm Quân hô lên. Chiến chiến chiến. Nghe lệnh của tôi, lập tức xuất phát.
Diệp Lâm Quân ra lệnh. 3 vạn quân cùng nhau xuất chiến. Các đường phố ở Giang Bắc đầy ắp quân sĩ hành quân vội vã. Người dân phất cờ kêu hô, từng lá cờ đỏ thắm của Lạc Việt Dương cao khắp nơi trong thành phố. Các người yên tâm lo giết địch, phía sau có chúng tôi rồi. Chúng tôi đang chờ ngày chiến thắng của các người. Lạc Việt tất thắng, Lạc Việt tất thắng, dân chúng hò hét, ai nấy cũng đều rưng rưng ánh lệ. Những chiến sĩ cũng hô vang, Lạc Việt tất thắng, Lạc Việt tất thắng. Mọi người một lòng, buộc thành một sợi dây cứng chắc, như tiếp thêm một sức mạnh to lớn. Diệp Lâm Quân nhìn một cái, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Quân dân một lòng như thế, Lạc Việt có lý do gì để thua? Vì mọi người mà chiến đấu, cũng đáng. Diệp Lâm Quân dẫn dắt đội quân 300.000 người đến tuyến đầu chỉ viện cho biên giới phía Nam. Không chỉ như thế, một thời gian trước, chiến đội do Diệp Lâm Quân huấn luyện cũng được dẫn theo. Diệp Lâm Quân cũng đã ra lệnh cho Hoàng đế Tây Đường, dốc hết toàn bộ lực lượng của các thế lực ấn thế cùng tứ đại môn phiệt nghe theo sự chỉ huy của anh. Như thế, trong tay Diệp Lâm Quân hiện tại đang có 40 vạn đại quân. Mặc dù hầu hết trong số họ là những chiến sĩ hiện đại, nhưng họ có vũ khí, nếu như dùng chiến thuật thích hợp cũng có thể giết được võ giả. Diệp Lâm Quân lúc này quá đẹp trai đúng không? Cậu ấy vẫn là chiến thần Côn Luân, có người cảm thán nói. Họ cũng đã thay đổi cách nhìn về Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là đám người Ngô Thị Lan. Ha ha, đủ rồi. Khí thể có vẻ hung hãn nhỉ, nhưng thật ra cũng chỉ là một đám bia đỡ đạn. Thời thế bây giờ thay đổi nhiều quá, kẻ thù đều là cường giả cấp chí tôn. Những chiến sĩ này đều chẳng có một ai đạt được tới cấp tông sư, đến chiến trường cũng chỉ làm bia đỡ đạn thôi. Tác dụng lớn nhất của 300.000 người này chính là kéo dài thời gian. Dù sao giết 300.000 người cũng phải tốn một chút thời gian. Có sao nói nấy, đám người này đúng là tự đi tìm chết. Thật là đáng buồn, 300.000 người sắp không còn nữa rồi. Ai? Mấy người Lý Hồng Thắng nói một cách vô tình. Nhưng ở đây không có ai dám phản bác lại. Bởi vì bọn họ nói đúng. Bây giờ là thời đại võ giả tranh bá. Đặc biệt là cường giả cấp chí tôn càng đáng sợ hơn. Nhục thân có thể chống đạn dược, giơ tay nhấc chân cũng có thể tạo ra sức hủy diệt. Những chiến sĩ hiện đại này lâm trận chỉ có thể nạp mạng mà thôi. Trịnh Nhã Uyên thở dài nói, cho dù là đi nạp mạng, con rể tôi có thể chết trên đường đi xung phong, như thế cũng đủ rồi. Trịnh Nhã Uyên cũng tự hào ngẩng cao đầu. Đây chính là cô rể của bà ta. Bé Quân, cháu phải tự hào về ba của cháu đấy. Bà ta thì thầm. So với Diệp Lâm Quân, đám người Lý Hồng Thăng chỉ là những kẻ hèn nhát. Bọn họ không nói gì nữa, lặng lẽ tránh sang một bên. Thời đại ngày nay không thiếu những người can trường. Ngay cả khi kẻ địch đều là cường giả cấp chí tôn thì có làm sao? Chúng ta đều là người bình thường thì có làm sao? Chúng ta phơ hoa hải nguy không sợi phải cứng rắn như cậu ấy. Xem nhẹ sống chết, không phục thì làm. Cho dù là chết cũng phải chết một cách vẻ vang. Kể từ lúc này, hầu hết mọi người đều cảm thấy nể phục Diệp Lâm Quân và 300.000 chiến sĩ bình thường kia. Lý Hồng Thắng bọn họ cũng thầm cầu nguyện mong đoàn quân cùng Diệp Lâm Quân có thể trở về. Bé Quân và Lý Tử Nhiệm đã được Thành Vô Song bảo vệ. Lần này... Diệp Lâm Quân đi mà không cần phải vướng bận lo lắng gì nữa. Anh ấy có thể buông tay vì một cuộc chiến. Kẻ địch, ác mộng của các người sắp đến rồi. Đôi mắt Diệp Lâm Quân lộ ra sát ý mạnh mẽ. Diệp Lâm Quân dẫn đầu đội quân 400.000 người, xông lên chỉ viện cho tuyến phòng thủ khu vực biển phía .nam. Tuy nhiên, trong lúc đang di chuyển, bọn họ lại bị một nhóm thế lực chặn lại, mọi người sẵn sàng chiến đấu. Mọi chuyện xảy đến đột ngột. Hàng ngàn vạn binh sĩ xém chút bị tấn công trực diện. Chờ đã, dường như có gì không đúng, là người của, chúng ta. Diệp Lâm Quân hét lên. Anh phát hiện đám người chỉ chít trước mặt, đa phần đều mặc những trang phục chiến đấu đã bị vứt bỏ. Rất nhiều cái đã bị cũ nát, có cái thì đã được giặt sạch sẽ. Ơ ó cả những người của thế hệ trước một đời, trước hai đời, thậm chí còn trước ba đời. Những người này độ tuổi khác nhau. Một số thậm chí tóc đã bạc phơ. Diệp Lâm Quân nhanh chóng nhận ra được thân phận của mọi người. Cựu chiến binh của Lạc Việt. Những cựu chiến binh, không chết, chỉ là suy yếu. Dù đã xuất ngũ nhưng một khi có chiến tranh, họ nhất định sẽ nghe theo tiếng gọi tòng quân. Hơn 30.000 cựu chiến binh từ biên giới phía Nam đến báo danh.
chúng tôi muốn xin gia nhập vào đoàn quân tác chiến. Hơn 30.000 cựu chiến binh lại khoác lên mình bộ quân phục, chỉ để một lần nữa được bước ra chiến trường bảo vệ Tổ quốc. Chào Nghiêm. 30.000 cựu chiến binh nghiêm chỉnh hành lễ. Diệp Lâm Quân đáp lễ, tôi đồng ý cho mọi người cùng tham gia đoàn quân tác chiến. Đây là danh sách, xin thủ trưởng xem qua. Người dẫn đầu đoàn người lập tức đưa danh sách lên. Diệp Lâm Quân nhìn lướt qua rồi đưa danh sách cho Tây Phương, lấy tốc độ nhanh nhất để sắp xếp cho bọn họ đi. Cùng lúc đó, Diệp Lâm Quân làm động tác nghiêm chào, chào các vị lão ban trưởng. Trên đường gấp rút chỉ viện, không ngừng có người xin gia nhập. Cựu chiến binh có, võ giả có, người thường có, thậm chí còn thanh niên trung niên 30-40 tuổi hừng hực máu lửa. Tất nhiên Diệp Lâm Quân sẽ không cho tất cả tham gia vào hết. Nhưng khi sắp đến tuyến phòng thủ biển phía Nam, đoàn quân trong tay Diệp Lâm Quân suýt chút nữa đã đạt đến 500.000 người. Nếu là trước đây, nói, không, chừng có thể quét sạch trăm nước. Nhưng bây giờ không ai có thể vui mừng nổi. Đối thủ mà họ phải đối diện thực sự rất mạnh. Nhân số chưa hẳn là yếu tố để quyết định thắng lợi. Trận dịch chiến giữa Lạc Việt và Liên minh Chúa Tể đã bắt đầu. Tuyến phòng thủ thứ ba ở hầu hết các khu vực đã bị phá vỡ một nửa, thậm chí có một số khu vực bị đánh tan, địch đã áp sát vào tuyến phòng thủ thứ tư. May thay, đội quân chỉ viện đã đến. Đội quân do mấy người Tiêu Phong chỉ huy đã đến khu vực phía đông, tuyến phòng thủ thứ ba đang rất nguy cấp, giết. Toán quân sinh lực do Tiêu Phong chỉ huy đã ra trận và đang chiến đấu ác liệt với kẻ thù. Đối phương có rất nhiều cường giả cấp chí tôn, bên phía Tiêu Phong cũng không ít. Đặc biệt, Tiêu Phong tiến bộ rất nhanh, bây giờ anh ta đã là cường giả cấp chí tôn tứ trùng thiên. Dưới sự liên hợp của anh và một số cường giả, cơ bản có thể đánh trả cuộc tấn công dữ dội của kẻ thù. Đối phương đương nhiên không tin, một đường tấn công thuận lợi như thế, sao có thể bị đánh lùi về chứ? Bọn chúng vẫn tiếp tục tấn công. Nhưng sau khi bị tấn công 8 lần vẫn bị đánh lui về, bọn họ mới ngơ ngác. Rõ ràng kỹ năng chiến đấu và sức nạnh của bọn họ mạnh hơn đối phương rất nhiều, vậy mà lại bị đánh lui về biết bao nhiêu lần. Nhưng đối phương lại liều mạng xông lên. Dù sợ chết, cũng phải cắn người một cái. Mặc dù Liên minh Chúa Tể rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một đám ô hợp. Dưới sự tấn công dữ dội của đối phương, cũng không chống cự nổi. Không ai dám xông lên tuyến đầu. Cho nổ, nổ cho đến chết. Sau khi đánh lui kẻ thù, mấy người Tiêu Phong tiến hành một cuộc phản công. Đầu tiên là vũ khí hiện đại, chẳng hạn như máy bay pháo binh ném bom. Sau đó là điên cuồng phản kích. Sự xuất hiện của mấy người Tiêu Phong giống như một bức tường vững chắc chặn trước mặt đại quân Liên minh Chúa Tể, khiến bọn họ không thể vượt qua. Lạc Việt cũng quá ngoan cường đấy chứ. Tao thấy giống mấy tên điên thì đúng hơn. Liên minh Chúa Tể đều bị đánh đến ngơ ngác. Bọn họ mạnh bởi vì cường giả cấp chí tôn xông lên trước quá nhiều, mau bảo Hứa Chính Kiệt lấy vũ khí siêu cấp đến đây. Lý Chính Quốc, người đứng đầu tập đoàn Tam Tỉnh vội vàng liên lạc với Hứa Chính Kiệt, nói cho anh ta biết tình hình trên chiến trường bị địch tấn công chặn lại. Chúng tôi khẩn cấp yêu cầu anh Hứa hãy lấy vũ khí siêu cấp ra hạ gục đám cường giả chí tôn đang tiên phong của Lạc Việt. Sức uy hiếp của bọn chúng thực sự quá lớn. Hứa Chính Kiệt mỉm cười bình tĩnh, yên tâm, cứ giao cho tôi. Đội quân của Hứa Chính Kiệt lập tức mang vũ khí siêu cấp đến chiến trường. Đây là một loại vũ khí lượng tử hoàn toàn mới. Nó liên quan đến lĩnh vực lượng tử. Là phát minh lớn nhất của Hứa Chính Kiệt. Chỉ một chút năng lượng có thể phá hủy mọi thứ trong chốc lát. Đặc biệt dùng để đối phó với các cường giả cấp chí tôn. Ngoài ra còn có một thiết bị theo dõi được cài đặt, một khi bị loại vũ khí này xác định, thì sẽ không có đường thoát. Tôi còn tưởng không cần đến tôi ra tay nữa chứ. Hứa Chính Kiệt mỉm cười. Suốt cả chặng đường tấn công quá thuận lợi. Hứa Chính Kiệt còn bị mọi người quên mất. Thậm chí còn có rất nhiều người không tin vào vũ khí của anh ta, cảm thấy chỉ có phô trương khí thế thôi. Cái vũ khí bé tẹo này sao có thể giết được cường giả cấp chí tôn chứ? Đã đến lúc Hứa Chính Kiệt này vang danh thế giới rồi. Người đâu, mang tất cả vũ khí đến đây. Hứa Chính Kiệt đang rất trông mong. Đây là lần đầu tiên vũ khí siêu cấp của anh ta được lên sàn biểu diễn. Vũ khí này cũng rất tiện mang theo, 4 người là có thể khiêng lên được. Đúng là khiến mọi người không thể tưởng tượng được. Theo mọi người thấy, nếu muốn giết một cường giả cấp chí tôn thì ít nhất cũng phải là vũ khí hạt nhân cỡ trung.
vũ khí nhỏ như này cũng có thể sao? Tuy Hứa Chính Kiệt được tập đoàn Tam Tĩnh hỗ trợ chi phí cũng chỉ sản xuất ra được tổng cộng 50 cái. Suy cho cùng thấy mấy loại vũ khí siêu cấp này cũng muốn khá nhiều nhân vật tài lực rồi. Nói không hề khoa trương, nếu muốn sản xuất loại vũ khí này ở quy mô lớn, e là phải vận động nguồn lực của cả quốc gia. Hứa Chính Kiệt lần này chỉ mang theo 30 vũ khí siêu cấp, 20 cái còn lại đã được anh ta cất đi, là con át chủ bài của anh ta. Hứa Chính Kiệt mỉm cười nói, tôi đặt tên cho loại vũ khí này là sát thân. Tiếp theo đây, cho mọi người thấy uy lực thần kỳ của nó. Suýt TL mọi người đều lạnh óc. Sát thân, có nghĩa là cả thần cũng có thể giết được luôn sao? Có phải Hứa Chính Kiệt đã quá tự tin về loại vũ khí này không? Sau khi Tiêu Phong ngừng ném bom, quân đội đã áp sát. Tiêu Phong đã học được rất nhiều điều từ Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là sự liều lĩnh của A1NS. Tấn công chính là phòng thủ xông lên. Bọn họ cũng đánh rất tự tin, phát động một cuộc tiến công dữ dội. Đặc biệt là mấy chục cường giả cấp chí tôn xung phong lên hàng đồng, muốn giết địch lập công. Chủ nhân, mục tiêu đến gần, sắp tiến vào phạm vi 2 cây số. 30 vũ khí siêu cấp bên này của Hứa Chính Kiệt đang xác định khoảng cách của đối phương. Khoảng cách 2 cầm là khoảng cách tấn công tốt nhất cho loại vũ khí này. Chuẩn bị, Hứa Chính Kiệt giả vờ bình tĩnh. Thực ra, anh ta cũng rất khẩn trương. Mục tiêu sẽ đi vào phạm vi 2 km trong 3 giây. 3, 2, 1, am. Vũ khí siêu cấp đầu tiên được kích hoạt, chỉ trong tích tắc, tất cả năng lượng bùng nổ tập trung vào một điểm. Lúc này, mặt đất xung quanh vũ khí giống như bị lún xuống, sóng xung kích do vũ khí siêu cấp bắn ra rất đáng sợ. Bị âu, bịch, các võ giả không phải cường giả cấp chí tôn đều bị tan xác, tử thương vô số. Dù là cơ thể của cường giả cấp chí tôn có mạnh mẽ, xém chút cũng không chống đỡ nổi. Lúc này, mấy người Lý Chính Quốc mới hiểu tại sao Hứa Chính Kiệt và đội quân của anh ta lại mặc quần áo bảo hộ. Hóa ra uy lực của vũ khí này lại mạnh như vậy, sức giật cũng thật là đáng sợ. Âm sức mạnh của vũ khí siêu cấp còn kinh khủng hơn. Vũ khí lượng tử vô hình bỗng chốc đã làm các cường giả cấp chí tôn nổ tan xác. Mọi người chính mắt nhìn thấy một vị cường gia cấp chí tôn tam trùng thiên bỗng chốc nổ thành một vũng máu. Giống như biến mất hoàn toàn trong không khí vậy. Âm 30 vũ khí siêu cấp được bắn ra cùng một lúc. Bịch, 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 30 cường giả cấp chí tôn của Lạc Việt đã bị loại vũ khí này nhằm vào còn chưa kịp phản kháng đã bị nổ thành vũng máu tươi, thân xác bị vỡ vụn thành nhiều mảnh. Đúng là một cảnh tượng khiếp đảm. Song phương đều choáng váng. Dưới vụ ném bom oanh tạc này, những cường giả cấp chí tôn không hề bị thương khi tiếp xúc với năng lượng của loại vũ khí này cũng bị nổ tan xác. Ngay cả cơ hội để phản ứng lại cũng không có. Kinh khủng. Quả thật rất kinh khủng. Mọi người nhìn thấy đều kinh sợ. Tuyệt, tuyệt lắm, liên minh chúa tể tất thắng. Ngay sau đó, những tràng pháo tay hoan hô vang lên bên phía liên minh chúa tể. Uy lực của vũ khí siêu cấp mà Hứa Chính Kiệt chế tạo ra còn mạnh hơn gấp trăm lần so với trí tưởng tượng của họ. Đúng là trời cũng giúp ta. Hứa Chính Kiệt cũng điên cuồng hét lên, nhìn đi, đó là vũ khí do tôi phát minh ra. Hứa Chính Kiệt tôi là chúa tể của thế giới này. Tất cả các người đều bị tôi giẫm đạp dưới chân. Giết, giết cho tôi, giết sạch đám cường giả cấp chí tôn đó. Hứa Chính Kiệt ra lệnh. Thủ hạ của anh ta bắt đầu nạp hộp năng lượng cần thiết cho vũ khí. Giống như nạp băng đạn vào cho súng vậy. Không lâu sau, vũ khí đã được nạp hoàn tất. 30 vũ khí lần nữa nhắm mục tiêu vào các cường giả cấp chí tôn. Không được, mọi người mau tản ra, vũ khí của đối phương rất đáng sợ. Tiêu Phong bên kia lập tức hét lên. Mọi người quay đầu bỏ chạy. Dù như thế, mười mấy cường giả cấp chí tôn vẫn bị vũ khí sát thần này đuổi theo nhắm mục tiêu. Bùm! Xoẹt! Hơn chục cường giả cấp chí tôn nếu đem so với loại vũ khí sát thần này thì họ nhỏ bé chẳng khác gì một đứa trẻ, rồi bị nó nổ thành một vũng máu. Mấy người Tiêu Phong nhanh chóng trốn trong căn cứ. Ai ai cũng vô cùng căng thẳng. Bây giờ đối phương có loại, vũ khí có thể săn giết cường giả cấp chí tôn, dự là ngoài cường giả cấp chí tôn lục trùng thiên gia, không ai có thể chống lại được. Mau thông báo thông tin này cho vệ binh Viêm Long, Tiêu Phong lập tức nói. Lần này tổn thất quá lớn. Người vẫn chưa thấy, nhưng đã có gần 50 cường giả cấp chí tôn phải vong mạng.
nếu không phải do chạy nhanh, thì số cường giả cấp chí tôn hy sinh phải hơn hàng trăm. Bên phía liên minh chúa tể có tiếng hoan hô. Mọi người đều nhìn Hứa Chính Kiệt với vẻ kính sợ. Trước đây, không ai xem trọng một người bình thường như anh ta, nhưng hôm nay, anh ta trở thành chiến thần trên trận chiến. Ngay sau đó tin tức về Hứa Chính Kiệt đã lan ra khắp thế giới. 1. Người bình thường đã phát minh ra một loại vũ khí có thể giết chết cường giả cấp chí tôn. Cái tên Hứa Chính Kiệt như được tỏa sáng trên toàn thế giới. Đại sự không hay rồi. Biên giới phía đông phát tin cầu cứu, kẻ thù có vũ khí siêu cấp có thể giết được cường giả cấp chí tôn. Bên ta thiệt hại nặng nề. Vũ khí mà Hứa Chính Kiệt phát minh dùng để khắc chế cường giả cấp chí tôn ở phòng thí nghiệm đế vương trước đây, anh ta đã đầu quân vào liên minh chúa tể, lấy tên vũ khí là sát thần, đã giết chết 48 cường giả cấp chí tôn của quân tai. Phòng tuyến của chiến khu phía đông đang lâm vào thử thách cực lớn. Trước mắt vẫn chưa có biện pháp ứng phó. Chỉ chốc lát, tin tức về Hứa Chính Kiệt lan ra khắp các đầu đường ngõ hẻm. Cái gì, Hứa Chính Kiệt, anh ta chẳng phải là tên mọt sách sao? Vũ khí mà anh ta phát minh có thể giết được cường giả cấp chí tôn à? Hứa Chính Kiệt, là anh ta, thật không thể tin được. Tất cả những ai biết Hứa Chính Kiệt đều sửng sốt. Lý Tử Nhiệm lúc này đang ở thành phố Vô Song cũng biết được tin này. Cuối cùng cô cũng hiểu được lời nói lúc đầu của Hứa Chính Kiệt là có ý gì. Kinh ngạc, bàng hoàng, không ai ngờ rằng một tên mọt sách trước kia lại phản bội Lạc Việt, trở thành kẻ thù lớn nhất của Lạc Việt. Vũ khí do anh ta chế tạo lại trở thành trở ngại lớn nhất cho Lạc Việt. Sau khi Diệp Lâm Quân nghe tin, anh lập tức hiểu ra tại sao một người bình thường như Hứa Chính Kiệt lại có nhiều cường giả cấp chí tôn đi theo như vậy. Có điều anh bảo vệ binh Viêm Long đi điều tra, cha đến đâu rồi nhỉ? Vệ binh Viêm Long cũng chết lặng sau khi nhận được tin báo. Cách đây không lâu, Diệp Lâm Quân đã nhờ Tiêu Phong yêu cầu họ điều tra kỹ lưỡng Hứa Chính Kiệt. Vì thiếu nhân lực, bọn họ đã giao nhiệm vụ này lại cho Vương Thừa Vũ của Thể Gia Y Vương. Hiển nhiên Vương Thừa Vũ chẳng xem trọng nhiệm vụ này. Bây giờ xem ra, Hứa Chính Kiệt đã trở thành mối nguy hại lớn nhất của cả trận chiến này, rất có thể Lạc Việt sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Phổ Vương Thừa Vũ cái tên này. Mọi người vô cùng tức giận, hận không thể tát chết Vương Thừa Vũ. Nếu như được phát hiện và giải quyết sớm thì biên giới phía đông sẽ không xảy ra tình cảnh như thế này. Sau khi Vương Thừa Vũ biết tin, anh ta cũng không ngờ rằng một người bình thường có thể làm ra chuyện như thế. Chuyện này cũng dạy cho mọi người một đạo lý, không nên coi thường bất kỳ ai, cho dù người đó trông có nhỏ bé đến cỡ nào. Diệp Lâm Quân đích thân gọi điện cho Tiêu Phong, bảo anh ta ráng chống cự một chút, anh giải quyết xong chuyện ở phía nam sẽ lập tức tới chỉ viện. Lúc này, Lạc Việt và Liên minh Chúa Tế đã bắt đầu giao chiến ở chiến khu phía bắc và phía tây. Mặc dù Liên minh Chúa Tế khá mạnh, nhưng Lạc Việt đã đốc hết toàn sức, ít ra cũng có thể đối kháng một trận. Chiến khu phía đông là thảm hại nhất. Đại quân của Liên minh Chúa Tế tràn đến, khiến bọn họ thương vong nặng nề, không dám đối đầu trực tiếp, chỉ có thể liên tục rút lui. Sức đe dọa của vũ khí siêu cấp của Hứa Chính Kiệt quá lớn, khiến Tiêu Phong không dám phản công trên diện rộng, cũng không dám phòng thủ chính điện. Nhìn mọi người lần lượt ngã xuống, bọn họ cảm thấy tim như nặng trĩu, vô cùng khó chịu. Vừa rồi thầy gọi đến, bảo chúng ta ráng chống cự một chút. Thầy ấy sẽ đến chi viện cho chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách đối phó. Tiêu Phong và các lãnh đạo cao cấp bắt đầu thương lượng cách đối phó. Ở bên kia, đại quân của Liên minh Chúa Tể không ngừng áp tới. Hứa Chính Kiệt trông có vẻ phấn khích. Còn có ai cho rằng tôi là mọt sách không? Hả, tôi là thần, Hứa Chính Kiệt hét lên. Vũ khí chùa anh Hứa có khuyết điểm gì không? Có người tò mò hỏi. Không có khuyết điểm. Nhưng hộp năng lượng có hạn, giống như đạn trong súng vậy, rất ít. 30 vũ khí, mỗi cái được trang bị 30 hộp năng lượng. Theo lý thuyết, tổng cộng 900 hộp. Năng lượng có thể giết chết 900 cường giả cấp chí tôn. Nghe Hứa Chính Kiệt phân tích, mọi người đều bật cười. Căn bản không có khuyết điểm, có thể giết được 900 cường giả cấp chí tôn, trên cơ bản có thể quét sạch cả phía đông Lạc Việt. Đúng, 900 cường giả cấp chí tôn. Chúng ta cũng tổng cộng khoảng 2-3 ngàn người. Hứa Chính Kiệt gật đầu, đúng vậy, nhưng hộp năng lượng phải dùng cho mục đích chính, phải giết cường giả cấp chí tôn mới có thể sử dụng. Không thể lãng phí vào những người khác.
tiếp tục đàn áp, cưỡng chế các cường giả cấp chí tôn của chúng, sau đó giết chúng. Mấy người Tiêu Phong đang thảo luận. Báo cáo, thám tử của chúng ta trong trại địch báo tin về, hộp năng lượng của vũ khí siêu cấp này thực ra có hạn. Toàn bộ những gì mà Hứa Chính Kiệt nói khi nãy đều truyền đến tai của Tiêu Phong. 900 cái cũng đủ giết hết cường giả cấp chí tôn của chúng ta. Chúng ta vã không thể chống lại được. Tiêu Phong thở dài. Đúng lúc này, Tây Thiên Vương của Trấn Thiên Điện đột nhiên nói, tôi có cách. Cái gì? Mau nói đi, mọi người đều tập trung nhìn Tây Thiên Vương, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Tây Thiên Vương hít sâu một hơi nói, vũ khí của bọn họ đặc biệt dùng để tiêu diệt cường giả cấp chí tôn. Còn những người khác thì sẽ không sử dụng đến loại vũ khí này. Đúng vậy, nó đặc biệt dành cho các cường giả cấp chí tôn, vậy thì sao? Mọi người tỏ vẻ khó hiểu. Chúng ta có thể giả mạo các cường giả cấp chí tôn, thu hút hỏa lực, để bọn họ dùng vũ khí này đốt hao tất cả các hộp năng lượng. Chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội chiến thẳng. Tây Thiên Vương nói ra cách nghĩ của mình. Mọi người đều ngỡ ngàng. Một lát sau, mọi người cũng cảm thấy cách này khá ổn. Dùng người khác để dẫn dụ kẻ địch đốt hao hết các hộp năng lượng. Chỉ có như thế, cường giả cấp chí tôn của Lạc Việt mới được cứu, và có thể trực tiếp chiến đấu với kẻ địch. Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Ai sẽ là người đứng ra làm con mồi để dẫn dụ vũ khí tấn công? Loại vũ khí này cũng có thể khiến cường giả cấp chí tôn nổ thành từng mảnh chỉ trong chốc lát, chứ đừng nói là người bình thường. Dự rằng dự uy của loại vũ khí này cũng có thể làm cường giả cấp tông sư tan xác. Nói trắng ra, con mồi này, chính là phải đi nạp mạng. Trong chốc lát, tất cả đều im lặng. Mọi người đều nhận thức được điểm mấu chốt của vấn đề. Chính là, ai sẽ làm con mồi? Những người đã ra chiến trường này đương nhiên là không sợ chết. Nhưng mà, có chết cũng phải chết một cách oanh liệt. Mọi người đều hy vọng mình được chết khi chiến đấu. Làm một con mồi thiệt là quá nhục nhã. Trầm lặng. Một khoảng trầm lặng rất lâu. Lúc này Tây Thiên Vương và Bắc Thiên Vương nhìn nhau đồng thanh nói, để chúng ta đi. Chuyện này cứ giao cho Trấn Thiên Điện là được rồi. Chúng ta đã hoàn thành tình báo chủ yếu và bài trí của kẻ địch. Tiếp theo đây, tác dụng của chúng ta chính là dẫn dụ mọi hỏa lực của kẻ địch. Ánh mắt của Tứ Đại Thiên Vương như muốn nói, bọn họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Họ muốn dùng thân xác này của mình để dẫn dụ vũ khí siêu cấp tấn công. Các anh em, các người đều rất bản lĩnh. Mấy người Tiêu Phong do ngón tay cái tán thưởng. Rõ ràng là bọn họ đi nạp mạng, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì, đây chính là chiến tranh. Chiến tranh thì đương nhiên phải có hy sinh. Tiếp theo, chúng ta cần giả làm cường giả cấp chí tôn. Vũ khí siêu cấp của đối phương có lẽ có thể phát hiện ra khí tức của cường giả cấp chí tôn. Cho nên, trên người mấy người chúng ta phải có khí tức của cường giả cấp chí tôn mới có thể thu hút tấn công. Bắc Thiên Vương nói ra suy nghĩ. Việc này đơn giản, cứ giao cho chúng ta. Sau một vài thao tác, trên người hàng ngàn người của Trấn Thiên Điện cũng đã có khí tức của cường giả cấp chí tôn, tuy thời gian rất ngắn. Ngoài trừ Tây Thiên Vương và tình báo của cô ta, tất cả các thành viên khác của Trấn Thiên Điện đều tham gia vào hoạt động này. Vốn dĩ, Tây Thiên Vương cũng sẽ tham gia, nhưng bị ba đại thiên vương kia từ chối, giữ cô ta lại e hẳn còn chỗ dùng. Các anh em, đã đến lúc chúng ta phải đổ máu hy sinh. Ba người chúng ta sẽ xông lên tiền tuyến. Các người có sợ không? Đông Thiên Vương hỏi. Không sợ, không sợ, không sợ. Hàng ngàn người đồng thanh hô lên. Tốt, bây giờ nghe theo lệnh của tôi. Tất cả mọi người tháo mặt nạ xuống. Đông Thiên Vương ra lệnh. Cạch cạch. Mọi người đều tháo mặt nạ ra. Ngoại trừ Tứ Đại Thiên Vương, đây là lần đầu tiên các thành viên của Trấn Thiên Điện tháo gỡ mặt nạ. Từ khi bắt đầu gia nhập vào Trấn Thiên Điện, bất cứ lúc nào các thành viên cũng buộc phải đeo mặt nạ, cho dù là bạn bè cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của họ. Nó tương đương với việc họ phải sống trong bóng tối, cả đời này cũng không thể dùng bộ mặt thật của mình để đối diện với người khác. Họ cũng mong muốn được như những người bình thường. Họ cũng háo hức một ngày nào đó sẽ cởi bỏ mặt nạ. Và, ngày này đã đến. Nhưng mà lại có chút thê lương. Lúc họ cởi bỏ mặt nạ xuống, cũng chính là lúc họ phải đối diện với cái chết. Nhưng mà trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn. Tinh khiết mà hoàn mỹ. Mộc mạc mà thiện lương. Bọn họ chưa từng xem chuyện này là chuyện buôn, ngược lại càng hưng phấn. Cuối cùng bọn họ cũng được sử dụng gương mặt thật này của chính mình.
xin Lạc Việt hãy nhớ mặt tôi, hãy nhớ tên tôi, Đỗ Tuấn Hào đến từ Kim Thành Tây Bắc, Bắc Thiên Vương là người đầu tiên xông ra. Cao Lương Bằng đến từ thành Phượng Thiên Đông Bắc, Đông Thiên Vương là người thứ hai bước ra. Trương Hồng Minh đến từ thành Tây Môn phía Nam, Nam Thiên Vương là người thứ ba bước ta. Ầm, 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 khoảnh khắc cả ba la ra, vũ khí giết người tự động nhắm họ làm mục tiêu. Chốc lát ba người bị đánh trúng, lập tức biến mất. Các anh em, đều rất bản lĩnh, mấy người Tiêu Phong rưng rưng nước mắt, nắm tay siết chặt lại. Các anh em, đến lượt chúng ta rồi. Thượng Hàn Phi, Xuân Thành phía Bắc, Trúc Tinh Hà, Dương Thành phía Nam, Bùi Ngọc Chí, Hồ Thành phía Bắc, Thạch Thiên Thành, Tuyên Thành phía Nam. Xin Lạc Việt hãy nhớ tên chúng tôi, hãy nhớ dáng vẻ của chúng tôi. Xông lên, hàng ngàn người của Trấn Thiên Điện điên cuồng xông ra. Bản chất của Trấn Thiên Điện, yêu cầu thành viên phải cực kỳ bảo mật. Cho nên những tài liệu liên quan đến bọn họ đều bỏ trống. Bọn họ không có lý lịch, cũng không có tên. Nhưng mà chẳng lẽ, bọn họ không có tên sao? Có, bọn họ không có lý lịch sao? Có, vào giây phút cuối cùng, mọi người đều gọi tên và quê quán mà họ gần như quên mất. Đối với bọn họ mà nói, như vậy là đủ rồi. Dùng gương mặt thật để đối diện với mọi người, gọi ra tên và quê quán của mình. Là mong muốn lớn nhất của họ Trấn Thiên Điện đều là anh hùng. Các người không phải là anh hùng vô danh, các người đều có tên. Chúng tôi sẽ nhớ đến các người dân Lạc Việt sẽ mãi mãi nhớ về các người. Nghiêm chào các vị anh hùng của chúng ta. Tiêu Phong dẫn đầu hô lên, làm động tác nghiêm chào trong quân đội. Mọi người đều dành sự tôn vinh cho họ. Hàng trăm cường giả cấp chí tôn điên cuồng lao ra, khiến Liên Minh Chúa Tể vô cùng kinh ngạc. Giết chúng đi, đám điên này, mọi người hét lên. Trong thời khắc nguy cấp, bọn chúng cũng không nghĩ tại sao đối phương lại phản công. Hơn nữa, vũ khí sát thần đã kiểm tra ra đều là cường giả cấp chí tôn, giết. Hứa Chính Kiệt đang đắm chìm trong cảm giác giết chóc rùng rợn, lập tức ra lệnh. Vũ khí sát thần lần lượt được bắn ra, từng cường giả cấp chí tôn bị nổ tan thành từng mảnh. Các thành viên Trấn Thiên Điện điên cuồng xông tới. Vũ khí sát thần cũng lần lượt phát huy sức mạnh, dường như biến nơi đây thành một luyện ngục trần gian. Mấy người Tiêu Phong nắm chặt tay, nhìn thấy từng người bị nổ banh xác, khóe mắt họ ửng đỏ, ai cũng khóc nấc lên. Đây là những người anh em đã lấy tính mạng của mình ra mở đường cho họ. Mọi người sẽ không hy sinh vô ích đâu, Tiêu Phong nghiến răng hét lên. Bùm, 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 lại có thêm nhiều người bị nổ thành vũng máu. Người cuối cùng cũng ngã xuống. Chiến trường mịt mù khói súng. Tất cả các hộp năng lượng của vũ khí sát thần đều được sử dụng hết, báo cáo chủ nhân, có thể hộp năng lượng đã được dùng hết. Có điều 900 người của đối phương không có ai sống sót cả. Nghe vậy, Hứa Chính Kiệt mỉm cười. Các người thật sự không xem vũ khí sát thần của tôi ra gì sao, bây giờ 900 cường giả cấp chí tôn của các người đều bị giết sạch, để tôi xem các người lấy cái gì mà chống lại đại quân liên minh. Đại quân liên minh tấn công. Biết tin 900 cường giả cấp chí tôn của đối phương đều đã chết. Liên minh Chúa Tể lập tức tấn công. Các anh em của Trấn Thiên Điện đã ngã xuống, đến lượt chúng ta rồi. Tiêu Phong lúc này sát khí ngút trời. Mấy người Lạc Việt nín thở, vừa rồi họ nhìn đồng bào mình chết, nhưng họ không thể làm gì được. Họ muốn chút nỗi oán hận này lên kẻ địch. Nghe tôi, mọi người khoan hành động, đợi kẻ địch đến gần rồi đánh. Tiêu Phong ra lệnh. Liên minh Chúa Tế khí thế hừng hực tiến đến. Theo như bọn họ thấy, cường giả cấp chí tôn của đối phương chắc chẳng còn bao nhiêu người. Mặc dù tất cả hộp năng lượng đều sử dụng hết, nhưng làn sóng tấn công này tuyệt đối có thể nhấn chìm chiến khu phía đông của Lạc Việt. Rất có thể sẽ một đường quét sạch, trực tiếp giết đến Kinh Thành. Công hạ được Kinh Thành, đồng nghĩa với giành chiến thắng, tất cả mọi người đều bắt đầu hình dung sự chiến thắng ấy. Không lâu sau, hai bên bước vào giai đoạn giáp lá cà. Giết, Tiêu Phong hô lệnh. Mọi người lao ra và cùng nhau chiến đấu với đại quân liên minh Chúa Tể, bịch. Bịch, máu bắn tung tóe, đại quân liên minh Chúa Tể không ngừng ngã xuống. Cả Lạc Việt đều nín thở, cộng thêm cường giả cấp chí tôn đều được giữ lại toàn bộ sức lực, bọn họ tấn công dữ dội, giết đối thủ không kịp trở tay. Liên minh Chúa Tể bỗng chốc ngây ngốc. Cái gì? Sao bọn họ vẫn còn nhiều cường giả cấp chí tôn như thế?
bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả cấp chí tôn? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phát hiện đối phương chuẩn bị lực lượng rất kỹ càng, cường giả cấp, chí tôn dường như đều ở đây. Liên minh chúa tể bỗng chốc bị đánh lùi. Hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Mắc lừa rồi, chắc chắn chúng ta bị mắc lừa rồi. Đối phương dùng người khác để lừa chúng ta sử dụng vũ khí sát thần. Để chúng ta dùng cạn hộp năng lượng. Cường giả cấp chí tôn của bọn họ đều ở đây, chẳng chết một ai cải. Lúc này, bọn người Hứa Chính Kiệt cũng phản ứng lại, nhưng mà đã muộn rồi. Lần này liên minh chúa tể bị tổn thất rất lớn, bị mấy người của Tiêu Phong đánh trả, liên minh chúa tể lần lượt rút lui, khiến tinh thần của các chiến sĩ võ giả ở chiến khu phía đông của Lạc Việt càng thêm phấn chấn. Lừa đảo, đúng là một đám lừa đảo, Hứa Chính Kiệt tức giận nói. Một âm mưu của đối phương, khiến anh ta đặt cược hết tất cả vốn liếng. Lần này, át chủ bài của anh ta cũng mất rồi. Đám lãnh đạo cấp cao như Lý Chính Quốc cũng vô cùng tức giận. Vốn dĩ có thể dễ dàng chiếm lĩnh phía đông. Giờ đây, chiến khu phía đông đang rơi vào trạng thái giằng co. Có mấy người như Tiêu Phong ở đây, kẻ địch cũng đừng hòng vượt qua được nửa bước, tuyến phòng ngự thứ ba bọn chúng rất khó phá được. Tin tức về chiến khu phía đông lan truyền khắp Lạc Việt, tất cả mọi người đều phấn khởi, càng có thêm nhiều niềm tin. Phía Tây, nơi mà lực lượng mạnh nhất của Liên minh Chúa Tể đang đóng giữ. Lạc Việt cũng điều động sức mạnh mạnh nhất để chống lại nó. Nhưng đại quân của Thế Gia Y Vương chỉ là một đám ô hợp, tinh thần chiến đấu cũng thế, đều bị lợi ích chi phối. Vì vậy, trước sức tấn công mạnh mẽ của địch, đều lần lượt rút lui. Tuyến phòng thủ thứ ba đã bị công phá. Tuyến phòng thủ thứ tư cũng bị phá vỡ 1/3. Tuyến phòng thủ biên giới phía Bắc có lợi thế về địa lý, cộng với sự chỉ viện kịp thời nên vẫn tiến công được. Có điều kẻ địch rất mạnh, hơn nữa còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ có thể điều khiển được băng tuyết. Cuối cùng, tuyến phòng thủ thứ ba ở phía Bắc cũng không chống cự được. Tuy nhiên, tình hình có vẻ khá hơn một chút so với phía Tây. Mặt khác, tuyến phòng thủ thứ ba ở vùng biển phía Nam cũng bị công phá. Tuyến phòng thủ thứ tư nằm giữa biển và đất liền, nếu như cũng bị phá vỡ, đại quân của quân địch sẽ đổ bộ vào. Khi đó, toàn bộ biên giới phía Nam sẽ lâm nguy. Lúc này, 40 vạn đạo quân do Diệp Lâm Quân chỉ huy vừa đến. Tất cả nghe theo lệnh tôi, trực tiếp tấn công. Vừa đến vùng biển, Diệp Lâm Quân lại hạ lệnh tấn công. Các chiến sĩ phòng thủ vùng biển phía Nam đều chết lặng. Trong khoảng thời gian này họ vẫn luôn phòng thủ. Tuy nhiên, ba tuyến phòng thủ đã bị chọc thủng. Kẻ địch thật sự quá mạnh. Trên biển, bọn chúng là bất khả chiến bại. Ngay cả những vũ khí có tính sát thương của bọn họ cũng không có tác dụng. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Bọn họ không thể phòng thủ nổi. Kết quả Diệp Lâm Quân mang theo một toán quân sĩ, muốn tấn công trực diện. Là có bệnh hay là bị điên đây? Anh điên à, kẻ thù vẫn luôn tấn công. Chúng ta không phòng thủ. Ngược lại còn tấn công à. Mọi người đều không hiểu cách làm của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói, từ nay mọi chuyện ở chiến khu miền Nam đều do tôi tiếp quản. Các người nghe theo lệnh của tôi là được. Ủy phong lớn thật, tất cả mọi chuyện ở đây đều do Hộ Quốc Thân Tôn làm chủ. Anh nói muốn tiếp quản là tiếp quản sao? Lúc này, một giọng nói bất mãn vang lên. Mọi người đều không coi Diệp Lâm Quân ra gì. Kẻ địch đều là cường giả cấp chí tôn. Diệp Lâm Quân có dân thêm bao nhiêu người đi chăng nữa cũng vô ích. Hóa ra là vệ binh Viêm Long đã giao quyền chiến đấu chính của chiến khu miền Nam cho Long Hán Châu, một trong tứ đại hộ quốc thân tôn. Long Hán Châu xuất thân từ một thế lực lớn là đảo Thiên Hải. Cường giả cấp chí tôn của đảo Thiên Hải rất nhiều, bọn họ cũng sống trên biển giống như Hải Vương Điện. Dưới sự thuyết phục tích cực của vệ binh Viêm Long và các điều kiện hậu hĩnh, đảo Thiên Hải đã tham gia vào vệ binh Viêm Long. Long Hán Châu là thiêu chủ của đảo Thiên Hải, hơn nữa còn được phong là một trong tứ đại hộ quốc thần tôn. Anh ta ở đâu, gọi anh ta tới, nói là Diệp Lâm Quân nói. Diệp Lâm Quân nói thẳng. Chẳng mấy chốc, Long Hán Châu mặc chiến phục dẫn theo một đám cao thủ khí thế hừng hực đi tới. Ai đang tìm tôi? Long Hán Châu vô cùng uy phong, sắc mặt lạnh lùng. Là tôi tìm anh, tôi ra lệnh bây giờ mọi chuyện sẽ do tôi tiếp quả, bao gồm cả anh cũng thế. Diệp Lâm Quân không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ra lệnh. Nhưng khi những lời này nói ra, Long Hán Châu cùng đám người đều sững sờ.
Người này ngang ngược như thế sao? Không, anh là ai? Ai có tư cách gì tiếp quản chúng tôi? Long Hán Châu bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Lâm Quân. Tôi là Diệp Lâm Quân, Nhất Phú Kiên Vương. Diệp Lâm Quân nói rõ thân phận. Nhất Phú Kiên Vương à, tôi biết anh, thì ra là anh. Dân theo một đám binh tôm tướng cua muốn thủ ở nơi này. Anh có biết bản thân sẽ phải đối diện thứ gì không? Long Hán Châu liếc nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ khinh thường. Nhiều người thì làm sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đám người bình thường. Gặp phải kẻ thù mạnh thì cũng chỉ bị mang ra làm bia đỡ đạn. Ai nói tôi muốn phòng thủ, tôi là muốn tiến công. Long Hán Châu. Điên ai mau giao quyền chỉ huy ra, tất cả mọi người phải nghe tôi chỉ huy. Diệp Lâm Quân vội vàng nói. Nhất Phú Kiên Vương vị trí tuy cao, nhưng tôi cũng chưa từng nghe hộ quốc thần tôn phải nghe lời anh. Long Hán Châu giống như nghĩ ra được gì đó. Anh ta mỉm cười nói, các người không phải muốn tấn công sao? Thế chúng tôi nhường đường, các người cứ tấn công là được rồi. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi chỉ là thủ ở nơi này. Nhưng mà cũng nhắc nhở các người kẻ địch rất là mạnh đấy. Long Hán Châu ra vẻ làm bộ làm tịch. Vốn dĩ anh ta muốn đuổi Diệp Lâm Quân đi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, để đám người Diệp Lâm Quân tấn công, đối với anh ta mà nói chẳng những không có hại, ngược lại còn rất có ích. 40 vạn đại quân, cho dù kẻ địch có giết cũng phải mất rất nhiều thời gian. Giúp anh ta tranh thủ được biết bao nhiêu thời gian chứ? Euro ó người lấy tính mạng ra tranh thủ thời gian cho bọn họ, sao anh ta lại không cảm thấy vui? Diệp Lâm Quân chăm chú nhìn Long Hán Châu hồi lâu. Được, vốn dĩ anh không trông mong vào đám vô dụng này, chỉ bằng tự dẫn thủ hạ của mình đi đánh mở đầu. Cuối cùng, tuyến phòng thủ thứ tư mở ra, Diệp Lâm Quân dẫn đầu quân đội vượt qua nó. Nhìn đại quân hùng hậu đi qua phòng tuyến, Long Hán Châu và đám thủ hạ của anh ta đều mỉm cười đầy ẩn ý. Một lũ ngốc, còn không biết mình đang phải đối mặt với cái gì. Long Hán Châu mỉm cười chết nhạo. Đúng vậy, đám ngốc này còn cảm thấy vinh dự tự tin lắm, nào ngờ là đi nạp mạng. Chưa kể, đám quái vật trong biển của kẻ địch có thể ăn tươi nuốt sống bọn họ cả xương cũng không còn. Vốn dĩ Hải Vương Điện không chỉ có sức mạnh dưới biển, mà họ còn nuôi rất nhiều quái vật và dã thú dưới đáy biển sâu. Khi tấn công vùng biển phía nam lần này, một khi thả ra, thì sẽ khiến Lạc Việt thiệt hại nặng nề. Cho dù mạnh như cường giả cấp chí tôn cũng có thể bị đám hung thú quái vật này sâu xé, chứ đừng nói là một người bình thường. Để họ đi đi, chúng ta chuẩn bị phần của chúng ta, lúc đó chỉ cần ngồi trò xem kịch hay thôi. Long Hán Châu mỉm cười. Theo bọn họ thấy, Diệp Lâm Quân chẳng khác gì đưa đám người này vào chỗ chết. Bọn họ đi tấn công, sẽ không còn bất kỳ ai sống sót. Không lâu sau, Diệp Lâm Quân đã dẫn dắt đại quân đến giữa khu vực phòng tuyến thứ ba và thứ tư. Truyền lệnh của tôi, lập tức sử dụng thiết bị chặn tất cả các tín hiệu trong khu vực này. Tôi muốn chặn hết cả chiến khu miền Nam, không để bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài, hiểu không? Diệp Lâm Quân nói. Đã hiểu, lập tức bắt đầu phong tỏa. Ngoài ra bên ngoài chiến khu cũng phải bị phong tỏa nghiêm ngặt. Sau 3 phút nữa, chiến khu miền Nam sẽ hoàn toàn bị chặn, những gì xảy ra trong này, bên ngoài sẽ không hề hay biết việc phong tỏa lần này không chi che cho chính mình, mà còn ngăn chặn tất cả tín hiệu của kẻ địch. Đây là một trong những kế hoạch của Diệp Lâm Quân. Anh không thể để thế giới bên ngoài biết những gì đang diễn ra ở đây, bao gồm cả sức mạnh của anh. Nếu không, để liên minh chúa tế và những người ở Lạc Việt biết được, sẽ dẫn đến bất ngờ không đáng có. Sau khi lên kế hoạch giải quyết chiến khu miền Nam xong, thì sẽ lắng lặng tấn công 3 chiến khu còn lại. Vì vậy, phải chặn hết mọi thứ ở đây. Vương, xong rồi, kẻ địch còn cách chúng ta bao xa? Diệp Lâm Quân hỏi. Kẻ địch gần nhất không quá 80 hải lý. Chúng đang di chuyển rất nhanh và đang áp sát đây. Thiết bị của chúng tôi đã dò thám những chuyển động bất thường dưới đáy biển, có những vật thể không xác định đang đến gần. Mặc dù tín hiệu năng lượng của chúng rất yếu, nhưng vẫn có thể kiểm tra được. Khi nghe tin, trên gương mặt Diệp Lâm Quân lộ ra ý cười. Không ngoài dự đoán, đó chính là những quái vật mà chúng ta gặp phải. Bọn chúng rất giỏi giấu mùi của cơ thể, nhưng năng lượng trong người vẫn bị dò ra được. Đây chính là chỗ có ích của thiết bị kỹ thuật hiện đại. Bây giờ những người đi tham gia vào tiền tuyến đều là võ giả, bọn họ từ bỏ những vũ khí hiện đại, những chiến sĩ hiện đại. Trên cơ bản đó chính là cuộc đối kháng giữa các võ giả.
Bọn họ mạnh mẽ thần kỳ, không cần những thứ có liên quan đến hiện đại hóa. Hoặc có thể nói, bọn họ xem thường nó. Thế nhưng, vũ khí hiện đại và quân đội cũng có ưu thế riêng. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể là yếu tố lật ngược tình thế của trận chiến. Ví dụ như bây giờ, đám người Long Hán Châu lúc đầu còn chưa tìm được quái thú, khiến bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng lúc này lại bị thiết bị hiện đại dò thám được. Diệp Lâm Quân quyết tâm dùng cách đánh của quân đội hiện đại để dạy cho bọn họ một bài học, để cho toàn thế giới biết được những chiến sĩ bình thường cũng có thể đánh bại những võ giả mạnh mẽ kia. Diệp Lâm Quân mỉm cười nói, đợi khi tiếp cận 50 hải lý, tặng cho đám súc sinh đó một món quà lớn. Mục tiêu đã tiến vào phạm vi 50 hải lý. Diệp Lâm Quân ra lệnh, thả bom xuống. Vù vù vù. Từng quả lao xuống biển sâu. Vì để một hơi diệt sạch đám quái vật này, Diệp Lâm Quân ra lệnh cho thủ hạ ném xuống biển một lượng bom có uy lực rất mạnh. Dưới đáy biển sâu, từng đám quái vật biển chưa từng được ghi chép trong sổ sách đang há cái miệng to lớn điên cuồng lao về phía trước. Bọn chúng nghe theo mệnh lệnh của người huấn luyện thú ở Hải Vương Điện, tấn công phòng tuyển thiên phương. Cắn xé mọi thứ, vù vù vù. Đúng lúc này, những làn sóng và âm thanh kỳ lạ ập đến. Một ánh sáng yếu ớt lóe lên phía trên bọn chúng. Ngay sau đó, những quả bom lao trên diện rộng với tốc độ rất nhanh. Thế nhưng, đám quái vật đó cũng rất nhanh nhẹn. Bọn chúng cảm nhận được sự xuất hiện của những quả ngư lôi, bất giác ăn vào, nuốt xuống bụng. Bịch, bí trồ từng quả ngư lôi bị con quái vật nuốt chừng. Bùm âm ầm, bùm ầm ầm, bùm âm ầm. Tiếp sau đó, những quả ngư lôi lập tức phát nổ trong bụng con quái vật. Đồng thời cũng còn rất nhiều ngư lôi đang lao tới, bên trên chúng đều có thiết bị theo đối, đều đang ngắm vào đám quái vật. Âm ầm ầm. Dưới đáy biển sâu, một vụ đánh bom chưa từng có đang diễn ra. Cho dù thân xác của đám quái vật này được gọi là mình đồng da sắt, nhưng thứ mà Diệp Lâm Quân cố tình sử dụng là một loại ngư lôi mạnh, gần bằng vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, vừa hay đủ để xé xác con quái vật đó ra. Thân xác của những con quái vật đó bị nổ tung trong trận pháo kích, ngay cả miếng thịt vụn cũng không còn. Để tiêu diệt hết đám quái vật này cùng một lúc, Diệp Lâm Quân đã ra lệnh thực hiện đánh bom oanh tạc liên tiếp 6 lần. Báo cáo, đánh bom hoàn tất, một con quái vật cũng không để lại. Sau khi tin tốt truyền đến, tất cả đều hoan hô vui mừng. Tiếp theo, nghe lệnh của tôi, nhân lúc kẻ địch chưa chú ý. Áp chế đội quân qua đó, máy bay chiến đấu đã cất cánh. Tàu chiến sẽ khởi hành ngay lập tức. Đối phó với võ giả, chúng ta phải hạn chế đánh giáp lá cả với chúng. Phải dùng vũ khí hiện đại để tấn công chúng. Diệp Lâm Quân chỉ huy đại quân tiến nhanh. Long Hán Châu ở hậu phương vẫn đang chú ý đến tình hình ở tiền phương đám ngốc đó đang làm gì thế. Thần Tôn, bọn họ tấn công rồi. Đúng là một lũ điên mài. Long Hán Châu lắc đầu, ha ha, đúng là non nớt, các khác không nói, chỉ gặp phải đám quái vật ở dưới biển. Cũng đủ khiến 10 vạn người bỏ mạng. Khi bọn họ đang mắc kẹt bởi đám quái vật này, đâu có ngờ bọn chúng đều bị Diệp Lâm Quân tiêu diệt hết. Trên vùng biển phía trước, dày đặc những chiếc thuyền, hiện đại có, cổ xưa có. Euro ó rất nhiều người vẫn đang ẩn náu trên biển. Liên quân trên biển của Liên minh Chúa Tể. Đứng đầu là Hải Vương Điện. Hầu hết họ đều là những thế lực thần bí hoạt động trên biển. Không thiếu những cường giả cấp chí tôn. Trên biển, bọn họ chính là bá chủ, phía sau họ, còn có một đám cao thủ đi theo. Bọn họ muốn đổ bộ vào. Mọi thứ trong vùng biển đều được bàn giao cho Hải Vương Điện. Khi đổ bộ lại muốn đổi một đám người khác. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ đám thú dưới biển đã tấn công bọn họ rồi. Đúng, không sai, tôi không nghe được mùi của chúng nữa, chứng tỏ chúng đang câu xé ở dưới. Trước khi trời tối. Chúng ta tuyệt đối có thể công phá tuyến phòng thủ thứ tư và thứ năm của kẻ thù. Đến lúc đó đổ bộ vào bờ dễ như trở bàn tay, miền Nam Lạc Việt sẽ nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Mọi người đều nở những nụ cười đắc ý và mãn nguyện, dường như họ đang nắm chắc phần thắng. Đối phương cũng không cản được. Ùm ục. Đúng lúc này, đột nhiên từ dưới đáy biển nổi lên những đợt sóng kinh hoàng. Đặc biệt là cường giả cấp chí tôn cũng cảm nhận rất rõ ràng. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Quái thú biển sâu đã trở lại. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người trong Hải Vương Điện. Quái thú bọn họ bắt về thuần hóa mỗi lần đều có động tĩnh này. Không, không phải, năng lượng dao động này rất kỳ lạ. Không ổn, ầm ầm ầm. Tiếp sau đó,
từng đọt vũ khí đặc chế từ dưới biển bắn lên, phát nổ trên mặt biển. Am, rắc, trong tích tắc, khu vực này bị bao phủ bởi một trận bắn phá. Chẳng bao lâu, biến thành một biển lửa, tiếng la hét khắp nơi, tiếng tàu thuyền vỡ nứt. Dưới sức công phá của loại vũ khí này, ngoại trừ cường giả cấp chí tôn, không ai có thể ngăn cản được. Ngoài ra, lực lượng hải quân liên minh chúa tể cũng ở quá gần. Dưới cường độ này, thương vong rất nặng nề. Thậm chí, mấy cường giả cấp chí tôn cũng bị thương không ít. Đánh chúng rồi, đánh chúng rồi. Bên phía của Diệp Lâm Quân, mọi người đang vỗ tay reo hò. Vương, ngài thật là tuyệt vời. Mọi người đều nhìn Diệp Lâm Quân với vẻ ngưỡng mộ. Hóa ra khi nãy những thứ Diệp Lâm Quân cho tàu ngầm phóng ra chính là vũ khí chỉ hoãn. Chủ yếu là vì cường giả cấp chí tôn có tính cảnh giác quá cao. Tốc độ phóng vũ khí quả thực là siêu siêu nhanh, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được, một trận đánh bom bình thường, bọn họ đều có thể tránh được. Cho dù là những vũ khí có mức độ chế ngự chuẩn xác cũng không thể giết nổi họ. Đây là lý do khiến vũ khí hiện đại bất lực trước các cường giả siêu mạnh này. Chẳng hạn như cường giả cấp chí tôn, thân xác của bọn họ có thể chịu đựng được bom hạt nhân thật không? Đáp án là không, nhưng rất khó để đánh trúng họ. Tốc độ và phản ứng của họ đều quá nhanh, có thể hoàn toàn tránh được. Bọn họ có thể tránh được trung tâm vụ nổ, khu vực nổ xung quanh và sóng xung kích tỏa ra đương nhiên cũng không làm họ bị thương. Cho nên, nếu nói cường giả cấp chí tôn không sợ vũ khí hạt nhân cũng không hẳn. Nếu thật sự bị đánh trúng, bọn họ cũng không chống cự được. Muốn giết được cường giả cấp chí tôn, trước hết là phải đánh chúng đã. Vũ khí sát thần của Hứa Chính Kiệt cũng chính là vận dụng điểm này. Một khi đã xác định được mục tiêu, sẽ không có cách nào trốn thoát. Diệp Lâm Quân chính là dựa vào điểm này, để tàu ngầm dưới biển sử dụng vũ khí rút ngắn thời gian, động tĩnh nhỏ như thế, có thể giảm bớt khả năng bị đối phương phát hiện. Quả nhiên, lại có hiệu quả tốt như vậy, trận ném bom trên biển vừa kết thúc. Đột nhiên, từng chiếc máy bay chiến đấu lần lượt xuất hiện giữa không trung, tiến hành ném bom xuống khu vực này. Cho dù bọn họ là cường giả cấp chí tôn, cũng không phản ứng kịp. Chịu sự bắn phá điên cuồng của hàng ngàn máy bay chiến đấu. Bùm bùm bùm, không những thế, cách đó rất xa, từng chiếc tàu chiến cũng bắt đầu lộ diện. Từng quả đạn tên lửa nhằm vào khu vực mục tiêu để khóa đòn tấn công. Diệp Lâm Quân đã điều khiển cả ba đội quân mạnh nhất ở Lạc Việt. Sở hữu vũ khí tối tân nhất, số lượng lớn nhất. Tất cả vũ khí đều phát huy hết sức mạnh. Vô cùng uy thế. Lực lượng hải quân của Liên minh Chúa Tể bị thiệt hại nặng nề. Trận oanh kích này gần như quét sạch tất cả các võ giả không phải là cường giả cấp chí tôn. Đáng giận là, những cường giả cấp chí tôn này căn bản là chưa kịp trở tay đáp trả. Bọn chúng vốn không tìm được đối thủ đang ở đâu. Máy bay chiến đấu duy nhất nhìn thấy được cũng cách đó vài cây em trên không. Diệp Lâm Quân dẫn đầu đội quân, chỉ trong một đợt tấn công quy mô lớn, 2/3 sức mạnh của đối thủ đã bị triệt tiêu. Rút, mau rút trước, Hải Vương Điện vội vàng ra lệnh. Bọn họ rút rồi. Không tìm hiểu tình thế, thì phải chịu thiệt hại lớn. Muốn chạy, chạy được sao? Một nụ cười chế nhạo thoát ẩn thoát hiện nơi khóe miệng của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân là quan chỉ huy chiến trường. Mấy tình huống này thầy nhiều rồi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh. Họ muốn trốn thoát, không thể nào, không có đường ra, sớm đã bị phong tỏa rồi. Tấn công, áp chế chúng, tất cả mọi người cầm chắc vũ khí. Diệp Lâm Quân ra lệnh đổi theo. Không chỉ như thế, đội quân do anh bí mật huấn luyện và các cao thủ của tứ đại môn phiệt cũng đang tích cực hành động, bao vây lấy quân địch. Đệt, đánh dữ dội thế sao? Quả nhiên mấy mươi vạn người cùng nhau tác chiến đúng là chấn động thật. Đi nạp mạng mà cũng hăng hái như thế, thật sự hiếm thấy. Bởi vì Diệp Lâm Quân đã ra lệnh chặn tất cả các tín hiệu. Cho nên Long Hán Châu không biết chuyện gì đang xảy ra ở tiền phương. Chỉ nhìn thấy một cảnh tượng sôi nổi. Chúng tôi sẵn sàng rồi. Quả nhiên Diệp Lâm Quân đến giúp chúng ta tranh thủ được nhiều thời gian. Phải đấy, 40 vạn người ít ra cũng cầm cự được một ngày một đêm. Long Hán Châu mỉm cười nói. Mặt khác, Hải Vương Điện dẫn đầu các thế lực lớn vội vàng rút lui. Không phải là họ không có sức mạnh, chỉ là họ đang trong tình trạng hoảng loạn, ngay cả kẻ thù cũng không nhìn thấy. Vũ khí hiện đại lợi hại như vậy, chúng ta tổn thất 2/3 nhân lực rồi, mọi người đều sững sờ.
đây là điều mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Vũ khí hiện đại mạnh như vậy sao? Tôi là lần đầu tiên bị những vũ khí này làm bị thương đấy. Euro ó rất nhiều cường giả cấp chí tôn đã bị thương. Lần này bọn họ quá đông, nên lần lượt bị vũ khí đánh trúng. Rút lui trước, sau đó mới bàn bạc kế hoạch lâu dài. Liên hệ ngay với tổng bộ. Khi chúng định liên lạc với trụ sở của Liên minh Chúa Tể, thì lập tức phát hiện tín hiệu đã không còn kết nối. Mọi người đều nhận ra có điều gì đó không đúng lúc này, các cao thủ của Liên minh Chúa Tể ở phía trước đột nhiên bị tấn công. Chỉ trong phút chốc, có rất nhiều người bị thương. Máu nhuộn đỏ cả vùng biển. Không hay rồi, là cường giả cấp chí tôn, có rất nhiều. Hải Vương Điện phát hiện phía trước có rất nhiều cỗ khí tức rất mạnh mẽ. Các cao thủ tấn công này chính là bộ đội đặc biệt mà Diệp Lâm Quân đã bí mật huấn luyện. Nhân số không nhiều, nhưng ai nấy cũng đều là cường giả cấp chí tôn. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân đã dạy họ rất nhiều kỹ năng chiến đấu siêu cấp. Họ sớm mai phục trên tuyến đường mà đại quân của Liên minh Chúa Tể muốn chạy thoát, tấn công bất ngờ, giết cho đối phương không kịp trở tay. Thế là, tổn thất của Liên minh Chúa Tể càng thêm trầm trọng, bọn chúng cũng không dám tiến vào. Sau cuộc tấn công, đội quân bí mật của Diệp Lâm Quân nhanh chóng di tản, bọn họ không phải là những kẻ hiếu chiến. Ầm ầm ầm. Vào lúc này, Hải Vương Điện và những người khác lại bị hỏa lực pháo binh tấn công. Uy áp không kém trận đánh bom vừa rồi. Lần này Diệp Lâm Quân cũng mạo hiểm, đem tất cả ba cánh quân lần lượt phủ đánh, khẽ én cho thế lực của Hải Vương Điện bị đánh đến ngơ ngác không biết nên trốn vào đâu. Rút rút rút. Cuối cùng, dưới sự quấy rối của pháo kích và các đợt tấn công, các lực lượng còn lại của Hải quân Liên minh Chúa Tể bị đồn vào một khu vực đặc biệt. Đương nhiên đối với Diệp Lâm Quân mà nói, những gì bây giờ anh nên làm chính là cắt đứt đường lui của chúng và dồn chúng vào khu vực này. Sau đó, một mẻ hốt gọn. Hiện tại, những thế lực còn lại là mạnh nhất, đều là cường giả cấp chí tôn. Vũ khí thông thường chỉ có thể làm họ bị thương nhẹ chứ không thể giết họ. Điều Diệp Lâm Quân phải làm bây giờ là tập hợp họ lại một khu vực đã định. Sau đó, sử dụng một vũ khí đặc biệt để tiêu diệt tất cả cùng một lúc. Vũ khí này uy lực mạnh ngang với vũ khí hạt nhân. Chính là để giành giết những cường giả cấp chí tôn này. Vương, có phải lập tức giải phóng vũ khí hủy diệt số 1, số 2, và số 3 không? Phóng đi, Diệp Lâm Quân ra lệnh. Lúc này, các thế lực lớn cầm đầu Điện Hải Vương thay nhau quấy phá bị đưa đến khu vực đặc biệt. Hầu hết trong số họ là những cường giả cấp chí tôn, nhân số ước chừng khoảng 10 lầm. Rốt cuộc, cũng đang ở trên biển, cường giả cấp chí tôn càng khó gặp hơn. Số lượng này cũng rất khủng bố. Sao tôi cảm giác có điểm gì là lạ? Từng vị cường giả cấp chí tôn có dự cảm không tốt, đặc biệt mãnh liệt. Tạm biệt, khoảnh khắc Diệp Lâm Quân xua tay. Một vũ khí hủy diệt đã được tung ra, các cường giả ở Điện Hải Vương liên dự cảm được có nguy hiểm đến. Vào khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh đất rung núi chuyển chuyên đến. Dường như bầu trời đang run rẩy, biển cả thì càng không cần phải nói. Nơi biển sâu truyền đến âm thanh ầm trầm đáng sợ. Vù vù vù, nước biển bốc lên, như thể nó đã được đun sôi. Xuất, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, một quả cầu lửa lao thẳng về phía họ, ngay lập tức. Nơi đây được chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Mọi người đều hoảng sợ, kể cả cường quốc cấp chí tôn. Chuyển động của vũ khí này quá lớn, quá nhanh và phạm vi bao phủ quá rộng. Đã quá muộn để họ tránh. Trong nhát mắt hàng chục dặm quanh đây, vẫn trong phạm vi ném bom của vũ khí này. Bùm, dưới cái nhìn của hàng nghìn người, vũ khí hủy diệt rơi xuống. Phát nổ ngay lập tức. Vào lúc này, một quả cầu lửa bành trướng vô tận, hoàn toàn bao trùm khu vực này. Như muốn nuốt chửng cả thế giới. Lỗ tai mọi người đều tê đần. Căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Đáng sợ nhất là mặt biển, hoàn toàn biến thành biển lửa. Nháy mắt, không biết bốc hơi bao nhiêu nước biển. Mực nước biển giảm nhanh chóng. Một hố sâu dưới biển với quy mô như một thị trấn nhỏ đã được hình thành. Thậm chí, lần này sức mạnh còn lan tới hàng chục nghìn mét dưới đáy biển. Trong khu vực này, tất cả các sinh vật trong vòng 10.000 mét từ trên xuống dưới đều tuyệt chủng. Chúng đang trôi nổi dày đặc trên biển. Đa số thì biến mất hoàn toàn. Rầm. Sóng xung kích do vũ khí phát nổ là đáng sợ nhất, lan nhanh ra bên ngoài, ngay cả phòng tuyến thứ tư của đám người Long Hán Châu cũng bị ảnh hưởng, còn suýt thì lật ngược cả căn cứ. Chuyện này,
chuyện gì đang xảy ra vậy? Động tĩnh quá lớn. Mọi người đều sợ đến choáng váng. Tình huống này là sao? Trung tâm của vụ nổ là khu vực tập trung các cường giả cấp chí tôn. Bị một đòn tàn khốc chưa từng có. Học, học, dưới sức mạnh của vũ khí này, ngay cả cường giả cấp chí tôn cũng không thể cầm cự được. Bị xé nứt tại chỗ rất nhiều, có kẻ còn trực tiếp bị đánh nát, không còn lại gì. Trong phút chốc, nước biển ở khu vực này bị nhuộm đỏ, trên mặt nước nổi lên những ngọn lửa, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ. Lực lượng hải quân thống trị liên minh bị thương vong nặng nề. Loại vũ khí hủy diệt được chế tạo đặc biệt này là con át chủ bài tối thượng của đội quân Côn Luân, không tới thời khắc cuối cùng thì không thể sử dụng. Diệp Lâm Quân lại kiên quyết dùng nó. Chính là không muốn lãng phí một binh một tốt để giải quyết kẻ địch. Giảm thiểu thương vong. Thắng, thắng rồi. Đám đông bắt đầu hò reo. Trận chiến này trực tiếp đánh tan kẻ địch ở cảnh Nam. Chưa, vẫn chưa kết thúc. Còn có lần thu lưới cuối cùng. Diệp Lâm Quân lắc đầu. Anh biết rằng vẫn tồn tại một bộ phận cường giả, và vũ khí này không thể giết họ. Đi thu dọn tàn tích đi. Đại quân là Diệp Lâm Quân dẫn đầu nhanh chóng tới khu vực này. Trước mặt anh có 200-300 người. Vài người trong số họ bị thương nặng và một số người bị thương nhẹ. Người bị thương nhẹ chính là cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Loại vũ khí hủy diệt này là vô dụng đối với họ. Người dẫn đầu ấn tượng là Điện Chủ Hải Vương của Hải Vương Điện. Họ có 11 vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Nếu những người ở thành Vô Song biết rằng có rất nhiều cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 như vây, họ sẽ sợ chết khiếp. Cái này cũng không thể không nói, đại quân liên minh mạnh. Chiêu mộ được các cường giả từ khắp nơi trên thế giới. Không tệ, lại có thể giết chết chúng tôi. Nhưng dù chỉ có 11 người chúng tôi cũng có thể giết tất cả các người. Hải Vương trừng lón đôi mắt xanh, giống lên. Họ không nói dối. Tầng thứ 6 là một bước nhảy vọt về chất so với tầng trời thứ 5, và khoảng cách giữa hai tầng trời là không thể tưởng tượng được. Vì vậy, tầng thứ 6 như là vị thân trong tâm trí của vô số cường giả cấp chí tôn. Ngay cả vũ khí hủy diệt cũng không thể làm gì họ, đủ để cho thấy họ mạnh như thế nào. Đại quân Lạc Việt vừa mới hưng phấn, nụ cười trên mặt đều biến mất. Ai cũng biết rằng tuy câu nói ngắn gọn như tất cả mọi người đều phải chết. Hơn nữa, vũ khí hủy diệt vô dụng đối với họ, chứ đừng nói đến bọn họ. Tưởng là kết thúc nhưng không ngờ lại là khởi đầu. Cuối cùng chúng ta vẫn thua. Lúc này, Diệp Lâm Quân cười nói, được, những người này là của tôi. Các người đi thu dọn những thứ còn lại. Hả, Diệp Lâm Quân vừa nói điều này. Mọi người đều sửng sốt. 200-300 cường giả cấp chí tôn, mình anh tới à? Chắc chắn ư, Vương, ngài không nói đùa chứ? Mọi người đều ngạc nhiên. Tôi giống như đang đùa à? Diệp Lâm Quân giận dữ hét lên. Hừ, một người bình thường mà cũng dám khiêu khích chúng ta. Giết, giết tất cả mọi người. Vốn dĩ chúng ta không có ý định ra tay. Hải Vương đích thân dẫn đầu 200-300 người cấp chí tôn đến đây để giết Diệp Lâm Quân. Ai nói với các người tôi là người thường? Bùm, ngay sau khi câu nói đó rơi xuống, khí thế của Diệp Lâm Quân tăng lên nhanh chóng. Anh như con rồng ngủ dưới đáy biển ngàn năm bừng tỉnh. Luồng lực này đã làm rung chuyển càn khôn. Ngay cả khí tức của vũ khí hủy diệt vừa rồi cũng không đáng sợ bằng của anh. Choáng váng. Mọi người đều sững sờ. Kể cả những võ sĩ cấp chí tôn. Họ cảm nhận được một luồng khí lạ, đáng sợ và chưa từng có từ trên người Diệp Lâm Quân toát ra. Có lẽ đây chính là cường giả tầng thứ 7 đã thất truyền. Giết. Diệp Lâm Quân một mình xông vào nhóm địch. Bất cứ nơi nào anh đi qua, máu bắn tung tóe. Anh thật đáng sợ. Không ai có thể ngăn cản anh. Giết giết giết. Diệp Lâm Quân giết người đến đỏ cả mắt. Chẳng bao lâu sau, không ai trong số những cường giả cấp chí tôn này sống sót. Cho đến nay, 400.000 quân đều chấn kinh, nhất Phũ Kiến Vương vẫn là nhất Phũ Kiến Vương. Anh vẫn đứng đầu như cũ. Họ đã thắng trận đầu tiên ở cảnh Nam. Sau đó quân đội được điều động. Những chiến binh lang thang khắp nơi trên biển cả. Theo chỉ huy của Diệp Lâm Quân, họ phòng ngừa đánh giáp lá cà, dùng vũ khí hiện đại để giải quyết. Người ta ước tính rằng trong 6 giờ nữa, tàn dư thống trị lực lượng trên biển của liên minh sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Các người nghe theo tôi an bài, thế này, thế này.
Diệp Lâm Quân cũng không nhàn rỗi, sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Tôi muốn làm cho kẻ địch không ngờ tới. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Long Hán Châu, nằm ở tuyến phòng thủ thứ tư, đang chờ động thủ. Theo lý mà nói, 400.000 người gần như phải chết một nửa, tại sao không có tin tức gì cả? Không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, mau đến xem L. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng la hét. Mọi người liền chạy ra ngoài. Chỉ thấy từng cái xác chết trôi lềnh bềnh trên biển. Có hoàn chỉ, có không trọn vẹn. Có người, cũng có quái vật. Xác chết của quái vật, nhìn kìa. Những con quái vật này đã chết. Nhìn kìa, xác người là chuyện bình thường. Mọi người nhìn lâu thành quen, sẽ không chấn kinh. Nhưng khi xác chết của những con quái vật đó xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại sao ba tuyến phòng thủ trên biển bị phá vỡ? Lý do lớn nhất là những con quái vật và hải thú này. Bọn chúng quá đáng sợ và quá mạnh mẽ. Có quá nhiều người bị giết và bị thương trong tay chúng, ngay cả những cường giả cấp bậc tối cao như Long Hàn Châu cũng phải sợ hãi con quái vật này. Không ngờ xác của những con quái vật này lại nổi thành từng nhóm trên biển. Đánh giá từ quy mô số lượng, những con quái vật đã bị diệt cả đoàn. Vậy ai đã làm điều đó? Ngoại trừ đội quân của Diệp Lâm Quân, sẽ còn ai nữa? Chẳng lẽ là... Trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng kinh khủng và ngớ ngẩn, Long Hàn Châu giật mình toát mồ hôi lạnh. Thần Tôn, mau nhìn những cái xác này. Tất cả kẻ địch, không phải người mình. Có người cảm thán. Mọi người cẩn thận nhìn những xác chết trôi trên biển, tất cả đều khác hẳn gương mặt của người Lạc Việt. Màu da và quần áo khác nhau. Biển bao la chứa hàng ngàn xác chết trôi nổi không phải người Lạc Việt. Đó là của kẻ thù. Thấy vậy, mọi người nhìn nhau, toát mồ hôi lạnh. Chiến hạm của họ cùng nhau tới, tìm thấy xác chết khắp nơi. Đó là tất cả của đối phương. Cái này. Long Hàn Châu khóe miệng run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây đều là đám người Diệp Lâm Quân làm sao? Sao có thế? Một người bình thường cùng một đám người bình thường thật sự đã giết rất nhiều cường giả cấp chí tôn sao? Sao có thể như thế được? Đúng lúc này, mọi người đã nhìn thấy Diệp Lâm Quân trở về sau chuyến hành trình. Anh oai phong lẫm liệt đứng trên chiến hạm, cờ Lạc Việt tung bay. Bên cạnh đó là xác của 11 cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6. Cái này, tôi sắp phát điên rồi. Anh ta, vẫn là người à? Cơ thể Long Hàn Châu như mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Thần Tôn không hay rồi, toàn bộ kẻ địch ở vùng biển phía nam đều bị bọn họ giết sạch. Không còn sót lại một ai. Điều kinh hãi nhất là 400.000 quân không có thương vong. Đúng lúc này, thủ hạ đột nhiên tới báo tin. Long Hàn Châu nghe xong suýt nữa ngất đi. Bọn họ không phải người thường sao? Có người hét lên. Ai nói? Giọng nói hùng hồn của Diệp Lâm Quân truyền đến. Sau khi Diệp Lâm Quân đến, uy thế tỏa ra ép tất cả mọi người không đứng thẳng nổi, bao gồm cả cường giả cấp chí tôn. Long Hàn Châu, từ nay về sau, anh và thuộc hạ sẽ bị tôi tiếp quản. Tuân theo mệnh lệnh của tôi vô điều kiện. Anh có phản đối gì không? Long Hàn Châu lúc này mới hiểu ra mọi chuyện và cảm nhận được khí tức kinh người của Diệp Lâm Quân. Anh ta nào mà dám nói chứ không? Không phản đối, nguyện ý tuân theo chỉ thị của ngài. Anh ta vội vàng gật đầu. Được rồi, để lại 1/4 số người ở đây, những người còn lại đem theo tét. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Giỏi! Long Hán Châu lập tức điều 20.000 chiến binh theo Diệp Lâm Quân đổ bộ. Anh ta cũng không dám hỏi tiếp theo sẽ đi đâu. 11 cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 đã bị anh chém giết. Người đàn ông trước mặt này khủng khiếp như thế nào? Đảo Thiên Hải của anh ta có danh cường giả tầng thứ 6 trên giữ, anh ta mới được phong tặng danh hiệu thần tôn hộ quốc. Nhưng đảo Thiên Hải mà ở trong tay vị này, e rằng trong nháy mắt là có thể bị hủy diệt. Diệp Lâm Quân mang người đi. Sau khi 400.000 quân dọn dẹp tàn cuộc, họ cũng biến mất một cách bí ẩn. Không ai biết đi đâu. Chiến khu cảnh Nam ngoại trừ khu vực miền biển yên tĩnh ra thì không còn gì khác. Ngẫu nhiên có thể ngửi được mùi máu tươi. Yên tĩnh không có một ai. Chuyện liên quan tới chiến khu cảnh Nam, nhất là miền biển vẫn bị che đậy. Bên ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dù là vệ binh Viêm Long cũng không biết. Chuyện gì xảy ra, chiến khu cảnh Nam vẫn liên lạc được sao? Vệ binh Viêm Long cực kỳ sốt ruột. Không liên lạc được,
toàn bộ chiến khu cảnh Nam đều mất liên lạc. Người chúng ta phái đi đầu biến mất, căn bản không có tin tức truyền về. Chiến khu cảnh Nam sợ là khó giữ được. Diệp Lâm Quân mang theo 400.000 đại quân qua, sợ là đều chịu chết rồi. Đối với chiến khu cảnh Nam, tất cả mọi người đều không ôm hy vọng. Các chiến khu khác thì sao? Trước mắt tình thế tốt nhất là chiến khu cảnh Đông, hai bên đang lâm vào giằng co. Tiếp theo là chiến khu cảnh Bắc, kém nhất là cảnh Tây, hoàn toàn bị nghiền ép. Đám võ giả này đường như không nguyện ý ra tay, thấy phiền toái liền chui ra sau. Ai ra chúng ta có thể làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ có thể tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ, có rất nhiều chiến binh ở Lạc Việt, nếu họ lý kết và thống nhất thì tôi nghĩ không có mấy người dám xâm lược Lạc Việt đâu. Còn không phải sao, các võ sĩ ở Lạc Việt rất nhiều, lại mạnh mẽ, nếu liên hợp lại thì sẽ bất khả chiến bại. Nhưng mọi người đều có suy nghĩ khác nhau và không có lòng cảm mến đất nước. Luôn coi bản thân như một cá nhân, rất khó để đoàn kết, đặc biệt là nhóm tà môn ma đạo, gia nhập với địch ngoài thì không nói, bọn họ còn ra lệnh cấm. Trước mắt mình cứ tích cực cố gắng, có thể đoàn kết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tít tít tít. Đúng lúc này, còi báo động vang lên ầm trong căn cứ của vệ binh Viêm Long. Chiến khu cảnh Đông có điện khẩn. Hậu phương của chúng tôi đã bị tấn công và bị tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng tôi trước sau đều là kẻ thù, chúng tôi yêu cầu hỗ trợ điện khẩn từ chiến khu cảnh Bắc. Hậu phương của chúng ta đang bị tấn công. Điện khẩn từ chiến khu cảnh Tây. Lúc này, các căn cứ và khu vực lớn trong ba chiến khu lớn đều gửi điện khẩn tới. Bọn họ hai mặt giáp địch. Bởi vì đám tà môn ma đạo của Lạc Việt ra tay. Bọn họ tấn công đám võ sĩ Lạc Việt từ phía sau. Để bọn họ hai mặt giáp địch. Nhất thời, cục diện trở nên khó khăn. Hỗ trợ, nhanh đi hỗ trợ. Các lãnh đạo cấp cao của vệ binh Viêm Long hét lên. Giờ phút này, phòng tuyến miền biển của cảnh Nam. Từng bóng dáng quỷ mị xuất hiện. Bọn họ là nhóm thế lực cường giả cấp chí tôn của đảo Đầu Lâu và Hắc Thủy Cung, phụ trách tập kích so lưng phòng tuyến khu cực cảnh Nam. Cùng với Điện Hải Vương hình thành cục diện tiền hậu giáp kích. Chỉ là sau khi đến nơi này, bọn họ đều trợn tròn mắt. Vùng biển này an tĩnh muốn chết. Không có cái gì. Đừng nói người, ngay cả một con cá cũng không thấy, kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Khu vực phòng thủ miền biển lớn nhất, vậy mà không có ai phòng thủ. Liên minh chúa tể bên kia cũng không có ai hô ứng. Đây rốt cuộc là sao? Nhóm tà môn ma đạo nào tò mò tiến vào sâu trong khu vực miền biển? Cho đến giữa đường phòng tuyến thứ nhất và thứ hai. Vẫn không có ai. Nhưng mà lúc này bọn họ thấy được những xác chết trôi nổi trên biển. Nhiều vô, số kể. Đây là sao? Nhóm tà môn ma đạo trợn tròn mắt nhìn. Chẳng lẽ chiến tranh nơi này kết thúc rồi? Sao bọn họ không nhận được tin tức? Liên minh chúa tể không liên lạc được, trận này đánh thế nào? Ầm ầm. Đúng lúc này, chỗ sâu nơi đáy biển đột nhiên truyền tới động tĩnh. Không ổn, có nguy hiểm. Bọn họ lập tức phản ứng lại, tiếc là đã trễ rồi. Ầm ầm. Bùm. 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 Một giây tiếp theo, nơi này nổ tung. Vụ đánh bom lịch sử. Khu vực này bao gồm hai tuyến phòng thủ. Trong nháy mắt, nó trở thành một biển lửa. Tà môn ma đạo chết và bị thương vô số. Mặc dù các cường giả cấp chí tôn có thể cầm cự nhưng họ vẫn bị thương phần nào. Dù sao thì, vụ nổ này quá mạnh mết. Tại sao nó lại phát nổ? Đó là bởi vì Diệp Lâm Quân đã sắp xếp tất cả số đạn dược đặt dưới biển trước khi họ rời đi. Chưa tới thời gian, đạn chìm sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Tất cả nhóm tà môn ma đạo sẽ không phát giác ra. Đột nhiên, tất cả các quả bom hẹn giờ cùng nhau khởi động, khiến họ trở tay không kịp. Vấn đề là họ không nhìn thấy ai cả. Rút, rút hết. Những nhóm tà ma môn đạo này thực chất là cỏ đầu tường. Họ chỉ muốn nhận được lợi ích, sẽ không chân chính đi liều mạng. Bây giờ ngay khi vừa xuất hiện thương vong, ngay lập tức muốn chạy. Thế là thế lực thù địch phía sau biên giới phía Nam biến mất. Nếu lan truyền đi, ba chiến khu lớn còn lại không ai có thể tin được điều đó. Trận chiến ở chiến khu cảnh Nam về cơ bản đã kết thúc. Nhưng điều mà Diệp Lâm Quân không ngờ là có một con cá lọt qua lưới, chỉ huy đại quân của Liên minh Chúa Tể ở cảnh Nam không phải là 11 vị cường giả cấp chí tôn kia, mà là Nam Chúa Tể của Tứ Đại Chúa Tể.
Ban đầu gã và đám tay sai ở đội ngũ hậu phương, nhưng sau đó họ đất bị nổ tung. Vì khoảng cách quá xa nên Diệp Lâm Quân cũng không tìm thấy. Khi Nam Chúa Tể tỉnh dậy, gã đang ở trên một hòn đảo vô danh. Gã bị bầm tím khắp người. Điều mọi người không ngờ là một trong tứ đại chúa tể lại không phải là cường giả cấp chí tôn. Gấm cố gắng bò trên bãi biển, để lại vết máu đầy đất. Mình phải rời đi càng sớm càng tốt và nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra ở biên giới phía Nam ML. Lạc Hà có át chủ bài, chúng ta đã thất bại. Đây là điều Diệp Lâm Quân không bao giờ ngờ tới. Giờ đây, các khu vực chiến sự lớn ở Lạc Việt đang bị đe dọa. Không ngừng có tin cần viện trợ truyền đến. Các chiến tuyến khác bị thương vong nặng nề, lâm vào cảnh tuyệt vọng bị địch đánh. Người dân ở Lạc Việt cũng bắt đầu lo lắng hoảng sợ. Đường phố và ngõ hẻm đều đang bàn luận về chiến tranh. Đây là về tương lai của Lạc Việt. Lo lắng vô cùng. Người và các gia tộc có thể lực ban đầu nghĩ rằng không có gì xảy ra cũng bắt đầu hoảng sợ. Sẽ rất nguy hiểm nếu cứ tiếp tục như thế này. Nếu tuyến phòng thủ thứ 5 cũng bị phá vỡ. Điều đó tương đương với việc Lạc Việt mở cửa cho kẻ thù nước ngoài vào. Sẽ là dấu chấm hết cho tất cả mọi người lúc bấy giờ. Chạy đi, mau chạy ra nước ngoài. Mau chuyển tiền vào tài khoản ở nước ngoài. Tập đoàn lớn và những người giàu ý thức được, sau đó đã nhanh chóng chuyển tài sản và tìm mọi cách để trốn ra nước ngoài. Lúc này, những người nổi tiếng và những người giàu có đã chạy ra nước ngoài từ sớm. Trong một căn biệt thự ở nước ngoài, người bên trong đang xem kịch. Những người đang chế nhạo dân chúng ở lại Lạc Việt chờ chết. Lúc này, những người nổi tiếng và hot face trên mạng không còn quan tâm đến người hâm mộ, cũng không gọi người nhà. Họ chỉ nhìn đám fan hâm mộ cười cợt, còn mắng chửi fan. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Lạc Việt cũng sẽ bị xâm phạm. Một nhóm kẻ ngu ngốc nghĩ rằng Lạc Việt là bến cảng của họ. Lạc Việt đang đối mặt với tình thế toàn thế giới thù địch. Chẳng bao lâu nữa sẽ có các nước khác giẫm chân lên. Lạc Việt hẳn là không thể cầm cự được. Đúng vậy, còn không rời Lạc Việt sớm đi. Thế giới bên ngoài náo nhiệt nhất. Hãy nhìn vào quốc tịch tinh quốc của chúng ta bây giờ, chúng ta còn trở thành ngôi sao giao thông tuyến đầu của tinh quốc nữa. Tôi không tệ, tôi đã có rất nhiều người hâm mộ ở Đông Đảo, bây giờ tôi là người của Đông Đảo. Người này đến người khác. Vào một thời điểm quan trọng, rời khỏi Lạc Việt và gia nhập quốc tịch của một quốc gia khác. Ha ha, tôi đã chuyển tài sản và công việc kinh doanh của mình rồi, tôi sẽ phát triển ra nước ngoài trong tương lai. Tổng Giám đốc Trương, vẫn là tốc độ của anh nhanh, chuyển dọn sạch sẽ, tôi cũng sẽ xong ngay đây. Những người giàu có và quyền lực nhanh chóng di chuyển, đưa gia đình của họ ra nước ngoài, đồng thời chuyển tiền và tài sản. Ngày càng có nhiều người ở Lạc Việt muốn thoát khỏi đất nước của mình. Thay vì cảm thấy xấu hổ, họ tự hào về điều này. Bây giờ, tất cả họ đều tận hưởng cuộc sống của họ ở nước ngoài. Nhìn người dân Lạc Việt phải chịu đựng những khó khăn gian khổ, ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Dù sao thì, từ tình hình suy ra, Lạc Việt chắc chắn sẽ thua. Trong lúc nhiều người muốn thoát khỏi Lạc Việt, lúc này, Chiến Ưng, Tỉnh Quốc, Đông Đảo và hàng chục hàng trăm quốc gia trên thế giới đã đưa ra thông báo. Họ sẵn sàng chấp nhận người dân Lạc Việt gia nhập quốc tịch của họ. Họ đã mở ra một kênh xanh để giúp người Lạc Việt có thể gia nhập quốc tịch của họ dễ dàng hơn. Có nhiều chiết khấu và lợi ích. Chẳng hạn như cung cấp các chính sách khác nhau, thậm chí cả nhà đất. Tất nhiên là có điều kiện. Họ nhiệt liệt chào đón những người có địa vị xã hội tham gia. Nói cách khác, những người có quyền lực, giàu có và quyền lực. Chính là đám người cấp cao. Trong số đó, những người nổi tiếng và những người giàu có là phổ biến nhất. Mọi quốc gia đều hoan nghênh giới tỉnh hoa của Lạc Việt tham gia, những người bình thường làm gì được hưởng. Một mực không chấp nhận. Nếu những người giàu muốn thoát khỏi Lạc Việt, các quốc gia sẽ tìm mọi cách để đưa bạn ra ngoài. Ngay cả khi đi qua khu vực chiến sự, họ đều có giấy thông hành. Sau thông báo của các quốc gia khác nhau, Lạc Việt đã hoàn toàn sôi sục. Một số người phú thương nhỏ vì chịu cảnh không thể ra nước ngoài, chưa nói đến việc nhập quốc tịch của một quốc gia khác. Bây giờ thì tốt rồi, các loại giấy thông hành được mở ra. Họ có thể rời Lạc Việt và gia nhập quốc gia mà họ muốn đến. Trong lúc nhất thời, ngày càng nhiều người rời Lạc Việt và gia nhập các quốc gia khác.
đặc biệt là những người đã đi đến các quốc gia khác trước đây, nhận được những lợi ích đặc biệt hào phóng, điều này cực kỳ thu hút những người thuộc giới cao cấp khác ở Lạc Việt. Khi rời Lạc Việt, họ không chỉ có thể thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh, miễn phải lang thang đầu đường xó chợ. Bạn cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì tại sao không làm điều đó? Nhưng sau tất cả, đó là một nhóm nhỏ người chạy trốn khỏi Lạc Việt. Hầu hết mọi người vẫn sẵn sàng ở lại mảnh đất này. Ngay cả khi chết, những kẻ phản bội, tất cả đều là những kẻ phản bội. Động thái này khiến nhiều người dân Lạc Việt không hài lòng. Nhưng không có cách nào. Chỉ có thể nhìn họ rời đi. Giang Bắc, các người thật sự muốn rời đi. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Ông bà nội, hại người cũng đi cùng đi. Nước Chiến Ưng tốt hơn nhiều so với ở đây. Các người vẫn không hiểu tình huống sao. Lạc Việt nhất định thua. Mau chạy đi, hưởng thụ cuộc sống không tốt hơn sao. Hóa ra là Trương Phúc Long và Trịnh Quân Nga muốn rời khỏi Lạc Việt. Ngoài ra còn có Lý Hồng Thắng, Lý Hồng Hải và Lý Hồng Phúc cũng đều muốn rời đi. Nhóm đã hoàn thiện áp rồi nhé. Thậm chí Cao Văn Sinh còn tìm được bạn trai ở Chiến Ưng. Bây giờ họ đã nhận được giấy thông hành từ nước Chiến Ưng. Nước Chiến Ưng còn đặc biệt cử một chiếc máy bay đến đón họ. Lý Văn Chấn và bà cụ không thể thuyết phục họ. Con cháu bất hiếu, các người không thể bao giờ bằng Diệp Lâm Quân và Trịnh Nguyên được. Ngô Thị Lan tức giận quá to. Trịnh Nguyên và những người khác đổ máu trên tiền tuyến, nhưng nhóm người này lại phản bội Lạc Việt, gia nhập người khác. Cuối cùng, họ đã lên chiếc chuyên cơ. Ông bà sẽ có một ngày phải hối hận. Cuối cùng, chiếc chuyên cơ đã cất cánh và rời khỏi Lạc Việt. Đám người Trương Phúc Long nở nụ cười. Họ sắp bắt đầu cuộc sống lý tưởng của mình. Kẻ ngốc mới ở lại Lạc Việt. Con cháu bất hiếu, Lý Văn Chấn, và bà cụ gióng lên. Mặc dù mấy người già cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng trước đại nghĩa thì vẫn có thể khuất phục được. Chạy trốn vùng đất dưới chân, là kẻ phản bội, bị mọi người sỉ nhục, chọc ngoáy, bọn họ không làm được. Đám con cháu bất hiếu này đã chuyển hầu hết tài sản của chúng, hơn nữa các tài nguyên đặc biệt mà Thành Vô Song trao cho chúng ta cũng trộm đi. Tức chết mất, thật là đáng xấu hốt thế hệ trước cảm thấy mất mặt vô cùng. Nhưng những người như Lý Hồng Hải không coi trọng điều đó, mà còn tự hào về nó. Ngay sau đó, nhóm người của Lý Hồng Hải đã tới nước Chiến Ưng. Họ được chào đón nồng nhiệt. Bây giờ họ mạnh về tài chính, mọi người đều có đủ nguồn lực. Được đối xử như thượng khách. Nước Chiến Ưng đặc biệt thưởng cho họ một trang viên. Ngoài ra các báo cáo tin tức khác nhau. Vì thân phận của bạn trai Cao Văn Sinh, Lý Hồng Hải và Lý Hồng Phúc cũng được phong tước tước vị. Tận hưởng mọi thứ ở đất nước Chiến Ưng. Dựa trên tình hình này, ngày càng có nhiều người rời đi. Vệ binh Viêm Long không có thời gian để quản. Từ tình hình, Lạc Việt sẽ có thể bị diệt vong. Đây rõ ràng là một thủ thuật được các quốc gia khác cố tình sử dụng. Một mũi tên trúng hai đích. Vừa thu thập được tình anh của Lạc Việt. Đồng thời gây ra sự hỗn loạn và mất tập trung của người dân ở Lạc Việt. Loại dư luận này đôi khi còn đáng sợ hơn cả vũ khí. Phá hoại tâm lý phòng thủ của nhân dân là đòn giáng mạnh nhất vào Lạc Việt. Để cho hầu hết mọi người không còn tin tưởng vào Lạc Việt nữa, và họ cảm thấy rằng Lạc Việt sắp kết thúc rồi. Dưới sự sụp đổ nội ngoại này, Lạc Việt sẽ thực sự diệt vong. Trong khi ở ba khu vực chiến sự lớn, Liên minh Chúa Tể đều đạt được những chiến tích khủng khiếp. Không bao lâu nữa, tuyến phòng thủ thứ tư sẽ bị phá vỡ. Tuyến phòng thủ thứ năm cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Liên minh Chúa Tể cũng cố tình thông báo rằng thế giới sẽ phá vỡ tuyến phòng thủ thứ 5 ở Lạc Việt trong vòng một tuần và chia cắt Lạc Việt. Ngay sau khi tin tức được nổ ra, Lạc Việt càng trở nên hoảng loạn. Những người dân như đang sống trong bóng tối. Trước đó, sĩ khí của mọi người lên cao, họ cảm thấy rằng Lạc Việt là bất khả chiến bại. Nhưng sau đó, theo đà sa sút chậm rãi xuất hiện, trong lòng mỗi người đều đã có bóng ma. Nhưng bây giờ, đối phương còn trực tiếp giới hạn thời gian. Nó tương đương với việc cho bạn biết rằng chỉ còn vài ngày nữa là chết. Cái chết không đáng sợ. Nhưng khi bạn biết mình còn vài ngày nữa mới là điều kinh khủng nhất. Áp lực vô hình này lan tỏa trong lòng người dân. Càng lan tỏa trong lòng những người lính. Tinh thần của Lạc Việt giảm sút đáng kể. Đang có xu hướng diệt vong.
Đây là tác dụng to lớn của chiến tranh tâm lý. Không nghi ngờ gì khi được đối phương phát huy đến cực hạn. Lại thêm người phản bội cố gắng chạy thoát khỏi Lạc Việt. Tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ giữa Lạc Việt và nước ngoài. Ở nước ngoài là thiên đường. Lạc Việt là địa ngục. Những người sống ở Lạc Việt sắp sụp đổ. Trong một căn cứ bên ngoài Lạc Việt, Richard, người đàn ông mặc áo khoác tụ tập với một số lãnh đạo cấp cao của Liên minh Chúa Tế. Bây giờ các tuyến phòng thủ chính của Lạc Việt đã bị phá vỡ. Lạc Việt bên trong tràn đầy tiếng oán than trời đất, khổ sở không tưởng nổi. Người dân than vấn ngày càng nhiều, dư luận đã biến Lạc Việt thành lò luyện ngục trên trái đất. Cầm được Lạc Việt chỉ còn là chuyện trong tâm tay. Mọi người đều có cảm giác thành tựu. Ai cũng đều mỉm cười. Lúc này, Richard mới mỉm cười, như vậy là chưa đủ. Chúng ta cần phải tiếp thêm lửa, hoàn toàn đánh bại niềm tin của người dân Lạc Việt. Ồ, có vẻ như anh Richard đã tìm ra cách rồi nhỉ. Mọi người lần lượt nhìn anh ta. Tất nhiên, Richard mỉm cười. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Mọi người đều biết em trai, Jefferson của tôi đã bị Lạc Việt giam cầm. Richard nói. Biết. Vậy thì tiếp theo, tôi sẽ cử người đến giải cứu em trai tôi, cứu người ngay trước mắt vệ binh Viêm Long. Điều đó có nghĩa là gì? Có người ngay lập tức nói, điều này có nghĩa là phòng vệ của Lạc Việt là vô dụng đối với chúng tôi có thể đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Nội bộ của Lạc Việt trống rỗng, và nó đã bị chúng ta làm tan rẽ đúng vậy. Điều đó có nghĩa là Lạc Việt về cơ bản là của chúng ta. Richard mỉm cười, đúng vậy. Thế giới sẽ nói gì vào thời điểm đó? Người dân Lạc Việt sẽ nghĩ gì? Mọi người đều mỉm cười. Khi đó, tâm lý phòng vệ của người dân Lạc Việt về cơ bản đã bị đánh bại. Vẫn chưa đủ, tiếp tục thêm lửa, ánh mắt Richard lộ ra tia lạnh. Hả, còn nữa? Mọi người đều ngạc nhiên. Nơi nào là quan trọng nhất ở Lạc Việt? Đương nhiên là thủ đô. Nếu như lấy thủ đô, tương đương với nắm trong tay một nửa Lạc Việt, có thể nói. Lạc Việt hoàn toàn bị khống chế khí thế trong tay ta. Những người khác nói. Richard cười nói, được, chúng ta sẽ phái cao thủ tiến vào thủ đô trực tiếp tiêu diệt các tổ chức lớn của Lạc Việt. Ví dụ như vệ binh Viêm Long và những thế lực tương tự. Chúng ta nên phá hủy những gì chúng ta nên phá hủy, bắt những gì chúng ta nên bắt. Lúc đó Lạc Việt sẽ hoàn toàn bị chúng ta làm cho tan rất. Richard mỉm cười. Được rồi, phương pháp này rất hay. Hơn nữa. Hiện Lạc Việt đã điều động tất cả các lực lượng có thể được gửi đến chiến khu. Phòng tuyến của thủ đô hẳn là trống rỗng. Chúng ta sẽ phái cao thủ đến chiếm lấy thủ đô. Đến lúc đó, có thể nói là Lạc Việt đã bị chúng ta chiếm đóng. E rằng các chiến sĩ của Lạc Việt ở tiền tuyến sẽ tự bại mà không cần giao chiến. Mọi người ngày càng ngưỡng mộ tài trí của Richard. Richard cười và nói, bây giờ sức lực của chúng ta có hạn, nên phái đi đều phái đi cả rồi. Nếu muốn theo hai kế hoạch của tôi, cần phải mượn người. Hiểu rồi, chuyện này giao cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mượn cao thủ đến chưa đầy ba giò. Các cao thủ mà Liên minh Chúa Tể mượn tới đều ở đây. Họ được mượn từ một quốc gia khác. Trong thời điểm gay gâu này, ai cũng muốn dám lên Lạc Việt. Đương nhiên có rất nhiều quốc gia đã đồng ý cho mượn cao thủ. Được rồi, nhóm đầu tiên xuất phát, nhất định phải cứu em trai tôi vô sự ra ngoài. Nhóm cao thủ thứ hai, thời điểm còn chưa tới. Richard ra lệnh. Nhà tù lớn nằm trên cao nguyên phía tây bắc của Lạc Việt. Jefferson đang bị giam giữ ở đây. Để ngăn chặn những điều khác xảy ra. Diệp Lâm Quân yêu cầu anh ta bị nhốt trong nhà tù này với hệ số phòng thủ cao nhất. Anh cũng cố tình tăng cường lính cạnh. Các chiến sĩ liên tục tuần tra. Dù sao, các tù nhân đều là tội phạm giết người. Trên ngọn núi cao phía xa. Hàng trăm người xuất hiện, mặc quần áo đen và mang theo kiếm samurai. Họ là những cao thủ do Richard gửi đến. Từ góc độ trang bị, bọn họ là đông đảo cấp. Cho Liên minh Chúa Tể. Hành động. Đi theo bóng đêm. Họ khởi hành. Không hổ mỗi người trong số họ đều là một cường giả cấp chí tôn. Hàng trăm người đã đến nhà tù từ đỉnh núi cách đó hàng cây em trong tích tắc. Giết. Hàng trăm người lao thẳng vào. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, nhà tù đột nhiên bật đèn sáng trưng. Ở đây tỏa sáng như ban ngày. Chờ các người đã lâu, hoan nghênh đến chịu chết. Khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ tỏa ra,
đám võ sĩ Đông Tảo này đều bị dọa. Tất cả đều sững sờ tại chỗ. Mọi người đều chết lặng. Giống như đèn chiếu vào kính chiếu yêu, nháy mắt soi ra nguyên hình của bọn họ. Đặc biệt là âm thanh vang lên từ phía sau. Còn khiến họ choáng váng hơn. Lạc Việt đã biết họ đến đây. Ngay lúc giọng nói vang lên, lần lượt từng bóng dáng xuất hiện từ phía sau họ. Đó là Long Hán Châu và những người khác. Trên bức tường cao của nhà tù phía trước, Diệp Lâm Quân đứng đó với nụ cười trên môi. Có một người đàn ông đang quỳ bên cạnh anh. Đó là Jefferson. Hóa ra Diệp Lâm Quân nói rằng anh sẽ xuất hiện ở một nơi bất ngờ, lại chính là ở đây. Anh đã sớm đoán được rằng Liên minh Chúa Tể sẽ cứu Jefferson. Đặc biệt là tình hình thời sự và dư luận xã hội và chiến tranh tâm lý do địch lợi dụng. Tất cả đều phù hợp với điểm này. Quả nhiên là ngồi xổm câu con cá lớn. Jefferson sắp khóc. Vốn tưởng rằng lần này thoát rồi. Ai ngờ vị ôn thần này đã sớm nhìn thấu tất cả. Giết chúng, không để lại một tên nào. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Đám người Long Hàn Châu đều xông lên. Mặc dù có hàng trăm võ sĩ ở đông đảo, và mỗi người trong số họ đều là cường giả cấp chí tôn. Nhưng thực lực tổng thể thì đám người do Long Hàn Châu cầm đầu đều mạnh hơn. Hơn, một chục võ sĩ Đông Tảo bị ép đến nóng nảy, ngược lại tấn công nhà giam. Cả chục người nhảy lên tường nhà tù. Tiến tới giết Diệp Lâm Quân. Khi Jefferson vừa thắp lên hy vọng, anh ta lại chứng kiến hơn một chục cao thủ bị Diệp Lâm Quân đánh chết bằng năm đấm của mình. Kinh khủng! Quá kinh khủng! Hóa ra tên chết tiệt này hoàn toàn không phải là người bình thường. Thảo nào lúc đánh mình lại đau đến vậy. Ngay lập tức, Diệp Lâm Quân chậm rãi nhìn anh ta, cười nói, lá gan lớn nhỉ, dám đến cứu mày. Vậy thì trừng phạt lên mày đi. Rắc rắc, Diệp Lâm Quân lại đánh cho Jefferson một trận. Jefferson vừa mới bình phục đã bị Diệp Lâm Quân đánh tiếp. Đi, chúng ta đi trợ giúp chiến khu cảnh Bắc, mang anh ta đi theo. Diệp Lâm Quân cũng không ở lại lâu. Lập tức dẫn mọi người đến tuyến phòng thủ thứ tư ở chiến khu phía Bắc để hỗ trợ. Vì Jefferson khóc không ra nước mắt. Richard ở nước ngoài vẫn đang chờ đợi tin tức. Theo lý mà nói người, hẳn, phải được cứu rồi. Mặc dù Richard rất tự tin. Nhưng đây là em trai của anh ta vẫn là lo lắng. Anh Richard, anh hãy yên tâm, người nhất định sẽ được cứu. Chỉ là, địa hình phía Bắc Lạc Việt hiểm trở. Muốn quay lại cũng phải có thời gian. Richard gật đầu. Hiện nay, tình hình chiến khu phía Bắc vô cùng căng thẳng. Dẫn đầu đoàn là Long Hổ Hòa Thượng, một trong tứ đại thần hộ mệnh của đất nước. Ông ta tập luyện cung phu, người ta nói rằng ông ta có thể sở hữu vóc dáng và sức mạnh như Long Hổ. Sức mạnh của tầng thứ 6. Cao thủ đông đảo mà ông ta mang tới, thực lực cũng không yếu. Nhưng bên kia mạnh hơn. Bây giờ Hòa Thượng Long Hổ dẫn đầu đám đông co giúp ở giữa tuyến phòng thủ thứ tư và thứ năm. Có áp bức của quân đội Liên minh Chúa Tể phía trước. Có sự quấy rối bởi những bàng môn tà đạo ở phía sau. Họ đã tổn thất quá nhiều. Hơn nữa, sự hỗ trợ của vệ binh Viêm Long đã bị chặn lại bởi bàng môn tà đạo bên ngoài tuyến phòng thủ thứ năm, cho nên không thể vào được. Sau một đợt phòng thủ, Hòa Thượng Long Hổ đắp triệu tập cuộc họp cấp cao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không thể cầm cự được một ngày. Có quá nhiều kẻ địch mạnh thiên cấp tầng thứ 6, chúng ta không thể nhịn được. Đám người tà ma ngoại đạo kia còn đáng ghét hơn. Họ đang thảo luận về các biện pháp đối phó. Tà môn ngoại đạo thì đang thương lượng tấn công họ. Gần 30 lực lượng tà phái sẵn sàng tấn công. Thật tình không biết, Diệp Lâm Quân nhìn thấu mọi thứ trong mắt. Thủ thuật này được gọi là bọ ngựa bắt ve sầu, chìm vàng anh đứng sau. Diệp Lâm Quân đã chờ ở đây lâu rồi. Dưới tuyệt kỹ cấm thuật của Diệp Lâm Quân, hơi thở của mọi người đều bị che giấu. Ngay cả cường giả tầng thứ 6 cũng không thể phát giác ra. Vì vậy, mọi động thái của những tà phái này đều nằm trong tầm kiểm soát của Diệp Lâm Quân. Ngoài ra, sự hỗ trợ mà vệ binh Viêm Long gửi đến không chênh lệch lắm. Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng có ai đó đang đứng phía sau mình. Hòa Thượng Long Hổ vừa mới đánh lui chúng ta. Thể nào cũng không bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ tấn công lại. Tấn công. Hàng ngàn cao thủ của tà môn lại lặng lẽ tiếp cận khu vực giữa của tuyến phòng thủ thứ tư và thứ năm trong bóng tối.
nhưng điều họ không để ý là những người đồng sự phía sau đang lần lượt biến mất. Sau khi đi bộ được hàng chục dặm, còn lại mấy trăm người. Tuy nhiên, đi theo phía sau mấy trăm người là một lượng lớn các cao thủ là Diệp Lâm Quân mang họ tới. Vì vậy, mấy trăm người phía trước hoàn toàn không nhận thấy điều đó. Tiếp tục đi, cuối cùng mới cảm thấy ai đó ở phía sau. Giết! Sau khi đến địa điểm đã định, tất cả cao thủ tà môn đều lao ra. Hòa thượng Long Hổ đã sớm nhận được tín hiệu của Diệp Lâm Quân liền trực tiếp tấn công. Chuyện này! Ngay sau đó các cao thủ tà môn đều trợn tròn mắt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Họ không phải có 5.000 người sao? Tại sao chỉ còn lại mấy trăm người? Vừa rồi không phải có rất nhiều người ở phía sau sao? Nhìn lại phía sau, sắc mặt tất cả mọi người tối sầm lại. Không có một gương mặt thân quen nào. Diệp Lâm Quân cười nói, giết. Mấy trăm người bị vây lại. Tình thế thất bại nhanh chóng hiện ra. Tuy nhiên, có hơn 10 vị cao thủ tầng thứ 6 vẫn là trở ngại. Dưới sự chăm, chú nhìn của mất chục nghìn người. Diệp Lâm Quân đột ngột đánh nổ những người này. Cao thủ tầng thứ 6 ở trước mặt Diệp Lâm Quân không khác gì người thường. Mọi người đều choáng váng bao gồm cả Hòa Thượng Long Hổ. Lạc Việt còn có loại cao thủ hàng đầu như vậy. Thật là kinh khủng. Lạc Việt có hy vọng rồi. Tinh thần của binh lính ở phía Bắc đã lên rõ rệt. Từ nay về sau, các người đều nghe lời ta. Tấn công kẻ địch, đánh nhanh, đừng cho kẻ địch có thời gian để thở. Dưới sự lãnh đạo của Diệp Lâm Quân, những chiến sĩ trở nên điên cuồng. Mạnh mẽ xông về phía trước. Ước chừng đại quân của Liên minh Chúa Tể tấn công biên giới phía Bắc cũng không ngờ tới. Họ sẽ sử dụng công kích thay vì phòng thủ. Sẽ tấn công họ toàn diện. Hoàn toàn mơ hồ luôn. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể ứng chiến. Mọi người gần như sợ đến muốn tè ra ngoài. Hiệu quả chiến đấu của đối thủ quá mạnh. Đặc biệt là người đứng đầu. Chuyên tiêu diệt các cường giả tầng trời thứ 6 và tầng trời thứ 5. Các võ sĩ và chiến binh khác của Lạc Việt được Diệp Lâm Quân dẫn đầu càng đánh càng hăng. Đánh chúng đối thủ hoàn toàn. Trận chiến kéo dài trong 5 giờ. Đại quân ở biên giới phía Bắc của Liên minh Chúa Tể bị tiêu diệt. Không ai trong số họ còn sống. Tất cả họ đều bị giết bởi Diệp Lâm Quân. Đây là kế hoạch của Diệp Lâm Quân. Nhanh chóng nắm được. Để đối phương phản ứng không kịp. Bằng cách này, kẻ thù sẽ không biết rằng cả hai chiến khu phía Nam và phía Bắc đã bị mất. Diệp Lâm Quân có thể tấn công bất ngờ cảnh Đông và cảnh Tây. Mau thu dọn chiến trường. Đừng để tin tức truyền dai. Sau khi mọi người nghỉ ngơi, theo tôi đi nơi khác. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Mọi người đều rất phấn khích. Vốn tưởng Lạc Việt sắp kết thúc rồi. Không ngờ, Diệp Lâm Quân lại như thiên thần hạ phàm. Hiện tại, các vấn đề ở hai khu vực chiến sự lớn đã được giải quyết. Báo cáo vương, tin tức đã bị phong tỏa. Tin tức biên giới phía Bắc tạm thời không thể truyền đi. Khi nghe điều này, Diệp Lâm Quân liền mỉm cười. Nhưng đúng lúc này, một tin tức trọng đại được tung ra, khiến cả thế giới khiếp sợ. Bởi vì một trong bốn vị chúa tể trốn khỏi biên giới phía Nam đã tung ra tin tức. Tiết lộ sự thật về chiến khu phía Nam ML tại khu vực biển phía Nam của Lạc Việt, toàn bộ quân đội của Liên minh Chúa Tể đã bị xóa sổ. Quân Lạc Việt không chết hoặc bị thương một người nào. Cảnh giác, Lạc Việt có át chủ bài. Đơn giản là giống như thiên thân hạ phàm. Biên giới phía Nam của Lạc Việt đã được bảo vệ, Liên minh Chúa Tế không địch lại, họ có một con át chủ bài cực kỳ khủng khiếp có thể thay đổi cục diện trận chiến. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cả thế giới như bùng nổ. 99% người trên thế giới nghĩ rằng Lạc Việt sẽ sụp đổ thất bại trong chớp mắt. Đặc biệt là ở khu vực biển, chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên bị ngã ngựa. Vì chiến khu phía Nam mất liên lạc đã lâu, không có tin tức nào được đưa ra. Những người đi dò xét tin tức cũng biến mất. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở chiến khu phía Nam. Mọi người còn tưởng rằng chiến khu phía Nam đã mất. Ngay cả vệ binh Viêm Long cũng nghĩ như vậy. Họ gần như từ bỏ chiến khu phía Nam. Suy nghĩ về các chiến lược khác. Nhưng ai có thể ngờ rằng Lạc Việt đã giành chiến thắng ở chiến khu phía Nam. Quân địch bị quét sạch. Một điều không thể đã xảy ra ngay sau đó vấn đề này đã được xác nhận. Đúng vậy. Chiến khu phía Nam của Lạc Việt đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Cả thế giới đang bùng nổ và sôi sục.
Hàng tỷ người ở nước ngoài không tin điều này là sự thật. Lạc Việt đã thắng chưa? Nhất là những người vừa bỏ quốc tịch Lạc Việt đều chết lặng. Chẳng lẽ Lạc Việt có thể đứng vững lại rồi? Thiên thần hạ phàm, thiên đường đang bảo vệ Lạc Việt à? Thời điểm vệ binh Viêm Long nhận được tin tức, họ hoàn toàn choáng váng. Họ không biết gì về tình hình xảy ra ở chiến khu phía nam. Tin tức lại được nghe từ bên ngoài. Chuyện gì vậy? Chiến khu phía nam thắng rồi. Đám người vệ binh Viêm Long đều ngẩn ra. Vẫn không có tin tức từ chiến khu phía nam sao? Đảo Thiên Hải và Long Hán Châu không liên lạc được sao? Vẫn không có tin tức. Bộ phận tình báo lắc đầu. Thật buồn cười, chúng ta đã thắng một trận lớn. Kết quả là trụ sở của chúng ta không biết gì về chuyện đó. Chuyện gì đã xảy ra ở chiến khu phía nam? Làm thế nào mà thắng trận chiến? Ai đã làm điều đó? Mọi người nhìn nhau bất lực. Một vệ binh Viêm Long cấp cao nào đó nói, đây nhất định là siêu cấp cao thủ hoặc là siêu năng lực. Có phải là... Sau khi nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Những người khác nhìn anh ta một cái, chẳng lẽ là như vậy? Tôi chưa thể nói, cần phải xác minh HT. Người kia nói, bây giờ phải làm gì? Đầu tiên, hãy điều tra xem chuyện gì đã xảy ra ở chiến khu phía nam. Thứ hai, truyền bá tin tức về chiến thắng ở chiến khu phía nam trên diện rộng để nâng cao tinh thần của Lạc Việt. Chiến thắng ở chiến khu phía nam là quá đủ để Lạc Việt nâng cao tinh thần. Dân chúng lúc đầu tỉnh thần sa sút nháy mắt đều trở nên phấn khích như điên. Các chiến sĩ của Lạc Việt cũng nhận được cổ vũ Lạc Việt là bất khả chiến bại. Diệp Lâm Quân cũng nhận được tin này. Anh cười khổ lắc đầu, không giả bộ nữa, tôi ngả bài. Là ông đây làm. Nhưng điều này đã phá hỏng kế hoạch của anh. Sau khi kẻ thù biết đến sự tồn tại của anh, sẽ điên cuồng chống lại anh. Hiệu ứng của đòn tấn công bất ngờ sẽ không còn nữa. Long Hàn Châu. Cói. Đầu tiên, hãy loan tin về chiến thắng của chiến khu phía Bắc. Thứ hai, hãy treo cổ tất cả kẻ địch cấp 6 lên biên giới phía Bắc và phía Nam của Lạc Việt. Để cảnh báo kẻ thù nước ngoài, Lạc Việt là bất khả xâm phạm. Chẳng bao lâu nữa, ở đường biên giới phía Bắc, đầu của 396 cường giả được treo lơ lửng trên cao. Biên giới phía Nam cũng làm như vậy. Những siêu cấp cường giả tầng thứ 6 cuối cùng đều bị giết. Đầu lâu còn bị treo cao. Đây là một sự uy nghiêm cỡ nào? Đây là bất khả chiến bại cỡ nào? Có ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Xâm lược Lạc Việt, vượt qua biên giới, vượt một người giết một người. Số báo đặc biệt, tin tức quan trọng, đội quân thần ký của Lạc Việt xuống chiến khu Bắc Cảnh và giành chiến thắng một lần nữa. Toàn bộ quân đội của đối phương bị tiêu diệt. Tất cả 34 quân bàng môn tà đạo cũng đã bị tiêu diệt toàn bộ, không có kẻ địch nào có thể thoát khỏi biên giới, đầu của 38 cường giả tầng thứ 6 đều bị treo trên tường cao. Ngoài ra còn có 11 vị cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 ở chiến khu cảnh Nam. TTS nhanh, một đợt báo cáo chiến đấu được báo ra. Tin tức và báo chí đang truyền khắp bầu trời, quét sạch Lạc Việt. Trước tiên chiến thắng được thông báo cho tất cả mọi người. Lạc Việt là bất tử. Lạc Việt sẽ chiến thắng, quân dân Lạc Việt của ta đoàn kết, ai có thể đánh bại được. Các chiến sĩ trên mặt trận đều như vậy mới tốt, tin chiến thắng liên tục truyền tới. Chiến thắng toàn diện của hai chiến khu lớn đã cho Lạc Việt đủ tự tin, y người dân không hề sợ hãi, nghĩ trăm phương ngàn kế để hỗ trợ Lạc Việt. Vệ binh Viêm Long lại bối rối. Cảnh Bắc cũng đã chiến thắng, hết lần này tới lần khác tổng bộ chỉ huy như bọn họ không biết gì. Hiện tại vẫn không thể liên lạc được với EU không thế nào, Lạc Việt đã giành được những chiến thắng liên tiếp. Cả hai vùng chiến khu đã quét sạch toàn bộ quân đội của Liên minh Chúa Tế. Làm sao điều này có thể xảy ra? Các người nói Lạc Việt sẽ không bật lên được, đúng không? Tôi đã mất rất nhiều nỗ lực để thoát khỏi Lạc Việt và gia nhập thế lực đông đảo. Lạc Việt sắp bật lên. Tôi chẳng phải là xấu hổ sao? Nhìn tin tốt liên tục của Lạc Việt. Những người trốn khỏi Lạc Việt và bỏ quốc tịch Lạc Việt đều trợn tròn mắt. Bao gồm Trương Phúc Long, Lý Hồng Thắng và một nhóm lớn người. Không thể nào, không thể nào, chúng ta vừa dòi đi đã giành thắng lợi rồi. Vẻ mặt Trịnh Quân Nga khó chịu giống như vừa ăn phải ruồi. Nếu thật là như vậy, bọn họ ất xấu hổ. Lý Hồng Hải cười nói, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.
tin chính xác mà tôi nhận được là sự phân bố của các lực lượng chiếm ưu thế trong cuộc tấn công của Liên minh Chúa Tể vào Lạc Việt. Các lực lượng ở khu cảnh Nam và cảnh Bắc là yếu nhất. Còn lại lực lượng công kích cảnh Tây là mạnh nhất, kế tiếp là chiến khu cảnh Đông. Hai chiến khu lớn này có thể so với Bắc Nam mạnh hơn gấp 10 lần. Đó mới là thực cốt. Lý Hồng Phúc phụ họa nói theo, đúng vậy, chiến khu biên giới Đông Cảnh là khu quan trọng nhất, nó quá gần thủ đô. Một khi vài tuyến phòng thủ ở biên giới chiến khi phong cảnh bị phá vỡ, sẽ lập tức uy hiếp được kinh thành. Nếu chiến khu Tây Cảnh được mở ra, tương đương với giải phòng 3/4 Lạc Việt cho kẻ địch rồi. Cho nên Lạc Việt dù sao cũng sẽ phòng không ngừng ở hai khu vực giao chiến lớn này. Mọi người nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm, như vậy là yên tâm. Bọn Trịnh Quân Nga mỉm cười. Chỉ cần là Lạc Việt không thể ngăn cản. Bọn họ liền cao hứng. Sự ra đi của họ là có nghĩa. Đây là suy nghĩ tâm lý của những người phản bội chạy trốn khỏi Lạc Việt. Tình hình thực sự giống như những gì Lý Hồng Phúc và Lý Hồng Hải đã phân tích. Tây Cảnh và Đông Cảnh mới là trọng điểm. Ban đầu, Diệp Lâm Quân có thể gây bất ngờ cho binh lính và bất ngờ đánh cho bọn họ một cái khiến bọn họ trở tay không kịp. Nhưng giờ đây, các thế lực của Liên minh Chúa Tể cũng biết rằng Lạc Việt có một siêu sức mạnh. Bọn họ đã có phòng bị, Richard và những người khác đã củng cố quyền lực của mình ở Liên minh, Chúa Tể, tất cả các át chủ bài đều được đưa ra. Chính là nhằm vào những người lính đánh bất ngờ do Diệp Lâm Quân chỉ huy. Bây giờ Chúa Tể Liên minh, vệ binh Viêm Long, thậm chí toàn thế giới đang suy đoán. Những người lính đánh bất ngờ do Diệp Lâm Quân dẫn đầu sẽ tấn công vào đâu tiếp theo? Đông Cảnh hay vẫn là Tây Cảnh? Tất cả mọi người cùng suy đoán và phân tích, 99% người đoán rằng họ sẽ đối phó Đông Cảnh. Thứ nhất, chiến khu Đông Cảnh quá gần thủ đô, mối đe dọa quá lớn. Thứ hai, chiến khu Đông Cảnh thế lực của Liên minh Chúa Tế yếu hơn một chút, căn cứ theo các cuộc tấn công trước đây của Diệp Lâm Quân vào chiến khu Nam Cảnh và Bắc Cảnh, tất cả đều đi từ yếu đến mạnh. Thứ ba, sự thống trị của Chúa Tể Liên minh ở chiến khu Nam Cảnh quá mạnh mẽ. Không thể trong lúc nhất thời có thể đánh hạ, thậm chí nói rằng nó là bất khả chiến bại. Với tư cách là một đội tập kích bất ngờ, làm sao chúng ta có thể hái được những quả hồng mềm? Chiến khu Đông Cảnh là sự lựa chọn hàng đầu. Với 4 hoặc 5 tuyến phòng thủ trong chiến khu Đông Cảnh, Tiêu Phong và những người khác đã hoàn toàn bị mắc kẹt bởi kẻ thù. Không chỉ có những thế, kẻ địch còn được gia tăng sức mạnh. Bọn họ thậm chí còn khó chịu hơn. Tối đa có thể kiên trì 3 ngày nữa. Nhưng mà, Tiêu Phong nhếch miệng cười nói, các anh em đừng lo lắng. Quân tiếp viện sẽ sớm tới đây thôi. Nghe tin chiến thắng ở chiến khu Bắc Cảnh và Nam Cảnh, Tiêu Phong biết đó chính là sư phụ Diệp Lâm Quân. Qua phân tích của mình, chắc chắn tiếp theo Diệp Lâm Quân sẽ đến chiến khu Đông Cảnh, sau khi dọn sạch kẻ thù, anh sẽ tấn công toàn diện biên giới chiến khu Tây Cảnh. Vì vậy, anh ta tin chắc rằng Diệp Lâm Quân sẽ sớm đến. Ngay cả trong tình huống này, anh ta vẫn tràn đầy tự tin với nụ cười trên môi. Mọi người đều được khuyến khích và chuyển từ phòng thủ sang công kích. Mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Nhưng điều không ai ngờ tới là sau khi Diệp Lâm Quân chiến đấu xong ở chiến khu Bắc Cảnh, anh lại trực tiếp mang theo Long Hán Châu và Long Hổ Hòa Thượng đến khiêu chiến ở chiến khu Tây Cảnh. Dựa theo lý thuyết của Diệp Lâm Quân, gặp nhau trên đường hẹp, dũng sĩ chiến thắng. Bây giờ là một cuộc thách đấu. Đối phương sớm đã biết bọn người này từ lâu, họ đã cố ý phòng thủ và nhằm mục tiêu. Lại tập kích bất ngờ sẽ không có ý nghĩa gì. Làm, phải chiến đấu trực diện với chúng. Dù sao, nếu muốn chiến thắng, phải đánh bại cả chiến khu Đông Cảnh và chiến khu Tây Cảnh. Chọn cái nào cũng vô nghĩa, chọn gần và chọn một điểm mạnh. Thời gian này, Diệp Lâm Quân đã dẫn dắt đám người không còn ẩn nấp trốn tránh mà tấn công trực diện. Tất cả đều tiêu diệt. Phá vỡ suy nghĩ thông thường ngược lại sẽ có chút hiệu quả. Lý Chính Quốc và Hứa Chính Kiệt ở chiến khu Đông Cảnh đã sẵn sàng và chờ Diệp Lâm Quân đến. Hứa Chính Kiệt vẻ mặt cao hứng, 1000 hộp năng lượng tôi tích trữ cũng sẽ nhanh chóng đến. Vì nâng cao vị thế của Liên minh Chúa Tể, Hứa Chính Kiệt đã trực tiếp rút ra những át chủ bài của mình. 1000 hộp năng lượng gần như là tất cả gia sản. Được rồi, bây giờ mọi người đều nghĩ rằng vũ khí sát thần của mình không có hiệu quả. Vũ khí sát thần của mọi người lại dạy cho kỳ quân của Lạc Hạ một bài học thật tốt. Ha ha ha, tất cả mọi người đều cười.
tập đoàn Tam Tỉnh và các thế lực lớn khác đã được bố trí từ lâu. Chỉ chờ Diệp Lâm Quân đến. Chiến khu Tây Cảnh. Lực lượng mạnh nhất của cả hai bên đều được phân bố tại đây. Đó cũng là lần bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cả hai bên đều bị thương nặng nề, riêng phe của Lạc Việt bị đánh tan tác, thiệt hại còn lớn hơn. Khắp nơi tiếng kêu rên không ngừng. Lúc này, các bác sĩ đã có mặt ở hiện trường. Kịp thời cứu chữa và cứu trợ có thể giảm được rất nhiều tổn thất, trên chiến trường, rất nhiều bác sĩ hoạt động. Chủ yếu sử dụng y học của Vương Thế Gia và các trường y học cổ đại lớn khác. Hiện tại là tất cả võ giả chiến đấu. Rất khó để các bác sĩ hiện đại có được tác dụng. Các kỹ thuật y, học cổ đại có thể nhanh chóng cầm máu vết thương và phục hồi hiệu quả sức chiến đấu của họ trong thời gian ngắn nhất. Đây là ưu điểm của y Vương Thế Gia. Điều này khiến bọn họ chiến đấu với chúa tể liên minh mạnh nhất cho đến nay, lý do tại sao tuyến phòng thủ thứ tư vẫn chưa bị đánh bại hoàn toàn. Trên chiến trường, có một bóng dáng quen thuộc. Hóa ra là Tiêu Thấm. Sau khi hôn lễ hoãn lại, cô theo vào chiến trường. Nhìn thấy thương vong ngày càng nhiều, Tiêu Thấm cũng rất tuyệt vọng. Chiến khu phía Tây thực sự là một luyện ngục trên trái đất. Chiến khu bị thương nặng nhiều nhất. Nếu không nhờ vào y thuật, những dược thuật chống đỡ. Tuyến phòng thủ thứ 5 ở cảnh Tây đã bị phá vỡ từ lâu. Đối thủ quá mạnh mẽ. Một lần tiến công là sẽ mạnh hơn một lần. Hậu phương có tà môn ma đạo quấy rối, đàn áp. Thế gia Y Vương đã tổn thất một nửa. Bọn họ có thể cầm cự được nhiều nhất là 2 ngày nữa, còn không bằng cảnh Đông. Vệ binh Viêm Long vẫn chưa tới sao? Y Vương vẻ mặt chán nản. Toàn thân ông ta cũng dính đầy máu. Ông già cũng vô cùng cường đại. Chỉ một người đã giết chết 2 tên cường giả tầng thứ 6 và 8 gã cường giả tầng thứ 5. Bây giờ quân tiếp viện của vệ binh Viêm Long đều bị tà môn ma đạo Hoàng Tuyền Điện và Huyết Quỷ Điện chặn lại, bọn họ hoàn toàn không thể đến đây với chúng ta. Vương Thừa Vũ càng thêm phiền muộn nói, ông nội, con sớm đã nói không nên tới. Chúng ta ở phía trước chúng ta vất vả vì bọn họ. Thật không đáng, đúng vậy, nếu Y Vương còn tiếp tục chiến đấu như thế này, tất cả chúng ta sẽ đi hết. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra, tại sao chúng ta lại phải dốc sức liều mạng ở đây. Chúng ta đều là những người tối cao về cả y học và võ thuật, vậy tại sao chúng ta lại đốc sức liều mạng cho những người bình thường? Nghe mọi người nói lời này, sắc mặt của Y Vương vô cùng ảm đạm. Đối phương mạnh như thế nào bọn họ đều biết rõ. Nếu cứ tiếp tục như thế nào, tất cả họ đều sẽ chết. Đúng vậy, có quân tiếp viện, bất ngờ tấn công chiến khu Nam Bắc, nhưng dù sao cũng là một cuộc tập kích bất ngờ mà thôi. Không cần nghĩ cũng biết một lực lượng nhỏ làm được gì để chống lại đại quân cảnh Tây. Chưa kể bây giờ người ta đã được củng cố và đang phòng ngừa cuộc tấn công của bên mình. Có người lập tức nói. Vương Thừa Vũ phụ họa thêm, đúng, đúng vậy. Huông chỉ, kỳ binh kế tiếp trước tiên phải đến chiến khu cảnh Đông. Không nói trước được kẻ thù ở chiến khu cảnh Đông mạnh đến mức nào. Dù cho kỳ binh này có thành công thì cũng phải mất một thời gian dài. Thời gian đó, tất cả chúng ta đã bị phá tiêu diệt rồi. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều chỉ còn con đường chết. Ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta bây giờ là kéo dài thời gian cho Diệp Lâm Quân để ngăn chặn kẻ thù mạnh nhất. Sau khi Vương Thừa Vũ phân tích kết quả, tất cả mọi người đều im lặng, nói cách khác, nếu chúng ta kiên trì thêm nữa, thì chỉ có một con đường chết. Không sao. Mẹ kiếp, tôi vốn là không muốn đến, vì vệ binh Viêm Long mà bán mạng. Vì những người bình thường kia dốc sức liều mạng. Đúng, ông đây không làm. Tôi không muốn chết. Vậy thì các người nói xem bây giờ phải làm sao? Giọng nói uy nghiêm của Y Vương vang lên. Vương Thừa Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, dứt khoát đầu hàng đi. Bảo toàn sức lực của chúng ta, cho dù lợi ích của chúng ta bị tổn hại rất lớn, nhưng phần lớn thực lực của chúng ta có thể bảo toàn bằng cách này. Đúng vậy, tôi nghĩ cậu cả nói đúng. Rất nhiều thế lực ở Lạc Việt lựa chọn bảo vệ bản thân, chỉ là để bảo toàn thế lực. Các người nghĩ lại trận chiến này, thật ra cũng không liên quan gì nhiều đến chúng ta. Cùng lắm thì, chúng ta chịu tổn thất, khó hơn nữa có thể bị giao ước trói buộc. Cậu có, trong trường hợp chúng ta ra đầu hàng và nhận được sự đối xử thuận lợi hơn, nó không phải là không có khả năng. Y Vương thở dài và nó đã nghe nói về điều này. Liên minh chúa tể bao gồm các võ giả từ các lực lượng lớn. Điều họ muốn là chia cắt Lạc Việt. Nếu chúng ta tham gia mà nói,
cũng sẽ giống như nhau. Nếu các người muốn đầu hàng, Liên minh Chúa Tể nhất định sẽ hoan nghênh. Dù sao chúng ta cũng rất mạnh. Y Vương ông nghĩ như thế nào? Mọi người có mặt tại hiện trường đều nhìn về phía Y Vương. Do dự một chút, Y Vương nghiến răng nói, được, vậy đầu hàng, gia nhập Liên minh Chúa Tể. Được rồi, đầu hàng là lựa chọn sáng suốt nhất. Hầu hết tất cả các cường giả cấp chí tôn đều có mặt đều hoan hô và cảm thán. Y Vương liếc nhìn mọi người một cái rồi nói, đầu hàng, không, có tham gia Liên minh Chúa Tể hay không, do mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Tôi đồng ý tham gia Liên minh Chúa Tể. Tôi cũng đồng ý tham gia Liên minh Chúa Tể. Ngay sau đó, hơn 10 cường giả cấp chí tôn đã bày tỏ ý kiến của họ. Hầu như tất cả mọi người đều đồng ý đầu hàng. Tôi sẽ không đầu hàng. Không có từ đầu hàng trong từ điển của tôi. Đúng vậy, gia nhập quân địch thật quá xấu hổ, tôi Lôi Minh Thanh không thể làm chuyện này. Đúng vậy, bất kể như thế nào, tôi, Lý Thái Sơn, không thể phản bội Lạc Việt hay tổ tiên của tôi. Nhưng vẫn có những tiếng nói khác nhau vang lên. Vẫn có những chiến binh hiểu và yêu Lạc Việt. Mặc dù giải rác chỉ có một vài người, nhưng thủy chung là vẫn có. Lôi Minh Thanh, Lý Thái Sơn, hai người điên rồi. Nếu không gia nhập Liên minh Chúa Tể, các người sẽ chết. Mọi người đều sẽ chết. Vì những người thường dốc sức liều mạng có đáng không? Vài người từ Vương Thừa Vũ lập tức mắng. Mọi người nhìn một vài người, giống như là họ đang nhìn một kẻ ngốc. Mấy người ở Lý Thái Sơn mỉm cười, có đáng hay không? Tôi không biết, nhưng là trong cơ thể có máu chảy không chấp nhận hàng. Tôi bên trong đều là trung thành, tôi sẽ không phản bội tổ tiên. Đúng vậy, chỉ cần còn sống, chúng tôi sẽ không chắp tay nhường đất dưới chân cho người ta. Những người tỏ thái độ cứng rắn của một số người đã thu hút sự ủng hộ của cấp dưới của họ. Nhưng trong mắt Vương Thừa Vũ và những người khác, hành vi như vậy là rất ngu ngốc, rất não tàn. Đã tuổi gì rồi, còn nói những lời phản bội tổ tiên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu các người không có đầu óc mà phải chết, chúng tôi không có biện pháp. Chúng tôi đi gia nhập Liên minh Chúa Tể, các người chờ chết đi. Nhóm Y Vương và các thế lực khác quyết định từ bỏ Lôi Minh Thanh và những người khác và gia nhập Liên minh Chúa Tể. Y Vương thậm chí còn ra lệnh, Thừa Vũ, hãy dẫn một vài người đến thảo luận với Liên minh Chúa Tể, để thể hiện thành ý của chúng ta. Được rồi ông nội, cháu xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Thừa Vũ đã vui mừng khôn xiết. Cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi nguy hiểm. Đồ phản bội tổ tiên, các người sẽ chết không yên lành. Kẻ phản bội, một nhóm kẻ phản bội, các người không xứng là người Lạc Việt. Mấy người Lôi Minh Thanh nổi giận mắng. Vương Thừa Vũ cười nói, các người cũng liền cứng miệng nhanh hàm thôi. Khi đến lúc chết, các người vẫn còn mạnh miệng được sao? Không biết xấu hổ, kẻ phản bội. Lão Tổ Tông sắp xấu hổ đến chết rồi. Vài người giận dữ hét lên. Mắng hay lắm. Các người làm sao có thể là phản bội? Làm sao có thể bán đứng tổ tiên? Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Tiêu Thấm đi vào trong. Vừa rồi nghe nói đám người Vương Thừa Vũ muốn đầu hàng, nhưng cô vẫn không tin. Y Vương Thế Gia đã bị đóng cửa rồi. Ngay cả Vương Thừa Vũ cũng là vị thần bảo vệ đất nước. Làm sao có thể đầu hàng được? Sau khi đến đây, cô đã thất vọng. Người cô sắp cưới là người như vậy sao? Tiêu Thấm, phản bội là cái gì? Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đầu hàng là cái gì? Chúng ta chẳng qua là thương lượng cùng tham gia hợp tác. Chúng ta chỉ là bảo toàn lực lượng mà thôi. Vốn dĩ, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Nhìn xem Lạc Việt có bao nhiêu thế lực cổ đại tự bảo vệ mình. Nói trắng ra, không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta có thể chiến đấu, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Những người bình thường kia ai yêu nước ai đi. Không chỉ có chúng ta không chỉ gia nhập Liên minh Chúa Tể, em cũng muốn tham gia. Vương Thừa Vũ nói. Tiêu Thấm lập tức lắc đầu, không, tôi sẽ không cùng anh đi đầu hàng. Tôi là một người của Lạc Việt, làm sao có thể gia nhập địch quân? Đó là chuyện không thể. Tiêu Thấm thái độ kiên quyết. Vương Thừa Vũ cười lạnh một tiếng, vậy cũng không phải do y mồ. Em là người phụ nữ của anh, vợ chồng đi theo nhau, anh đi đâu em cũng phải đi theo. Lại đây, trông Tiêu Thấm đi, tôi đi tìm Liên minh Chúa Tể. Tôi không. Dù chỉ Tiêu Thấm đã cố hết sức từ chối. Nhưng cô vẫn bị đối phương khống chế. Căn cứ của Liên minh Chúa Tể ở chiến khu Tây. Cảnh,
Richard và tất cả các người cấp cao đều ở đây. Mọi người đang thảo luận về bước tiếp theo. Sau khi nghe tin Vương Thừa Vũ thành ý đến đầu hàng, Richard và những người khác đều mỉm cười. Không ngờ, cũng trong dự liệu. Khi nhìn thấy Vương Thừa Vũ, Richard mỉm cười, vẫn còn có những người thông minh. Mọi người hoàn toàn có thể cùng hợp tác, tại sao chúng ta phải là đối thủ và đổ máu vô ích này? Ha ha, tất cả chúng tôi đều đã nghĩ thông, tôi muốn tham gia liên minh chúa tể. Nhưng chúng tôi có điều kiện. Vương Thừa Vũ nói ra các điều kiện đầu hàng. Những điều kiện này đối với chúng tôi quá dễ dàng, cho nên tôi hứa, khi chiếm được Lạc Việt, cậu có tư cách chia cắt Lạc Việt. Muốn có đất thì có đất, muốn tài nguyên thì có tài nguyên. Dù sao Lạc Việt đất rộng của nhiều, chúng ta bắt đầu ăn cũng không khó. Cho các người một phần cũng không tệ. Tôi cũng có thể cho các người giấy khế ước, cam đoan lời hứa. Cuối cùng, Vương Thừa Vũ và Liên minh Chúa Tể đã thành công hợp tác với nhau. Mấy vạn người của Y Vương Thế Gia đã lựa chọn tham gia Liên minh Chúa Tể. Vương Thừa Vũ đưa tin tức trở lại càng sớm càng tốt. Ha ha, thật tuyệt, Liên minh Chúa Tể thật sự rất chân thành. Tham gia cùng bọn họ, chúng ta nhận được nhiều lợi ích hơn. Các người chắc chắn sẽ không tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi muốn ăn hương uống cay, các người chỉ có thể chờ chết. Y Vương cũng hỏi mấy người Lý Thái Sơn. Kẻ phản bội, kẻ phản bội. Chúng tôi xấu hổ khi ở cùng với các người. Kẻ phản bội tổ tiên, cút nhanh lên, các người sẽ không có kết cục tốt. Vài người Lôi Minh Thanh tức giận nói. Những kẻ phản bội đều nở nụ cười. Bọn họ nhìn đám người Lôi Minh Thanh chế giễu, rốt cuộc ai có kết cục thảm hại. Ha ha ha, các người chờ chết đi. Vương Thừa Vũ cố ý đến trước mặt cười nói với Tiêu Thấm, đi thôi, cùng anh đi tham gia Liên minh Chúa Tể. Phi, anh có tư cách gì? Cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tiêu Thấm nổi giận mắng. Em là vợ anh, đương nhiên phải nghe lời anh. Vương Thừa Vũ mỉm cười. Tôi là vợ của anh khi nào? Hôn lễ tiến hành cũng không thành. Tiêu Thấm không muốn bằng mọi cách. Vương Thừa Vũ nở một nụ cười hở lợi. Từ lúc chúng ta tổ chức hôn lễ, anh đã nhận định rằng em là vợ của anh. Dù hôn lễ có tiến hành đến đâu, em cũng là vợ của anh. Đời này em đừng muốn thoát khỏi anh. Anh đi nơi nào, em phải đi theo tới đó. Từ nay về sau, em là người của Liên minh Chúa Tể. Đừng nói tới chuyện đầu hàng cùng phản bội. Đi, chúng ta xuất phát. Vương Thừa Vũ vùng vẫy điên cuồng. Căn bản không có ích gì cả. Tiêu Thấm đột ngột bị Vương Thừa Vũ kéo đi. Ngay sau đó, hàng chục nghìn người đã đầu hàng và gia nhập Liên minh Chúa Tể. Liên minh Chúa Tể đã tổ chức một buổi lễ chào đón hoành tráng. Giữa 4 và 5 tuyến phòng thủ, chỉ còn lực lượng do Lôi Minh Thanh và hơn 10 người khác chỉ huy. Lực lượng của bọn họ tổng cộng cũng chỉ có vài nghìn người mà thôi. Tiếp theo, hàng ngàn người trong số họ sẽ canh gác ở đây. Tình hình khó khăn chưa từng có. Các anh em cho dù là chết, chúng ta cũng phải đề phòng. Lôi Minh Thanh và những người khác đã sẵn sàng hy sinh. Dù có chết đi chăng nữa thì ít nhất họ cũng xứng đáng với tổ tiên của mình. Trong thời đại ngày nay, quyền lợi là và tiền bạc là điều rất quan trọng. Vì một niềm tin buồn cười, một số người sẵn sàng hy sinh. Y Vương Thế Gia và các thế lực khác đã gia nhập trại thống trị liên minh. Lúc đầu, bọn họ khá đáng sợ, bọn họ luôn cảnh giác. Họ sợ rằng ngay khi tham gia vào Liên minh Chúa Tể, bên kia sẽ giết ngay lập tức. Diệt trừ bọn họ hoàn toàn. Nhưng ngay sau đó mọi người đều nhận ra rằng lo lắng là điều cần thiết. Liên minh Chúa Tể rất hoan nghênh họ tham gia. Tất nhiên, Liên minh Chúa Tể tiêu tốn rất nhiều tiền, nếu có ít một kẻ thù thì ít hơn. Y Vương đưa mọi người đến gặp Richard và những người kia. Hả, người thường. Nhìn thấy Richard, mọi người đều rất sốc. Không ai nghĩ rằng người nắm quyền của Liên minh Chúa Tể hóa ra lại là một người bình thường. Không thể tưởng tượng được. Hóa ra đó là một người bình thường điều khiển hàng trăm ngàn võ sĩ và hàng triệu đại quân để chiến đấu. Cách đây không lâu còn nghe nói người bình thường đã phát minh ra vũ khí có thể giết chết các cường giả cấp chí tôn. Những người bình thường đáng sợ như vậy sao? Không ngờ, những chiến binh hủy diệt thế giới đều là quân cờ. Chính những người bình thường là người kiểm soát mọi thứ. Nghe vậy, Richard mỉm cười và nói, tôi quả thực là một người bình thường. Nhưng tôi có thể trở thành một võ sĩ trong vài phút. Richard dựa vào công nghệ,
chỉ cần bấm đồng hồ, anh ta lập tức trở thành một dạng tồn tại tương tự như Iron Man. Toàn bộ có thể là cơ giáp mạnh mẽ nhất, thậm chí có cả lò phản ứng, sở hữu khả năng tấn công và phòng thủ cực mạnh. Hơn nữa, Richard không phải là người chỉ huy. Anh ta cũng là một quân cờ. Anh ta đến từ một trong những phòng thí nghiệm bí ẩn nhất ở nước Chiến Ưng. Em trai của anh ta, Jefferson, lúc đầu có thể bị cắt xẻo vì vụ đánh bom, nhưng anh ta đã dựa vào công nghệ của phòng thí nghiệm này để sống lại. Việc thành lập Liên minh Chúa Tế là ý chí chung của phòng thí nghiệm này và các nhân vật khác. Richard và những người khác chỉ là những con tốt cụ thể áp dụng mà thôi. Nghe những gì Richard nói, các võ giả đều kinh ngạc không thôi. Một người bình thường có thể chống lại họ trong chốc lát. Thậm chí thân dược mạnh nhất của thế gia Y Vương cũng không đọ lại. Tôi rất vui vì mọi người có thể tham gia Liên minh Chúa Tết. Mọi người đã thấy được sự chân thành của chúng tôi rồi đúng không? Richard hỏi. Thấy được, đủ thành ý rồi. Y Vương thậm chí còn được sắp xếp trở thành một trong những người lãnh đạo của Liên minh Chúa Tế. Đã đến lúc thể hiện sự chân thành của các người rồi. Richard mỉm cười. Hả, làm sao thể hiện? Y Vương hỏi. Tôi đây cũng là bất đắc dĩ, nhớ đâu các người giả đầu hàng, làm bộ gia nhập chúng tôi rồi bí mật tấn công nội bộ của chúng tôi, trong ứng ngoại hợp thì sao? Không đâu, chúng ta làm sao có thể giải? Mọi người lập tức phản bác. Richard cười, vậy thì các người phải thực hiện một số hành động thiết thực xem. Vẫn có người trông coi tuyến phòng thủ thứ tư, đúng không? Y Vương gật đầu, ừ, có người canh gác. Các người có biết còn lại bao nhiêu người và sự phân bố sức mạnh không? Không thể rõ ràng hơn. Vương Thừa Vũ hung hăng gật đầu. Để tỏ lòng thành của các người, vậy để các người đi diệt bọn họ. Cái này không phải rất đơn giản sao? Với thực lực của các người, trong vòng một giờ đồng hồ sẽ giải quyết xong trận chiến. Cái gì? Y Vương và những người khác sửng sốt. Họ đầu hàng không do dự. Nhưng đi giết những người đồng hương đang chiến đấu bên nhau thì có chút không đành lòng. Đây là nhiệm vụ của các người, và cũng là trận chiến đầu tiên của các người khi tham gia Liên minh Chúa Tể. Các người suy nghĩ đi. Richard không khỏi phấn khích khi thấy đám người chần chừ. Được rồi, giao cho chúng tôi. Vương Thừa Vũ một lời đồng ý. Một nét tàn bạo lướt qua mặt Vương Thừa Vũ. Những kẻ làm việc lớn phải tàn nhẫn. Đây là nguyên tắc nhất quán của anh ta. Mặc dù anh ta xuất thân trong thế gia Y Vương nhưng kỹ năng y thuật có thể cứu, cũng có thể giết người. Nhiều năm qua, Vương Thừa Vũ chủ yếu là luyện chế thuốc giết người. Vương Thừa Vũ đồng ý. Y Vương và những người khác cũng phải đồng ý. Ừ, vậy mới đúng. Để cho chúng tôi cảm nhận được sự chân thành, như vậy chúng ta mới là một gia đình. Chuẩn bị càng sớm càng tốt, tôi chỉ cho các người nửa ngày. Richard mỉm cười rời đi. Họ bắt đầu xem xét kế hoạch tiếp theo của mình. Dù sao lãnh thổ phía Tây đã chiếm được, đám người Y Vương rơi vào trạng thái buồn khổ. Cái chết của Lôi Minh Thanh là điều chắc chắn. Không ngờ, họ lại định giết người. Cho dù họ có vô liêm si như thế nào đi chăng nữa. Nhưng khi thật sự đi giết những người quen này, trong lòng bọn họ cũng rất vướng bận. Ví dụ, khi Lôi Minh Thanh nhục mạ bọn họ là phản bội tổ tông, điều đó vẫn còn kích thích họ. Tôi có chút không đành lòng, không xuống tay được, Y Vương nghĩ thầm khó xử. Ông nội, giết đi, nếu ông không giết chúng ta có thể chết. Đây là Liên minh Chúa Tể đang kiểm tra chúng ta. Đôi mắt Vương Thừa Vũ đầy sát khí, không có chút lưu tình nào. Ông ơi, các người không đành lòng thì để cháu dẫn đội. Vương Thừa háo hức được thực hiện nghĩa vụ, anh ta không thể chờ đợi. Cô ấy cũng là kẻ phản bội Lạc Việt. Cô ấy không thể chứng minh cho chính mình vào lúc đó. Tiêu Thấm, cô càng ngày càng không ngoan. Nếu cô còn như vậy, tôi sẽ giết chết anh rể của cô và đám người nhà cô. Cô cũng hiểu là Lạc Việt sẽ bị xâm phạm. Vương Thừa Vũ ngạo nghễ cười. Tiêu Thấm im lặng. Sau khi cô ấy vào căn cứ của Liên minh Chúa thực sự cảm nhận được sức mạnh của họ. Họ có quá nhiều át chủ bài. Những gì họ thấy trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có lẽ Lạc Việt thực sự không thể gánh được. Giờ phút này. Đội quân do Diệp Lâm Quân chỉ huy đã lên đường. Báo, thế gia Y Vương đã trở mặt gia nhập Liên minh Chúa Tể rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy ngàn người ở tuyến phòng thủ thứ tư. Các điệp viên đi trước đã biết tin. Khi nghe thấy điều này, Diệp Lâm Quân đã gầm lên, chết tiệt, những kẻ phản bội này.
Đúng vậy, đám cặn bã thế gia Y Vương, tôi thật sự rất xem thường bọn họ rồi. Chúng ta phải nhanh chóng giết chết nhóm phản bội này. Hành động đầu hàng bị đám người khinh bỉ. Tất đều đỏ mắt, run lên vì tức giận. Kỹ năng không bằng người ta thì được. Yếu hơn đối thủ cũng không sao. Nhưng sao có thể đầu hàng chứ? Còn được phong làm Y Vương và thần tôn. Được rồi, tăng tốc đột, tôi sẽ tự mình giáo dục lũ khốn nạn này. Diệp Lâm Quân cũng rất tức giận. Tuyến phòng thủ thứ tư. Hàng nghìn người bao gồm Lôi Bách Thanh và Lý Thái Sơn canh gác, trong khung cảnh rộng lớn, thậm chí không ai nói chuyện. Họ đang chờ chết. Trên mặt mỗi người đều là vẻ thấy chết không sờn. Rầm. Ngay sau đó, họ nghe thấy đất rung núi chuyển. Rõ ràng là kẻ thù đang đến. Tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta sẽ không rời khỏi chiến trường. Lý Thái Sơn và Lôi Bách Thanh hét lên. Cấp báo, chuyện lớn xảy ra ở chiến khu phía Tây. Y Vương của thế gia Y Vương cùng mấy chục thế lực lớn đem mấy vạn thần binh đầu hàng, gia nhập liên minh chúa tể. Hiện tại chiến khu phía Tây chỉ có mấy nghìn người, không bao lâu nữa, chiến khu phía Tây nhất định sẽ thất thủ. Khi tuyến phòng thủ nằm ở chiến khu phía Tây bị phá vỡ, do địa hình đặc biệt, tương đương với việc mở cửa Lạc Việt để cho kẻ thù ngoại bang xâm lược. Lạc Việt sắp thất thủ. Phòng tuyến thứ 5 ở phía Tây bị phá vỡ, tương đương với một nửa Lạc Việt bị hạt. Nếu tuyến phòng thủ thứ 5 ở chiến khu phía Đông bị phá vỡ một lần nữa, hoặc có vấn đề gì xảy ra ở thủ đô. Toàn bộ Lạc Việt đang bị đe dọa ồ. Chuyện thế gia Y Vương đã đưa hàng chục ngàn chiến binh đầu hàng và phản bội đã nhanh chóng lan truyền trên khắp Lạc Việt và thế giới. Lạc Việt ban đầu chí khí trùng trùng bị dội cho một gáo nước lạnh. Trầm mặc. Tất cả mọi người trong Lạc Việt, cho dù là vệ binh Viêm Long hay dân chúng đều trợn tròn mắt. Như rơi vào hầm băng. Sĩ khí nháy mắt không còn, chìm vào vực sâu. Quả nhiên chiến khu Nam Bắc vốn không quan trọng. Quan trọng là chiến khu cảnh Đông và chiến khu cảnh Tây. Hai chiến khu lớn này mới thực sự là mối uy hiếp của Lạc Việt. Quả nhiên sợ nhất cái gì là đến cái đó. Bây giờ cảnh Tây tương đương với thất thủ. Sau đó sợ là chiến khu cảnh Đông cũng không gánh được. Lạc Việt chìm vào thời kỳ khó khăn đen tối. Ai cũng đắm mình vào bầu không khí ngột ngạt. Thậm chí không ai đi mắng những kẻ phản bội kia. Bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi ngày diệt vong tới. Nháy má, trên đường cái không còn ai, các ngành hàng đều ngừng nghỉ. Mọi người đều lắng lặng chờ đợi một khắc này tới. Ngay cả một đứa bé con cũng biết chiến khu cảnh Tây thất thủ là có nghĩa gì. Nghĩ cách một chút, tiếp tục như vậy thì không xong đâu. Bây giờ chúng tôi không còn liên lạc được với kỳ binh kia. Liên hệ cũng vô dụng, bọn họ nhất định là đến chiến khu cảnh Đông rồi. Vệ binh Viêm Long cũng nhanh chóng hết cách. Thế cục Lạc Việt hôm nay khiến cho nước ngoài sôi trào. Vô số người đang vui cười. Trong đó có cả những tên phản đồ như Lý Hồng Hải. Tình hình của Lạc Việt càng là hỏng bét, càng nói rõ bọn họ trốn đi là đúng đắn. Đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể. Vương Thừa Vũ mang theo đại quân, trùng điệp đè tới. Biết đối phương bố trí phòng ngự, thậm chí chỉ tiết đến thực lực chiến đấu của từng người. Cho nên Vương Thừa Vũ vừa thấy nhẹ nhõm. Vừa không có chút bối rối nào. Anh ta cố ý dẫn theo Tiêu Thấm. Anh ta muốn Mai Châu An can dự vào toàn bộ quá trình này. Đến lúc đó hết đường chối cãi, căn bản thoát không được. Vương Thừa Vũ, có gan thì anh thả tôi ra. Tiêu Thấm nổi giận mắng. Tiêu Thấm, cô mắt đi, nhanh thôi cô không mắng nổi nữa đâu. Sau khi trận này kết thúc, tin tức của chúng ta sẽ nhanh chóng truyền khắp Lạc Việt, thậm chí là cả thế giới. Khi đó tất cả mọi người đều biết Tiêu Thấm cô là kẻ phản bội Lạc Việt. Mai Châu Anh lập tức im lặng. Khi đó cô gánh hết tội phản quốc. Sợ là mãi mãi không thể bước vào Lạc Việt nửa bước. Vương Thừa Vũ quá âm hiểm rồi. Tiêu Thấm hoàn toàn bị ép chết. Sợ là khó thoát khỏi. Vương Thừa Vũ nhanh chóng dẫn theo đại quân tiến vào phòng tuyến thứ tiêu. Đúng là không ngờ tới, các người lại là một đám phản đồ. Các người chính là Việt gian. Các người là ngụy quân. Thấy đám người Vương Thừa Vũ, mấy người Lý Thái Sơn giận dữ mắng lên. Đáng tiếc, ông đây phải chết trong tay bọn Việt gian, quả là không cam lòng. Tất cả mọi người đều không cam lòng. Tự sát đi, đừng ép tao ra tay. Vương Thừa Vũ cười. Thằng chó này, ai cho mày dũng khí đấy?
Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, giống như sấm chớp cuồn cuộn. Ông ong ong, lỗ tai đám người ầm ầm rung động. Tất cả đều bị kinh động, thậm chí trước mắt mở đi. Có thể thấy tiếng vang này đáng sợ đến cỡ nào. Cũng không biết Tiêu Thấm nghe thế nào lại cảm giác có chút quen thuộc. Mau nhìn kìa. Sau một khắc, đám tay sai của Vương Thừa Vũ nhao nhao kinh hô. Bởi vì phía trên đỉnh núi, lần lượt xuất hiện từng bóng người. Mang lại cho bọn họ sự uy hiếp và áp lực. Tất cả chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, kiềm chế đến cực điểm. Việc này, sắc mặt Vương Thừa Vũ chợt biến. Anh ta có dự cảm chẳng lành. Mí mắt bắt đầu điên cuồng giật loạn. Bọn họ là ai? Đây là nghi vấn của đám người Vương Thừa Lý Thái Sơn và Lôi Bách Thanh liếc nhau một cái, đột nhiên phát ra một trận cười lớn. Các anh em, quân chỉ viện tới. Cố gắng của chúng ta không uổng phí rồi. Các anh, em, theo tôi chuẩn bị, cùng các anh em chỉ viện phản kích. Mấy nghìn người được thắp lên lòng nhiệt huyết, vội vàng gọi nhau. Diệp Lâm Quân đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo. Long Hán Châu và Hòa Thượng Long Hổ dẫn đầu mấy vạn đại quân, mong mỏi chờ đợi Diệp Lâm Quân hạ lệnh, phản bội người Lạc Việt ta, giết. Truyền mệnh lệnh của tôi, giết giết giết, một tên cũng không được để lại. Giết, giết, giết. Tiếng ra lệnh vang lên. Mấy chục nghìn võ sĩ từ bốn phương tám hướng giống như nổi điên lao thẳng về phía Vương Thừa Vũ. Việc này, Vương Thừa Vũ nháy mắt trợn tròn. Thật ra người anh ta mang tới không nhiều. Thế lực chỉ có 1/3, 20.000 người. Vốn đối phó với mấy nghìn người đám Lý Thái Sơn dư xài. Nhưng ai ngờ tình huống lại đột ngột xảy ra. Không được, là kỳ binh Lạc Việt. Bọn họ không đến cảnh Đông mà là đến cảnh Tây. Rút lui, chúng ta mau bỏ đi. Biến thực lực của đối phương cường đại. Vương Thừa Vũ vội vàng cho người rút lui. Nhưng Diệp Lâm Quân sẽ cho anh ta đường sống sao? Sẽ không. Sớm đã phong kín đường lui của anh ta rồi. Giết. Dầm. Bùm. Răng rắc. Hai bên nhanh chóng lao vào chém giết. Đám người đối đãi với phản đồ, đương nhiên là giết chết. Cộng thêm ưu thế chiếm hết. Bên Vương Thừa Vũ không ngừng có người ngã trong vũng máu. Đám người chém giết đến đỏ cả mắt. Nhất là khi đối diện với mấy tên phản đồ. Càng không nương tay chút nào. Một đao. Một kiếm. Một quyền. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Đám người Lý Thái Sơn là phân nộ nhất, chút hết lòng hận thù trên người lên thân kẻ phản đồ. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Chúng tôi hối hận rồi. Sau đó... Đám phản đồ quỳ rạp xuống đấy, không chống cự nữa. Đám người Lý Thái Sơn không chút do dự. Giết. Đối với phản đồ, giết không tha. Hậu phương, giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm Quân truyền đến. Hộc. Hộc hộc. Đám người tiếp tục đổ sát. Nháy mắt, 20.000 người còn lại không đến 100 người. Các người chậm đãi. Nếu dám giết tôi, ông nội của tôi, và cả thế gia Y Vương sẽ điên cuồng trả thù các người. Tự các người cũng biết mình kém liên minh chúa tể cỡ nào. Các người không có kết cục tốt đâu, nếu không giết tôi, các người có thể dùng tôi là con tin. Vương Thừa Vũ bắt đầu thương lượng. Vì mạng sống, anh ta không tiếc thứ gì. Việc này, đám người Lý Thái Sơn bắt đầu ngừng lại. Hiện thực như hắt một chậu nước lạnh cho bọn họ. Mặc dù kỳ binh tới, nhưng vẫn quá yếu nếu đối mặt với liên minh chúa tể. Bọn họ không thể không cân nhắc cho sau này. Nếu có Vương Thừa Vũ làm con tin, thế cục nhất định sẽ tốt hơn một chút. Vương Thừa Vũ, đồ không biết xấu hổ. Lúc này, Diệp Lâm Quân bước qua. Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, giống như sấm chớp cuồn cuộn. Ông ong ong. Lỗ tai đám người ầm ầm rung động. Tất cả đều bị kinh động, thậm chí trước mắt mở đi. Có thể thấy tiếng vang này đáng sợ đến cỡ nào. Cũng không biết Tiêu Thấm nghe thế nào lại cảm giác có chút quen thuộc. Mau nhìn kìa, nghe được âm thanh này. Có thể Vương Thừa Vũ và Tiêu Thấm mạnh mẽ run lên. Rất quen thuộc. Đây chẳng phải là... Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm Quân, hai người đều sợ đến choáng váng. Lý Thái Sơn và Lôi Bách Thanh đều sững sờ. Trước đó, bọn họ cũng tham gia vào hôn lễ của Tiêu Thấm, nên cũng biết Diệp Lâm Quân. Bọn họ không sao ngờ tới, người dẫn đầu đám kỵ binh lại là Diệp Lâm Quân. Là anh ta, Lý Thái Sơn lại hỏi thăm bọn Hòa Thượng Long Hổ.
Không sai, chính là anh Tết chiến khu Nam Bắc đều là do anh ta dẫn đầu chúng tôi toàn thắng. Đám người Hòa Thượng Long Hổ bây giờ nói ra mà vẫn còn sợ hãi trong lòng. Liên tục hít vào hơi lạnh. Đáng sợ như vậy. Đám người Lý Thái Son biến sắc. Là anh rể, đám người nhìn thấy Diệp Lâm Quân, phản ứng cũng rất khác nhau. Tiêu Thấm vừa mừng vừa lo. Ết vọng. Cô nhìn thấy hy vọng. Vương Thừa Vũ thì chấn kinh. Chỉ thấy Diệp Lâm Quân bước từng bước tới trước mặt mình. Đúng là không biết xấu hổ, đồ phản bội, còn chạy tới giết chết đồng bào của mình. Diệp Lâm Quân cười mỉa mai nói. Nhìn Diệp Lâm Quân đến gần, Vương Thừa Vũ đột nhiên nhếch miệng, con người hiện lên một tia ngoan lệ. Giết anh ta đột nhiên phát động tấn công Diệp Lâm Quân, muốn giết anh ta. Vui nhưng anh ta không ngờ Diệp Lâm Quân lại trực tiếp biến mất trước mặt mình. Âm, răng ra, một trận tiếng xương nứt vang lên. Vương Thừa Vũ quỷ dạp xuống đất. Phát ra âm thanh đau đến thấu xương. Đùi phải của anh ta bị đánh gãy. Mày không phải người bình thường. Lúc này Vương Thừa Vũ mới ý thức được vấn Diệp Lâm Quân tát một cái vào mặt anh ta. Trong nháy mắt, hai gò má Vương Thừa Vũ đỏ bừng, dỉ máu, toàn bộ răng bay ra ngoài. Tiêu Thấm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quả nhiên anh rể không phải người thường. Cô thật là ngốc. Còn nghĩ đến cứu anh, kết hôn với Vương Thừa Vũ, quá ngu. Giết! Diệp Lâm Quân ra lệnh. Toàn bộ đám phản đồ đều bị giết chết. Chỉ còn lại mình Vương Thừa Vũ và Tiêu Thấm. Tiêu Thấm, anh muốn giết, anh ta, em sẽ không ngăn cản anh chứ? Diệp Lâm Quân dò hỏi. Dù sao anh ta cũng là chồng của Tiêu Thấm. Tiêu Thấm, cứu anh là chồng của Imo, mau cầu xin anh rể em đừng giết anh. Vương Thừa Vũ bắt đầu lo lắng. Tiêu Thấm lại tuyệt tình nói, anh rể giết chết tên tặc này đi, em không có quan hệ gì với anh ta cả. Diệp Lâm Quân gật đầu, được, anh sẽ giết anh ta, nhưng mà không phải bây giờ. Đám người Lý Thái Sơn lập tức xông tới, thì ra là Nhất Vũ Kiên Vương. Bây giờ các người trợ giúp, tiếp tục trông coi chiến khu cảnh Tây, đúng là quá tốt. Tất cả mọi người đều cười nói. Nào biết Diệp Lâm Quân hỏi lại, ai nói phải trông? Truyền lệnh của tôi, khởi xướng tấn công chính diện đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể. Cái gì? Việc này, không phải tôi đang nằm mơ chứ? Lời này khiến cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Diệp Lâm Quân vừa nói xong, ai cũng trợn tròn mắt. Không thủ mà phản công. Chỉ dựa vào chút người này. Còn tấn công chính diện. Điên rồi. Đúng là điên rồi. Người quen với phong cách của Diệp Lâm Quân thì lại vô cùng bình tĩnh. Bọn họ hiểu trong từ điển của Diệp Lâm Quân không có từ phòng thủ, hoàn toàn là tiên công. Nghe lệnh của Nhất Vũ Kiên Vương, khởi xướng tấn công chính diện. Chỉ thấy Hòa Thượng Long Hổ và Long Hán Châu tích cực chấp hành mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân. Đây là sự thật sao? Tôi. Đám người Lý Thái Sơn run lên. Chưa từng nghĩ tới có một ngày tiến công. Ngay cả khi đội ngũ được hòa hợp lại và tiến lên phía trước. Họ vẫn như đang mơ. Mẹ nó, giống như đang nằm mơ vậy. Tiến công, kẻ thù mạnh hơn họ hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vẫn tấn công, phía sau còn một đám đông tà môn ma đạo. Mà dám tấn công. Khoảng cách với đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể càng ngày càng gần, mọi người lúc này mới từng người tỉnh táo lại. Họ đang làm một hành vi điên rồ, tấn công. Trong đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể, đám người đều không để chuyện này trong lòng. Hàng ngàn người cũng chỉ bị xóa số trong vài phút. Lúc này, mọi người mới sửng sốt khi nghe động tĩnh bên ngoài. Hả, nhanh như vậy, trước hay sau nửa giờ cũng vô dụng thôi. Đám người nghi ngờ nói. Mặc dù Lý Thái Sơn chỉ có vài nghìn người, nhưng ít nhất họ có thể duy trì nửa ngày nếu dựa vào trình độ của mình. Quá nhanh để giải quyết trong nửa giờ. Bùm, 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 đúng lúc này, trong trại căn cứ xảy ra từng đợt rung chuyển. Hàng trăm quả cầu được ném vào trong đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể. Sau khi tiếp đất, tất cả mọi người đều sợ hãi gần chết. Hàng trăm quả cầu này rõ ràng là những cái đầu đâm máu. Cái này. Đây là sư phụ tôi. Đây là sư ca của tôi. Người chết đều là người của chúng ta. Rốt cuộc là sao? Không ổn rồi. Nhanh đi, việc lớn không ổn rồi. Nhất thời, đại bản doanh của Liên minh Chúa Tể đại loạn. Y Vương,
Richard cùng với các lãnh đạo cấp cao bên trong nghe được động tĩnh. Toàn bộ chạy ra, nhìn đống đầu trên đất cũng giật mình. Xảy ra chuyện, cháu trai tôi xảy ra chuyện rồi, Y Vương nhanh chóng phản ứng. Richard vẻ mặt kinh ngạc, không thể đi, các người không phải nói đối phương chỉ có mấy nghìn người sao? Làm sao có thể, không biết, tôi cũng không biết tình huống thế nào, nhưng tuyệt đối xảy ra chuyện rồi. Y Vương bắt đầu lo lắng. Ngay khi đang khai thác quyết sách, một giọng nói vang vọng truyền từ trên đỉnh núi ở đằng xa tới. Thống lĩnh liên minh chúa tể nhanh chóng đầu hàng, tha cho các người không chết. Ta là tổ tiên của liên minh chúa tể, dám xâm phạm Lạc Việt, phải chết. Nhanh chóng mở đại bản doanh, tất cả quỳ trên đất đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ phải tấn công chính diện. Nghe được rất nhiều loại âm thanh uy hiếp. Tất cả người trong liên minh chúa tể đều trợn tròn mắt. Mẹ nó điên rồi phải không? Bảo bọn họ đầu hàng. Đầu óc bị lừa đá à? Thấy không rõ ràng tình thế sao? Không biết rõ tình cảnh của mình à? Còn tấn công chính diện. Richard ở bên trong lại cười. Đi, chuẩn bị đại quân, chúng ta ra xem là ai đang kêu gào. Mấy trăm nghìn đại quân của chúa tể liên minh nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất. 50.000 người nhóm thế lực của thế gia Y Vương cũng gia nhập. Đồng loạt xuất phát từ đại bản doanh. Đen nghịt một mảnh, phô trương thanh thế. Hàng trăm ngàn người đã gần như lấp đầy địa hình khổng lồ này, và không có một kẽ hở nào cả. Đám Lý Thái Sơn sau nhìn thấy thì hít vào một hơi lạnh. Phía đối diện quá kinh khủng. Hàng trăm ngàn người, còn là võ sĩ. Ngay cả các cường giả tầng thứ 5 và tầng thứ 6 cũng ở khắp mọi nơi. Này sao chơi lại? Trước kia dựa vào địa thế, rất nhiều kẻ địch không thể trải rộng ra, mỗi lần chỉ có thể tấn công mấy chục nghìn người, bọn họ mới có thể tạm thời có thể trì hoãn tấn công. Nhưng bây giờ quân đội của kẻ thù đều có thể được dàn trải. Điều này là quá đáng sợ. Khi đội quân liên minh thống trị nhìn thấy đằng xa chỉ có mấy chục ngàn người đang nháo. Nhào. Tất cả họ đều vui vẻ. Lấy trứng chọi đá. Chi Chát cười nói, Lạc Việt có một câu thành ngữ, gọi là châu chấu đá xe. Hôm nay cuối cùng tôi cũng hiểu được nghĩa của câu thành ngữ này. Không ngoài sở liệu, kỵ binh của Lạc Việt gần đây rất phát triển, bọn họ không tới chiến khu phía đông, mà tới phía tây. Ha ha, chiếu phản đường. Thật đáng tiếc khi thực lực của chúng ta ở tây cảnh quá mạnh khiến họ không có cách nào có thể bất ngờ. Căn bản vô dụng, bây giờ thay đổi sang tấn công trực diện, dựa vào đám người này. Thật nực cười, sau khi làm rõ tình hình, liên minh chúa tể đều cười vang. Theo họ, hành động tấn công này của Diệp Lâm Quân là một hành động hết sức ngu ngốc. Không chỉ họ nghĩ như vậy, mà cả đám người Lý Thái Sơn, họ cũng không thể tin được. Ông ơi cứu cháu với. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Cái gì, cháu trai của tôi, Thừa Vũ Y Vương và gia tộc của bọn họ đều không nhịn được. Tất cả đều như phát điên. Ở đỉnh núi phía xa, Vương Thừa Vũ quỳ trên mặt đất. Một thanh kiếm đen đang kê ngay cổ anh ta. Vương Thừa Vũ điên cuồng hét lên, ông nội cứu cháu, bọn họ muốn giết cháu. Y Vương vô cùng sốt ruột, mau buông ra cháu trai của tôi ra, nếu không tôi sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ lột ra các người. Đám người Y Vương hô lớn, ở đằng xa, Diệp Lâm Quân dẫm lên người Vương Thừa Vũ, một tay cầm dao. Anh hét vào phía xa, không có gì khác, tôi chỉ muốn mọi người nhìn thấy số phận của kẻ phản bội. Thể ra Y Vương đúng là lãng phí lợi ích mà vệ binh Viêm Long cho các người không xứng làm người của Lạc Việt ta, một đám phản đồ, giết không tha. Đừng đừng đừng, bọn người Y Vương như ý thức được điều gì. Không chỉ hô lớn, Vương Thừa Vũ càng cảm nhận được nỗi sợ chết chóc, hô lớn, không không không. Phản đồ, đáng chết. Diệp Lâm Quân giơ tay chém xuống, máu tươi vấy ra, Vương Thừa Vũ ngã bịch trên đất, chết. Diệp Lâm Quân cười mỉa mai nói, nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của phản đồ. Những kẻ phản bội khi xem cảnh này đều bị sốc. Trong một giây, bọn họ đều như coi mình trở thành Vương Thừa Vũ. Có vẻ như số phận của những kẻ phản bội là như thế này. Không, mày muốn chết à? Cháu trai của ta. Ai tao nhất định phải giết chết mày. Tôi và các người không xong đâu. Đám người thế gia Y Vương lại như bị điên. Họ thậm chí không yêu cầu Richard chỉ dẫn, họ sẽ tấn công trực tiếp. Diệp Lâm Quân mỉm cười, đừng lo lắng, đợi lát nữa đám người phản bội các người đều sẽ chết. Từng người một đi.
Một câu liền kích thích Thế Gia Y Vương đến choáng váng đầu óc. Anh, cứu y mồ. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng kêu cứu vang lên. Richard chấn kinh. Đó là giọng nói của người em trai, Jefferson của anh ta. Chậm đã, chờ chút, dừng lại cho tôi. Richard đột ngột ngăn cản hành động của Thế Gia Y Vương. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy, Jefferson đứng trên đỉnh núi. Quỳ gối như Vương Thừa Vũ. Anh ta cũng sẽ bị giết. Nghĩ đến đây, Richard toát mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, đừng làm vậy. Có chuyện gì thì bàn. Bình tĩnh, đừng giết nó. Richard kinh hãi nói, hai tay hạ thấp xuống. Ra hiệu cho Diệp Lâm Quân bình tĩnh lại. Diệp Lâm Quân cười nói, đoán xem tao có giết nó không. Nghe đến đây, Richard hoảng sợ. Đừng, bình tĩnh đã. Có điều kiện gì từ từ bàn. Richard vội vàng nói. Được, đồng ý với tôi một điều kiện, tôi sẽ không giết em trai anh. Diệp Lâm Quân nói như vậy, đám người Thế Gia Y Vương thấy hồi hộp trong lòng. Điều kiện của Diệp Lâm Quân không phải là. Richard liên tục gật đầu, được, anh nói. Chỉ cần tôi làm được, tôi đồng ý. Muốn em trai anh sống, một con đường thôi. Giết hết tất cả đám người của Thế Gia Y Vương. Ngay khi Diệp Lâm Quân nói xong, đám người đều há hốc mồm. Điều kiện này kinh khủng quá. Sắc mặt của đám người Y Vương đột biến. Muốn giết bọn họ, để họ chiến đấu nội bộ. Việc này quá âm hiểm. Việc này. Richard nghe xong thì trợn tròn mắt. Anh ta do dự. Dụng ý của Diệp Lâm Quân quá rõ ràng, chính là để bọn họ đấu tranh nội bộ. Cực kỳ hao tổn lực lượng của bọn họ. Mưa ợn tay bọn họ diệt trừ 50.000 tên phản đồ này. Nhưng anh ta làm sao làm được? Nháy mắt, Y Vương và các lãnh đạo cấp cao của Liên minh Chúa Tể đều nhao nhao nhìn về phía Richard. Không được, anh phải bình tĩnh và đừng có hành động thiếu lý trí. Đúng. Bọn họ bây giờ giống chúng ta, đều là liên minh chúa tết mọi người lên tiếng thuyết phục. Lúc này, giọng nói của Diệp Lâm Quân vang lên, xem ra anh trai mày không coi trọng mày, mày nên chết đi. Anh ơi cứu em với. Jefferson hét lên một cách cuồng loạn. Tôi. Tì y chát lộ vẻ xúc động. Đừng, anh Richard, anh phải tỉnh táo lại bình tĩnh. Mọi người thuyết phục. Y Vương cũng sợ hãi và hét lên, anh Richard, anh ta cố tình. Cố ý xúi dục chúng ta bất hòa. Đừng để bị lừa, đúng, chúng ta thử cứu người đi. Richard hét lên, cứu con khi, ở khoảng cách này, em trai của tôi đã chết trước khi cường giả cấp 6 tới nơi rồi. Anh bình tĩnh chút, nhất định sẽ có cách khác. Giọng của Diệp Lâm Quân lại vang lên, tôi chỉ cho anh 3 giây. 3, không, anh ơi, cứu em với. Khi tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, Jefferson vô cùng sợ hãi. Trong khoảng thời gian bị Diệp Lâm Quân bắt, không ai hiểu rõ Diệp Lâm Quân hơn anh ta. Anh sẽ làm những gì anh nói. Đừng, bình tĩnh, đừng bị lừa. Khi bắt đầu đếm ngược, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Richard vẫn toát mồ hôi lạnh, nổi gân xanh, cơ thể run rẩy. Hai. Anh, cứu em không muốn chết, anh, cứu em, cứu em. Cứu. Jefferson như phát điên, nhanh chóng hét lên. Đừng hứa, đừng hứa. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh lại đi. Đừng phá hỏng toàn bộ tình hình chỉ vì một người. Đám người Y Vương lo đến muốn nôn ra máu. Những người khác cũng thế.